Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 376. Cùng lúc đó, sát thí đại đế và hồn điển tôn vương Tiêu Ngục bên này. Ngươi lại sớm có bố trí, ta vẫn là xem thường ngươi. Cát thân chậm rãi tan vỡ sát thí đại đế, hốc mắt chỗ sâu màu đen không gặp, giữa trán một nâng bạch sa không ngừng hòa tan, nhưng là không gặp khép lại thế. Tiêu Ngục sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng giọng bên trong vẻ chấn định không giảm. Không nghĩ tới sao, năm xưa giúp ngươi thoát khốn, người ta căn nguyên hồn đã sớm tương liên, giết ta, người vậy không sống được. Sát thí đại đế đáy mắt thoáng qua một chút dùng mình, chợt cười nói, ta sao sẽ hạ sát thủ đâu, người ta không ngại lại hợp tác. Tiêu Ngục không cùng sát thí đại đế nói xong, giữa trưởng giấu tay khép mở, chợt cả tòa khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài bắt đầu run rẩy. Rắc rắc, trên bầu trời, theo một tiếng nổ vang, một khối lớn không gian vỡ vụn ra, lớn bằng cánh tay sấm sét màu vàng rơi xuống. Oanh! Màu vàng kim huyền lôi tàn phá cả tòa không gian, không dừng được phách đánh thương khung, trên 9 tầng trời, ngay tức thì chính là vô tận loang lổ vết rách tách ra. Đây là, thủ hộ giả lực lượng, cái tên kia trước khi chết lại có thể còn để lại ngón này. Sát thí đại đế kinh hô thành tiếng, lúc đầu cái tên kia chết trước, cuối cùng vẫn là để lại hậu thủ, cái này màu vàng kim huyền lôi, chính là tiền nhậm thủ hộ giả chân chính căn nguyên lực. Trở về đi, ngươi vốn không nên xuất thế. Tiêu Ngục sắc mặt trắng bệch, trên hư không vô tận màu vàng huyền lôi gầm thét tàn phá, một chút lôi quang bắn rơi vào sát thí đại đế trên mình, một cái cắt cánh tay chợt vỡ ra, gào thống khổ tiếng truyền ra. À! Sát thí đại đế sắc mặt dữ tợn, tràn đầy điên cuồng vẻ, lạnh lùng nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn phong ấn ta. Cát hồn pháp thân. Thành tựu đã từng là cường giả, dù là hôm nay đỉnh cấp không có ở đây, nhưng ngưng tụ pháp thân lực. Vậy xa không tầm thường cường giả có thể so với. Vù vù. Bao la chân trời tới giữa, mịt mờ bạch sa từ 9 tầng trời đổ chảy xuống, tưới dậy một tôn màu vàng đen cắt thân, giữa trán giống sát thí đại đế. Bao la biển cắt ngay tức thì bị quất liền, ban đầu núp ở dưới mặt đất kỳ dị trận pháp lộ vẻ hiện ra. Pháp thân bên trên, huyết mạch đường vân có thể nghe rõ ràng, trường ấn khép mở, đem thương khung toàn bộ tạc xuyên. Dẫn được vô tận gió bão chảy loạn lực tràn vào, dùng để chống cự màu vàng huyền lôi. Màu vàng huyền lôi hóa thành từng cái dây xích không ngừng quấn quanh sát thí đại đế pháp thân bên trên, nhưng lại bị pháp thân bén nhạy né tránh, cát hồn pháp thân đem hai tay giò nhập đục xuyên hư vô không gian bên trong, đem hư không chảy loạn một phiến phiến lôi kéo ra, cùng kim lôi kịch chiến. Hụ hụ! Điều khiển chạm màu vàng huyền lôi Tiêu Ngục giống vậy nhận chịu cực lớn chỗ đau, dẫu sao hắn không là người thủ hộ. Tuy có thể điều động kim ấn lực, nhưng hắn giống vậy là khí thế tuyệt cảnh trấn áp đại ma, huyền lôi đối hắn cũng là tạo thành cùng tổn thương. Nếu không phải cường đại kia thần hồn lực, sớm ở dưới lôi kiếp này tiêu tán. Ha ha ha, Tiêu Ngục, người dẫu sao chính là tàn hồn, cái này lôi kiếp không làm gì được ta, ở chỗ này trước, ta trước phải xem ngươi bỏ mình. Sát thí đại đế một trưởng vỗ vào mình nơi ngực, hoàn toàn đoạn tuyệt mình một món căn nguyên thần hồn. Tránh Tiêu Ngục rơi xuống đồng thời, vậy dính líu đến mình. Oanh! Khí tức mạnh mẽ ngay tức thì tản đi không thiếu, cát hồn pháp thân cũng là hư ảo mấy phần, bị một đạo huyền sét đánh trúng, chảy xuống liền ấm áp máu. Ha ha ha, ngay tại hôm nay, đưa ngươi lên đường. Sát thí đại đế tà mâu chớp mắt, không khỏi cười to, mặc dù trọng thương, nhưng có thể hoàn toàn giải quyết cái họa lớn trong lòng này, cũng đáng được. Hừ! Ngươi lấy là ta hồn điển tôn vương, là hạng người vô danh. 9 tầng trời kim long, ngưng. Tiêu Ngục lấy thân làm dẫn, đem trên bầu trời vô tận huyền lôi bám vào quay về gộp lại, mạnh mẽ phong ấn lực ngay tức thì liền đem thần hồn vậy vặn diệt hầu như không còn. Trong nháy mắt, may là lấy hắn, vậy nhận chịu cực lớn thống khổ. Ngươi điên rồi. Sát thí đại đế giờ phút này sống lưng một hồi tê dại, vậy ngay tức thì liền đem Tiêu Ngục thần hồn mất đi tồn tại. Vô tận kim lôi dâng lên, bay lên, ở giữa trời đất chậm rãi ngưng tụ thành một cái năm móng kim long. Phiến phiến vảy lóe lên kim mang, mắt rồng bên trong lôi cầu lăn lăn lật bay, đầu rồng giống như một ngọn núi lớn, thân rồng che giấu tại vô tận trong hư không, không thể dòm ngó hắn toàn cảnh, chỉ có đuôi rồng chỗ kinh khủng kim lôi tràn ngập lượn lờ. Kim long xuất hiện ngay tức thì, mặt đất trên màu đậm trận pháp chợt kim quang đại trán, chảy ngược thế ấp úng vạn vật. Đem vô tận bể tan tành hư không đều là hút vào.
chạy trở về đến ngươi nên an nghỉ địa phương đi. Tiêu Ngục một tiếng quát chói tai. Giờ phút này, chiến trường một chỗ khác. Sương Hoa. Thiên Tuyết Tâm một kiếm vung ra, kiếm mang nơi chói lọi chỗ, mơ hồ vặn vẹo không gian đều bị hoàn toàn đông dậy một đạo sắc bén tường băng, kể cả Chu Hân U tầm mắt cùng nhau che đậy đi. Không biết tự lượng sức mình. Chu Hân U còn lấy màu sắc, hai vị khí chất trong trẻo lạnh lùng người đẹp, giờ phút này nhưng là đánh đập tàn nhẫn, lấy mạnh đại võ đạo chiến với nhau. Võ đạo ý vận và hư không chập chờn nổ tung. Mà lúc này Âm Ma Thánh Tổ và Diệp Thần bên này. Thằng nhóc này, lực lượng cùng độ tăng lên không chỉ một cấp bậc. Âm Ma Thánh Tổ ánh mắt đông lại một cái, thon dài một móng lần nữa vạch qua Diệp Thần ngực, cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này Diệp Thần, thành thạo. Vẫn là thái chân cảnh, nhưng lại xảy ra biến chất. Xem ra chưa từng Thiên Hòa Vũ Hoàng cổ đế phân thân hạ chạy trốn tin tức, là thật. Lần trước hai người giao thủ, vẫn là một bên ngã thế cục, hôm nay một ít ngày giờ không gặp, mình lại không làm gì được trước mắt Diệp Thần, cái này làm được gần đây kiêu ngạo Âm Ma Thánh Tổ có chút khó mà tiếp nhận. Đầy trời mưa máu. Thời khắc này Âm Ma Thánh Tổ lần nữa thi triển mình lãnh vực lực, Âm Ma Thánh Tổ vùng đan điền một hồi tinh mang chấp động. Liền liền Diệp Thần giờ phút này trong cơ thể Âm Ma Thiên Thạch đều là một hồi dị động, cái này là tới từ cường giả uy áp. Âm Ma Thiên Thạch tuy thành thánh vật, chỉ theo trước Diệp Thần tu vi, bùng nổ uy năng cũng có giới hạn, đối mặt trước mắt cái này, lại là bị áp chế. Luân hồi chi chủ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lớn lên tốc độ vậy rất sợ rằng, nhưng bây giờ ngươi, có thể không phá nổi ta lãnh vực. Âm Ma Thánh Tổ âm hàn cười một tiếng, vô tận mưa máu từ hư không nhỏ xuống. Mỗi một giọt xuyên qua lực, đều là hóa thành một đạo giết mang đem trong đại điện không gian hoàn toàn đánh nát. Ha ha ha, hưởng thụ thân thể bị đâm thủng qua tư vị tươi đẹp đi. Trong nháy mắt, mưa như chút nước mưa máu bỏ ra, vô số đạo tinh mang lấy điểm xây mặt, đem cả tòa lãnh vực hoàn toàn bao phủ, trong đó kinh khủng huyết tinh khí trùng tiêu. Diệp Thần, Thiên Tuyết Tâm một tiếng thét kinh hãi, mấy ngày trước nàng chính là bại với một chiêu này tay. Nếu không phải liên minh đám người kịp thời chạy tới, sợ rằng đã chết. Cùng ta giao thủ, cũng dám phân tâm. Chu Hân U chờ đúng thời cơ, một kiếm hung hăng đâm về phía Thiên Tuyết Tâm bụng, Thiên Tuyết Tâm đột nhiên lui về phía sau, nhưng vẫn bị kiếm khí làm bị thương. Âm Ma Thánh Tổ quát chói tai, cả tòa lãnh vực bị thịt sống mang chìm ngập, khàn khàn tiếng cười vang vọng lên. Luân hồi chi chủ, Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên không giết được ngươi, không đại biểu ta không giết được ngươi. Đời sau, không muốn cùng bổn tọa là địch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. À, chỉ có loại trình độ này sao? Màu đỏ như máu không gặp năm ngón tay lãnh vực bên trong, Diệp Thần một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên. Cái gì? Âm Ma Thánh Tổ kinh hãi, không chỗ nào bất lợi lãnh vực lại. Mất hiệu lực. Màu máu tản đi, Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Quanh thân nhàn nhạt oanh chiếu dọi lượn lờ, trong mắt bên trong thoáng qua một chút nghiền ngẫm mà. Đầy trời màu máu giết mang không chỉ không có phá vỡ Diệp Thần phòng ngự, chỉ là ở hắn phai mờ một món Diệp Thần che thân vạt áo mà thôi. Phơi bày trên người ngực, vô số vết thương dữ tợn đáng sợ, lục đạo luân hồi hình vẽ mơ hồ lóe lên, đồng thời, một cái màu đỏ tươi lửa hoàng ở Diệp Thần da thịt dưới lộn nhảy động, phá lệ hưng phấn. Lửa hoàng từ Diệp Thần mạch lạc kia rõ ràng dưới da thịt không ngừng lật bay, trước ngực tới sau lưng, lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Vậy, đó chính là Thánh Thiên Thần Hỏa căn nguyên lửa hoàng sao? Cách đó không xa Thiên Tuyết Tâm tự lẩm bẩm, liền liền một bên Chu Hân U, cũng là sững sờ. Thật là cường đại huyết khí lực. Lúc trước tinh vực đánh một trận, cái này thần hỏa vốn là bất diệt chi diễm, huyết khí này sinh chỗ, tà hỏa cũng là không bao giờ tức. Hôm nay cái này cường đại huyết khí lực, kết hợp đạo linh lửa nhan tuyền nhi, làm được trong cơ thể thần hỏa một hồi cuồn cuộn, liền liền kỳ chủ Diệp Thần, đều là bị cái này mạnh mẽ huyết khí tưới vọt thiên linh, chán tới giữa thoáng qua một chút tà khí. Công tử, nhan tuyền nhi thời gian ngắn cũng không cách nào nắm trong tay cái này Thánh Thiên Thần Hỏa. Đột nhiên, nhan tuyền nhi đối Diệp Thần nói. Diệp Thần có thể từ trong cảm nhận được nhan tuyền nhi không giúp. Đạo linh lửa cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng cần phải từ từ lên cấp, trực tiếp đem đạo linh lửa và Thánh Thiên Thần Hỏa dung hợp, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Mau rút lui. Diệp Thần còn sót một chút lý trí truyền âm cho Thiên Tuyết Tâm. Sương Hoa kiếm mang chớp mắt,
người đẹp ngay tức thì bỏ chạy. Hống! Nhiệt độ kinh khủng ngay tức thì bay lên, Diệp Thần thân xác ngay tức thì bị ngọn lửa bọc, tựa như ngưng làm một đoàn màu đỏ tươi hỏa lưu bạo tán ra, vậy đủ để diệt thế lửa hoàng lực bị âm ma thánh tổ huyết khí lực hoàn toàn đốt. Lửa hoàng xông lên trời không, đem cả tòa đại điện ngay tức thì dung là nước lũ, Chu Hân U vậy uyển chuyển dáng người cũng ở đây trong biển lửa, hoàn toàn hóa thành một đoàn thịt nát ở bốc hơi. Đáng chết, đây là cái đồ gì? Toàn lực phòng ngự âm ma thánh tổ sớm ở thấy tình thế không đúng ngay tức thì chính là bỏ chạy, may là như vậy, kinh khủng lửa mang dính liền một chút đều là làm được thần hồn một hồi đau nhói, hơn nữa hắn kinh hãi phát hiện, lửa này bất diệt. Bên trong tinh vực vậy chỉ vô cùng lửa hoàng lại xuất hiện, bất đồng nhưng là vậy màu đỏ tươi lửa hoàng nơi mi tâm, chỉ có một chút yếu ớt lửa mang dấu vết lóe lên, giống như trong gió tàn trúc, tùy thời có thể tắt. Diệp Thần, ra tay đem lão này niêm phong. Tiêu Ngục một tiếng quát to, hướng về phía trên 9 tầng trời dương cánh lửa hoàng nghiêm túc quát một tiếng. Ừ, có người đang kêu gọi ta. Khôi phục một chút thanh minh Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mình chính thân chỗ lửa hoàng vị trí trái tim, rõ ràng cảm thụ trong cơ thể đứa nhỏ truyền tới nhiệt độ. Nhan Tuyền Nhi, là ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi là đầu kia hỏa phượng. Da thịt trên lửa hoàng lật bay, trên 9 tầng trời vạn trượng thần hoàng cũng là làm ra giống nhau động tác. Giờ khắc này, Diệp Thần cùng Thánh Thiên Thần Hỏa chân chính hoàn toàn hợp hai là một. Thật cảm tạ âm ma thánh tổ vậy bá đạo huyết khí lực, mới kích hoạt. Tỉnh hồn lại Diệp Thần cái này vừa thấy dưới, mới là phát hiện vậy giảo hoạt âm ma thánh tổ sớm chẳng biết lúc nào, đã trốn đi tung tích. Diệp Thần! Lại là Tiêu Ngục một tiếng quát chói tai, Diệp Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên 9 tầng trời 5 móng kim long chói lọi phai đi mấy phần, rất hiển nhiên. Tiêu Ngục cũng là được liền kim lực rồng tàn phá, đã sắp không cách nào duy trì hình thái. Sát thí đại đế hóa thành cát hồn pháp thân vậy giống vậy cũng không khá hơn chút nào, chỉ là thương hoảng hốt ngăn cản mà thôi. Thiên Tuyết Tâm nhìn gần ngay trước mắt một màn, hoàn toàn nới rộng ra môi đỏ mọng, cái này. Đây là Diệp Thần. Long Phượng Hòa Minh. Tiêu Ngục nhợt nhạt trên mặt mang lên một nụ cười, tựa như đã trước thời hạn dự liệu được kết cục. Trên 9 tầng trời. Mong không gặp giới hạn lửa hoàng vỗ cánh một miếng, căn căn thần vũ tán rơi xuống đất, giấy lên vô tận ngọn lửa màu đỏ, nếu không phải trước mắt đổi ngược trận pháp bám vào lực đem vạn vật nuốt vào, sợ rằng nơi đây cũng phải xem tinh vực vậy, bị thần diễm miễn cưỡng lửa đốt mặc. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân xác ngay tức thì truyền tới cảm giác mệt mỏi để cho hắn trong mắt cũng sắp không mở ra được. Đáng ghét! Điều động như vậy khổng lồ thần hoàng lực, chỉ là vỗ cánh chính là làm được từ mình như vậy khó chịu. Diệp Thần suy tính chốc lát, liền thi triển bát quái thiên đan thuật cùng với thiên tiên cá chép sao, kết hợp với luân hồi huyền bi bên trong chủ hồi phục linh bia, cường đại sinh mệnh lực xông ra, bắt đầu diễn sanh. Trong hư không khổ khổ dẫy dụa sát thí đại đế, hôm nay tình trạng đầy dẫy cát hồn pháp thân cũng là ở nơi này chân chính thần hoàng trước mặt, run lẩy bẩy. Đây là, không thể nào, cái này thần diễm làm sao có thể ở nơi này chờ vị diện hiện thế. Vẫn là ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Khó tin vô số nghi vấn xông lên sát thí đại đế trong lòng, nhưng cho không được hắn suy tính quá nhiều, trước mặt vậy chọc trời lửa hoàng lấy cánh làm nhận, hướng đã sớm yếu ớt không chịu nổi cát hồn pháp thân gọt tới. Suy, một cái đầu lâu phóng lên cao, trên 9 tầng trời kim long con mắt chớp mắt, miệng rồng phún trương liền đem hắn cắn, ngay tức thì hướng mặt đất bên trên đổi ngược trận pháp vò tới. Tiêu Ngục, Diệp Thần. Một tiếng không cam lòng gầm lên vang khắp chân trời, kim long dắt sát thí đại đế cùng tản đi, bao la mặt đất trên đường vân theo kim long tán làm quang vũ rơi xuống, cũng là tiêu tán đi, cái này thế gian, lại cũng không cảm giác được sát thí đại đế hơi thở. Thành công! Một hồi buồn ngủ tập thượng tâm đầu, trên 9 tầng trời màu đỏ tươi thần hoàng vào lúc ầm ầm tán làm điểm điểm tinh quang vỡ nhỏ, Diệp Thần thân hình từ trên hư không rơi xuống. Vô tận không gian phong bạo cuồn cuộn. Bầu trời không gian bị toàn bộ biến dạng, màu đen sấm sét tàn phá cuồn cuộn, mặt đất bên trên, Thiên Tuyết Tâm nhìn nằm ở trên đùi mình ngủ thật say Diệp Thần, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài, mình mông bao la mặt đất bên trên, một món màu vàng nhạt gió mát phất qua Diệp Thần gò má, một chút hơi lạnh cùng dịu dàng cùng tồn tại. Không lưu loát minh văn nơi khắc ấn nghịch chuyển đại trận đường vân đã tiêu tán, liền vậy vô biên bạch xa cùng chiếm đoạt. Thời khắc này buồn tẻ làm được bỏ đời hai chữ. Ừ,
Diệp Thần cảm nhận được luân hồi thần thân thể lực lượng không ngừng tràn vào, mình vậy cả người mệt mỏi thân thể cũng là được hồi phục. Đầu ngón tay hơi chao đảo một cái, mở mắt chính là nhìn gặp trước mắt người đẹp, bốn mắt nhìn nhau, luôn có một người ánh mắt tránh ra. Ho, nhẹ ho một tiếng, Diệp Thần nhìn về trên 9 tầng trời, đại chiến đi qua trước mắt tan hoang, hư không từng cơn vỡ vụn, trong đó từng đạo hư không sấm sét tàn phá, nhưng cũng không có sức sống lại xuất hiện, giờ khắc này, hắn mới tin chắc, sát thí đại đế đã tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Mà khí thế tuyệt cảnh 9 đỉnh bên trên, một món màu vàng kim nhỏ mang tràn ra, Diệp Thần tỏ ý Thiên Tuyết Tâm ở chỗ này yên lặng, chính là hướng khí thế tuyệt cảnh chỗ sâu đi tới, ở nơi đó, có hắn câu trả lời mong muốn. Không biết là hạng vật liệu gỗ làm bằng trời đất quay cuồng rừng như cũ, cho dù là một món hàn xương xuống, vậy chút nào không dính nhuộm phân nửa thế tục hơi thở nấc thang thẳng tới 9 đỉnh đỉnh, Diệp Thần biết được, ở đó hào phóng trên đài, đã là có người chờ. Người tới. Vẫn như cũ là quen thuộc thăm hỏi sức khỏe tiếng, cùng lúc trước độc nhất vô nhị, hào phóng trên đài, một cái khác Diệp Thần ngồi ngay ngắn trả án tới giữa, hai chân khoanh lại. Bất quá cùng lần đầu quen biết nơi so với, trước mắt cái này trong mắt có một món nụ cười, thân hình tựa hồ vậy hư ảo mấy phần. Ta hoàn thành khí thế tuyệt cảnh nhiệm vụ. Diệp Thần con ngươi hơi đông lại một cái, bình tĩnh nói. Nhất mạc mạc sống chết sát phạt từ Diệp Thần trước mắt giống như lưu quang thoáng qua. Đoạn đường này quá nhiều bỏ ra. Đúng vậy, ta cũng nên cùng ngươi nói tiếng gặp lại sau. Khí thế tuyệt cảnh Linh nhún vai, đưa tay ngước mắt lên trước nóng hổi bình, lau một cái màu vàng kim quỳnh tương châm nhập Diệp Thần trước mắt trong ly, làm một cái mời động tác tay, tỏ ý Diệp Thần ngồi xuống. Diệp Thần khẽ than một tiếng, đem trí nhớ cũ bính đi, tiến lên hai bước, đồng dạng là ngồi xếp bằng, nhận lấy khí thế tuyệt cảnh Linh đưa tới ly ly, uống một hơi cạn sạch. Ồ, vào cổ họng ngay tức thì, Diệp Thần chính là cảm giác trong cơ thể mình lúc trước vậy một chút nhỏ không thể ngửi nổi thủ hộ giả kim mang dấu vết, tựa hồ lại là ngưng tụ mấy phần, theo thời gian trôi qua, mơ hồ có sâu hơn xu hướng. Cái này khí thế tuyệt cảnh căn nguyên lực, cũng coi là ngươi nên được. Khí thế tuyệt cảnh Linh nhất cười, tiếp tục nói, từ ngươi tiếp trưởng cái này khí thế tuyệt cảnh một khắc kia. Cái này phiến vốn là tràn ngập nguy cơ thế giới coi như là để cho ngươi không lúc nào không di động ở mũi đao bên trên, một khi sa sút, chính là vạn kiếp bất phục. Thật ra thì, đây cũng tính là khí thế tuyệt cảnh chân chính khảo nghiệm. Diệp Thần nhướng mày một cái, tựa hồ trải qua như thế nhiều, đối với như vậy giải thích, đã có chút thấy có lạ hay không, các loại nhân quả hết sức thêm thân, mặc dù khó khăn, nhưng lại vậy mang đến cho mình cơ duyên cực lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm nay khí thế tuyệt cảnh bình định, cái gọi là tà ma, ở ngươi căn nguyên kim ấn cùng thánh thiên thần hỏa ra chỉ xuống, đều là bất quá đường nhỏ ngươi, hôm nay. Khí thế tuyệt cảnh Linh nhìn chăm chăm nhìn thẳng hướng Diệp Thần, một hồi lâu sau thở dài, thủy chung là chưa từng mở miệng. Ngươi là muốn nói, trừ vậy chân áp thần quan, cái khác đều không đáng gây sợ hãi. Diệp Thần bình tĩnh mở miệng nói. Khí thế tuyệt cảnh Linh nhẹ khẽ gật đầu, trước mắt trà trên đài, dịu dàng hơi thở thượng thích chữ, màu vàng nhạt oanh chiếu dọi lưu chuyển, đổ ánh ra một màu ý định giết người. Trước mắt bình trà chậm rãi hóa thành một đỉnh sâu màu đen đồng quan, cùng lúc trước so sánh, lại là sâu tối mấy phần, chỉ là một mục liếc về đi, chính là làm người ta kinh hãi. Kinh khủng hơn chính là, ban đầu vậy tám sợi chấn áp đồng xanh thần quan thông thiên liên, giờ phút này đã qua hai. Lúc trước ngươi thu phục vậy thánh thiên thần hỏa, đã từng vận dụng vậy một cổ lực lượng, đưa đến thời khắc này phong ấn đã bị thật to suy yếu, còn thừa lại lục căn thông thiên liên, có thể chống đỡ bao lâu, liền xem ngươi tạo hóa. Khí thế tuyệt cảnh Linh tay áo vung tay lên động, trước mắt hai ly trà ly đậm đà hơi nóng bốc hơi lên lên, sương mù hóa một màn trước mắt. Hắn đem trong tay mình chung trà cũng là đưa cho Diệp Thần, tiếp tục nói, một ly này cũng là ngươi. Nó có thể đem ngươi thủ hộ giả kim ấn hơn nữa ngưng luyện mấy phần. Diệp Thần tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, đáp lại, cái này cùng vậy gãy lìa hai cây thông thiên liên có liên quan. Khí thế tuyệt cảnh Linh khá là tán thưởng gật đầu một cái, không sai, mỗi vỡ vụn một cái thông thiên liên, ngươi cũng có thể tới đây cầu được một ly kim trà uống, đợi đến 8 ly lấy hết sức. Hít sâu một hơi, khí thế tuyệt cảnh Linh mở miệng nói, chính là thần quan xuất thế lúc đó, cũng là người ta gặp lại ngày. Diệp Thần hỏi, khi đó ngươi biết làm gì? Cùng nó lấy mạng đổi mạng.
khí thế tuyệt cảnh Linh ào ào cười một tiếng, thân hình bộc phát mơ hồ, liền vậy trương giống Diệp Thần mặt mũi, đều là đã không thấy rõ. Không có phương pháp phá cuộc sao? Diệp Thần hỏi lại. Trước mắt không có, khí thế tuyệt cảnh Linh nhẹ giọng đáp lại, nhưng chợt nhìn về Diệp Thần trong con ngươi lại là lóe lên liền mấy phần khác thường, tiếp tục bổ sung nói. Luân hồi chi chủ, ta không thấy được ngươi tương lai. Tám ly kim trà, sẽ cho ngươi mang đến một ít hiệu quả không tưởng được, nếu như ngươi trưởng thành khá nhanh, thêm luân hồi huyết mạch và thiên kiếm, còn có đánh một trận vậy nói không chừng. Thanh âm yếu ớt truyền ra, trước mặt khí thế tuyệt cảnh Linh đã chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một câu cuối cùng nhàn nhạt líu díu tiếng, bản chính là vì hủy diệt khí thế tuyệt cảnh mà tồn tại bom hẹn giờ, hôm nay nguy cơ tạm rõ ràng, hắn cũng theo đó tản đi. Lần nữa gặp mặt, chính là sống chết để gặp. Nếu như trước kia Diệp Thần, có thể sẽ có Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, dẫu sao chuyện liên quan đến sống chết. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay mình, tâm tình nhưng là phá lệ yên tĩnh, hắn tin chắc, dù là thật có Thái Sơn áp đỉnh, vậy tuyệt không khom người. Mắt phải bên trong lửa hoàng tựa hồ cảm nhận được liền Diệp Thần tâm ý, ở hắn mâu gian lật bay vượt qua, một chút màu đỏ tươi diễm mang theo gò má chảy xuống, toàn bộ khí thế tuyệt cảnh nhiệt độ đều là tăng lên gấp mấy lần. Ban đầu sương xuống chín đỉnh, giờ phút này lại là ngay tức thì mùa xuân ấm áp hoa nở, vạn vật hồi phục. Sinh cơ bừng bừng lại xuất hiện, từng tia cỏ dại nổi điên vậy sinh trưởng, lan tràn lên núi chân một tòa mộ bia bên trên, nhọn lại là kết ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, rất là hợp với tình thế. Không hổ là thánh thiên thần hỏa. Màu xanh trường sam, mái tóc dài bù xù người đàn ông trung niên giờ phút này sắc mặt tái mét. Hắn đưa ra tái nhợt bàn tay đem mộ bia bên trên cỏ dại mọc tùm phất đi, lộ ra trên đó chữ viết, cảm nhận được sau lưng Diệp Thần đạp tới bước chân, không khỏi mở miệng nói. Đa tạ tiêu tiền bối tương trợ. Người tới chính là Diệp Thần, Diệp Thần đối mặt với tiêu ngục hình bóng, cung kính ôm quyền. Ngươi không cần cảm ơn ta, bất quá là được cái mình muốn thôi, ngươi có thể đoạt được thần hỏa, cũng là mình cơ duyên nghịch thiên. Diệp Thần nhưng là nói tiếp. Nếu như không phải là tiền bối tương trợ, ta không có sức chiến thắng vậy sát thí đại đế. Ha ha ha, thằng nhóc giỏi. Tiêu ngục trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, này cùng nghịch thiên dung mạo, còn có như vậy nhún nhường thái độ, người này có thể kham lớn đảm nhiệm. Dưới mắt khí thế tuyệt cảnh đã vững chắc, bất quá. Rất hiển nhiên, tiêu ngục vậy phát giác vậy thần quan dị động, sợ rằng không lâu liền muốn xuất thế. Diệp Thần đối với tiêu ngục băn khoăn. Nhưng là dửng dưng một tiếng, đây không phải là một kiện thiên đại hảo sự, ta thân là thủ hộ giả không cách nào thả nhâm tiền bối rời đi, vật này vừa ra đời, tiền bối vậy tự do, khởi bất khoái tai. Âu, tiêu ngục ngược lại là đối với Diệp Thần như vậy câu trả lời, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, thần quan một khi xuất thế, cả tòa khí thế tuyệt cảnh sợ rằng phải vỡ nhỏ, như vậy Diệp Thần sẽ có to lớn nguy hiểm. Cho tới nay, muốn lấy đi tính mạng của ta người rất nhiều, có vài người đến hiện tại. Ta đã ức không đặt tên. Phú Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên ta cũng không ý kỵ, Thái Thượng Thiên Nữ cũng là đem ta nuôi heo, cái này thì như thế nào? Thế gian đỉnh, ta luân hồi chi chủ chung muốn lên đi xem. Diệp Thần cười một tiếng, trong mắt nheo lại, lục soát phủ đầy bụi chuyện cũ, mở miệng trêu ghẹo nói. Ha ha ha, sắc mặt nhợt nhạt tiêu ngục cũng là bị trước mắt Diệp Thần như vậy quyết từ chọc cười, không khỏi được một hồi cười to. Nếu ngươi có thể như vậy ngồi vững câu cá đài, ta cũng không liền hỏi nhiều, nếu như ngươi thành tâm tích chữ cảm ơn, lão phu liền coi là thật có là một muốn nhờ. Tiêu ngục nghiêm mặt nói. Diệp Thần cũng là sững sờ, chợt trầm giọng nói, tiền bối mở miệng chính là. Ta tiêu ngục ngang dọc cả đời, tự hỏi không thẹn thiên địa, chỉ có tiểu nữ tiêu thấm là ta tiếc nuối và ràng buộc. Nhắc tới con cái mình, liền vị này sát phạt quả quyết nam tử, đều có chút rẻ đặt. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này liền là đáp, tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt tiêu thấm, chờ ngươi xuất thế trở về. Tiêu ngục thân hình run lên, xoay người, lại nữa xem Diệp Thần, hình bóng hướng Diệp Thần nhẹ nhàng chỉa hai tay. Lão phu trở về chữa thương, hy vọng lúc gặp lại, ngươi đã là luân hồi vấn đỉnh, quân lâm thiên hạ. Chàng trai thân hình hướng chín đỉnh chỗ sâu chậm rãi đi tới, tiêu tán ở mộ bia chỗ cuối. Hỏa tốc chạy về thiên cung chi địa, thay tôn lão chữa thương. Đưa tiễn tiêu ngục, Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới cụ già, vội vàng lên đường, cũng là rời đi chín đỉnh bên trên.
Ba ngày sau, Thiên Cung Thần Giáo, Âm Ma Thánh Tổ, lại bị hắn chạy, cái này chưa trừ diệt, thủy chung là cái đại họa tâm phúc. Thiên Tuyết Tâm ngồi đàng hoàng ở Liên Minh Đại Sảnh nghị sự, Thiên Cung đất tất cả thế lực cự đầu tụ tập, đều là tại triều. Trừ đã bị tiêu diệt Thần Vũ Điện ra, liền gần đây trung lập Đêm Trăng Điện điện chủ Bóng Trăng, cùng với U Minh Cốc Cốc chủ đều là ở tiệc, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì cái đó tại chỗ nam tử Diệp Thần. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, sớm có nghe đồn nhưng là chưa chắc vừa gặp. Bóng Trăng dáng người thướt tha chập chờn, hướng về phía Diệp Thần không tiếc thở dài nói. Trước mắt cái này Diệp Thần, liền nàng cũng không nhìn ra sâu cạn, không hổ là liền quá thần đô xem trọng ra hỏa. Gần đây lại là có lời đồn đãi, hắn đem Âm Ma Thánh Tổ, đều là sống sinh đánh thành trọng thương. Diệp Thần nghe vậy, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm, chợt quay đầu nhìn về Thiên Tuyết Tâm, mở miệng nói, Âm Ma Thánh Tổ trọng thương, nhất định ẩn núp ở Âm Ma Thánh Điện chữa thương, không bằng thừa dịp này cơ hội, hoàn toàn bưng hết Âm Ma Thánh Điện. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả người mí mắt đều là giật mình, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Âm Ma Thánh Điện chiếm cứ Thiên Cung chi địa vô số năm, cái này cùng cổ xưa thế lực làm sao có thể không có hậu thủ trấn giữ. Nhưng từ Diệp Thần trong mắt ung dung tới xem, hắn cũng không có nói láo. Ta cảm thấy liên minh có thể tổ chức tấn công, dò xét một tí Âm Ma Thánh Điện hư thật, nếu như có thể là, một lần hành động bưng hết vậy không hẳn là không thể. Thiên Tuyết Tâm lên tiếng phụ họa nói. Đám người, ta bất quá là đề nghị, cụ thể làm sao an bài, ta liền không tham dự, nếu như có cần, ta sẽ xuất thủ. Diệp Thần nhìn một chút một món giải vào đại điện tà dương, chợt đứng lên nói, nên cho Tôn lão chữa thương. Không khỏi người bất kỳ lời nói, Diệp Thần đứng dậy thẳng rời đi, mọi người ở đây nhìn Diệp Thần hình bóng đi xa, trên đại điện mới truyền ra nhiều tiếng như sắp đại xá sau thở dốc. Minh chủ, ta đề nghị. Trên đại điện, đám người kịch liệt tiếng thảo luận, này thay nhau vang lên. Sau một nén nhang, Tôn lão, hôm nay ngươi vết thương cũ đã không còn đáng ngại. Diệp Thần mỉm cười nói. Cái này mấy ngày, Diệp Thần một mực vận dụng bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao cùng với luân hồi huyền bi ở giữa linh bia chữa trị Tôn lão. Thậm chí không tiếc cho ăn một chút mình máu. Cụ già thương thế vậy dần dần khôi phục. Thế gian có lẽ chỉ có Diệp Thần có cái loại này chữa trị thủ đoạn. Cụ già vui vẻ cười to, chợt làm bộ liền muốn cầm lên bên người màu vàng hồ lô hào hấp một cái, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Tôn lão, tổn thương không tốt lanh lẹ, thì đừng uống. Tôn lão liếc một cái Diệp Thần, đưa tay đem Diệp Thần trắng nõn tay phải hung hăng một chụp, liền nói ngay, người cái này thần hỏa và phạm thiên thần công binh tự quyết lần nữa đoán nhúng hồ lô, so với lúc trước cất ra rượu. Nhưng mà hương thuần liền gấp mấy lần, có chữa thương hiệu quả. Cụ già cười híp mắt, đối với Diệp Thần lợi dụng thánh thiên thần hỏa và binh tự quyết cho mình đúc lại căn nguyên hồ lô, khá là hài lòng. Tôn lão, ngươi! Diệp Thần trong mắt khều một cái, giả vờ tức giận nói. Được được được, không uống. Cụ già hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt hạ, nụ cười không giảm, sờ hướng càn khôn hồ lô tay, cũng là lần nữa duỗi trở về. Ngài Tu Vi! Ta sẽ nghĩ biện pháp. Đùa giỡn mở xong, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Hôm nay Tôn lão mặc dù tánh mạng không lo, nhưng lúc trước trận chiến ấy quá mức thảm thiết, cụ già quanh thân Tu Vi, đã toàn bộ chạy mất. Ha ha ha, không sao, cũng nên là thời điểm hưởng thụ cuộc đời còn lại, hụ hụ. Cười to để gặp, cụ già cũng là không khỏi làm động tới vết thương cũ, mơ hồ ho ra một chút màu đen vết máu. Công tử! Hắn thương thế chính là căn nguyên lửa lửa đốt mặc thần hồn, cần băng phách tuyết liên áp chế, lấy cánh hoa luyện đan, mới khá. Chỉ bất quá vật này sợ rằng ở cận Thái Chi Thành. Ngay tại Diệp Thần gặp khó khăn để gặp, đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi thanh âm truyền tới. Nhan Tuyền Nhi ngươi và Thánh Thiên Lửa kết quả như thế nào? Nhan Tuyền Nhi lắc đầu một cái, còn cần quá trình khá dài, ta rất khó khống chế, cái này ngược lại sẽ hại công tử, bất quá ở dung hợp trong quá trình. Ta cũng hiểu được một ít thứ, cái này băng phách tuyết liên liền là một cái trong số đó. Diệp Thần trong lòng đã có quyết định, đột nhiên, hắn nhìn về phía Tôn lão, nói Tôn lão, ngài có thể có khác ẩn lui dự định, người thương thế này, có trị. Ừ, cụ già đáy mắt thoáng qua vẻ kích động, nhưng rất nhanh lại là xóa đi, mới có thể có chữa thương thế hắn nghịch thiên vật, tất nhiên kèm có nguy cơ lớn. Yên tâm đi, ta đi một chuyến nữa cận Thái Chi Thành,
nơi đó có bạn của ta, rất nhanh liền hồi. Tựa hồ là nhìn thấu cụ già lo âu trong lòng, Diệp Thần lúc này mới lên tiếng nói. Cái đứa nhỏ này, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, cụ già hốc mắt bên trong, mấy giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống. Công tử, băng phách tuyết liên cho dù là cận thái chi thành, cũng là bảo vật. Nhưng ta tin tưởng có người, nhất định là có cái này. Nhan Tuyền Nhi hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói. Ngươi nói là, tiền vạn quan, cận thái chi thành, vạn kim lâu. Tinh mắt mày kiếm nam tử giờ phút này cúi đầu đứng ở hai người người đàn ông trung niên sau lưng, nếu như Diệp Thần tại triều, nhất định có thể nhận ra, đây cũng là ngày đó cùng thần hỏa giao chiến lúc đó, mang đi mọi người tiền ra hai người cường giả và tứ đại gia lão tổ giống vậy cường giả. Vạn quan, chuyện này, người vậy không nên tự trách. Tiền vạn quan nhưng là hai quả đấm nắm chặt. Lần này thần hỏa lỡ tay, hắn chính là bỏ lỡ lần nữa trở về gia tộc hy vọng cuối cùng. Nhị thúc, tam thúc, ta không cam lòng. Môi mỏng dưới, cân nhắc từng câu từng chữ nói. À, tạo hóa trêu người sao, vậy ngang trời xuất thế tiểu tử, làm rối loạn toàn bộ an bài. Tiền ra hai người cường giả một tiếng tự diễu, nhưng vậy không thể làm gì. Nhị ca, cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử nhiễu loạn tộc ta kế hoạch, đem giết. Trong đó một tên cường giả mở miệng nói. Vạn quan, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này vạn kim lâu chủ tiền vạn quan, cái này đủ để làm được cả tòa cận thái chi thành tất cả cô gái cũng làm nổi điên người đàn ông nhưng giống như là một bị tức tiểu thức phụ vậy, trong mắt tràn đầy u oán. Nghe được nhà mình nhị thúc hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại đáp, nghe tiêu gia lão tổ ra tay, từ bên trong tinh vực mang về tiêu thấm, nhưng mình vậy trọng thương bế quan. Chuyện này... Vốn là có kỳ hoặc, nhị thúc cùng tam thúc vậy điều tra qua vậy phong ấn, thánh thiên thần hỏa trước khi chết đem lửa hoàng bản thể tự bạo, vòng ngoài màn lửa lấy bọn ta lực lượng, căn bản không cách nào đến gần. Nói cách khác, tiêu thấm trở về, là từ bên trong tinh vực bộ mở ra lỗ hổng, mà nàng trở về gia tộc sau đó, cũng không dị động, nói cách khác, vậy đi cùng với nàng Diệp Thần lấy được thần hỏa. Thần hỏa một khi dong cho người khác huyết mạch, cho dù là cưỡng ép chóc, cũng không gặp được có thể đoạt được thần hỏa căn nguyên, thậm chí có thể làm thần hỏa hoàn toàn chết thế gian. Hôm nay tiêu gia lão tổ bị thương bế quan, tiêu thấm một người khó khăn chống đỡ đại cuộc, ngoại giới cũng cho rằng tiêu thấm đoạt được thần hỏa, liền liền đại trưởng lão tiêu túc đều là hồi sinh lòng trắc ẩn, rất hiển nhiên, không có ai nhận là một cái thái chân cảnh tiểu tử, sẽ đạp vận cứt chó lấy được thần hỏa. Tiền ra vậy hai vị vừa mới bắt đầu nghe được từ mình cháu phân tích rõ ràng mạch lạc, phía sau nhưng là càng nói càng lệch hướng chủ đề. Làm sao kéo đến tiêu gia trên mình? Hắn tiền gia thế lực cao nhất thông trời, dĩ nhiên là so với cận thái chi thành thế lực tin tức linh thông không thiếu, thần hỏa bị Diệp Thần cướp đi, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Hụ hụ, người lại nói, như thế nào đối đãi Diệp Thần chuyện? Tiền gia nhị thúc thời gian đầu tiên cắt đứt tiền vạn quan mà nói, một bên một vị khác tục tằng người đàn ông nhưng là cười ha ha một tiếng. Vạn quan là đối tiêu ra cái đó bé gái, động tâm tư. Tiền vạn quan sắc mặt đỏ một cái, cúi đầu, cố chừng mà nói hắn. Mới vừa ta nói qua, một khi cưỡng ép chóc, thần hỏa đều có thể chết, Diệp Thần người này có thể lấy được thần hỏa, nhất định không phải hạng người phàm tục, như ta tiền ra cùng chi giao tốt, đợi đến hắn lớn lên. Tiền ra hai vị cường giả rối rít yên lặng, một cái bị phong ấn người nào chết thánh thiên thần hỏa cũng có thể tung lên lớn như vậy sóng gió. Một khi lớn lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn quan, ta xin hỏi ngươi, tiêu gia nữ oa kia, ngươi chuẩn bị làm gì? Tiền vạn quan nghe vậy, lâm vào yên lặng. Cũng được, đi trước chuẩn bị buổi đấu giá đi, thất thần lửa, tổng được từ những phương diện khác thu chút lợi tức trở về. Tiền gia hai người cường giả chậm rãi tiêu tán, yên tĩnh bên trong thư phòng, chỉ có tiền vạn quan một người đứng yên. Ngay tại lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vạn kim lâu tiền vạn quan người làm đẩy cửa vào, hướng về phía gia chủ mình tử mở miệng nói, việc lớn không tốt, Diệp Thần tới cận thái chi thành. Cái gì? Cùng lúc đó, lần nữa đi ở cận thái chi thành trên đất, Diệp Thần bốn phía nhìn bên đường sầm uất, nhiệt lạc tiếng này thay nhau vang lên. Nghe nói không, trước khi thánh hỏa trong nghi thức, thật giống như xảy ra chút vấn đề. Đường phố trà than bên trên, có một võ giả bưng lên một chén nước trà uống một hơi cạn sạch, nói chuyện phiếm nói. Vậy đều là đại nhân vật nên quan tâm sự việc, ảnh hưởng chúng ta tu luyện sao?
Cũng vậy, chúng ta liền còn thật cảnh cũng không bước vào, chuyện tốt bực này, như thế nào đi nữa vậy không tới phiên chúng ta. Đừng nói, vạn kim lâu tiền vạn quan lần này triệu khai buổi đấu giá, cứ nghe bên trong không hề thiếu từ trong tinh vực mang ra ngoài bảo bối. Tính tiền. Diệp Thần nghe được mấy cái võ giả tán gẫu xóa bỏ, đứng dậy hướng cận Thái Chi Thành phía nam đi tới. Công tử, xem ra tìm vậy băng phách tuyết liên, có lẽ có thể tham gia một tí cái này buổi đấu giá thử một chút, số tiền này nhà, quả nhiên không đơn giản. Nhan Tuyền Nhi truyền âm nói, lúc trước vậy tinh vực bên trong, còn có dư lực vơ vét bảo bối, làm thật là số tiền khổng lồ. Tiêu gia. Được rồi, Tiêu gia chăm phế đợi hưng, cũng không đi quấy rầy Tiêu Thấm, bắt được băng phách tuyết liên nói sau. Diệp Thần chắc chắn liền ý tưởng, bóng người biến mất ở đường phố hẻm nhỏ bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu gia. Thấm Nhi, ngươi lý lịch còn thấp, luyện hóa thần hỏa là một, còn cần thảo luận kỹ hơn. Tiêu gia nghi thức bên trong đại sảnh, đại trưởng lão Tiêu Túc ánh mắt che lấp, nhưng là khẽ cười một tiếng, ý tốt giao phó nói. Tiêu Thấm chân mày cao lại, trả lời, lão tổ dặn dò, đại trưởng lão là lớn tuổi quên không được. Ha ha, lão tổ hôm nay trọng thương bế quan, cũng không phải là bởi vì thần hỏa lên. Cái này cùng thần vật, vẫn là giao cho trong tộc giữ tốt hơn. Tiêu Túc trơ cháo không cười, hí mắt nói. Xem ra cái lão gia hỏa này cũng bị ngoại giới đồn đánh giá mê mắt, kết luận thánh thiên thần hỏa ở trên người ta, nổi lên tâm mơ ước. Tộc nhân mình còn như vậy còn thừa lại vương gia, tề gia, chu gia. Tiêu Thấm đối với dưới mắt thế cục, khá là nhức đầu, trong lòng âm thầm phân tích nói. Hiển nhiên, Tiêu gia đại trưởng lão cũng không dự định đến đây thì thôi, phàm là trầm giọng nói, Tiêu gia chủ, ngươi cần vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Phân phòng diệt môn một án thượng chưa chấm dứt, tinh vực Tiêu gia ta tổn thất thảm trọng, ngoại giới mơ ước thần hỏa mắt lom lom, giờ phút này nếu không phải giao ra thần hỏa tăng lên gia tộc thực lực, người có thể gánh nổi hậu quả này. Tiêu Túc sắc mặt tiệm xu âm trầm, một bộ thâm minh đại nghĩa cử chỉ, dẫn được Tiêu gia một nửa đám người hắn tâm phúc vây cánh lúc này liên danh lên án. Hừ, Tiêu Thấm khí tức lãnh liệt bộc phát ra, chợt lạnh giọng nói, phân phòng một án, người còn có mặt mũi hỏi ta. Tinh vực đánh một trận, ba ngày sau buổi đấu giá có một nhóm bảo đồ bán ra, ta tự sẽ lấy, không nhọc đại trưởng lão phí tâm. Còn như thần hỏa, người muốn đều không muốn. Nói xong, Tiêu Thấm kính thẳng đứng dậy rời đi. Ngươi, đại trưởng lão đấm ngực dậm chân, tức giận 10 phần, nhìn Tiêu Thấm đi xa hình bóng, chợt trên mặt cười gần nâng lên, hoàn toàn thất thế ngươi, lấy cái gì tranh với ta. Chỉ chờ tới lúc ba ngày sau buổi đấu giá Tiêu Thấm thất lợi. Như vậy bức vua thoái vị để cho hắn thối vị, chính là thời cơ thích hợp nhất, đến lúc đó thần hỏa. Tất nhiên quay về ta. Sau khi rời đi Tiêu Thấm có chút tâm phiền ý loạn, vô hình đầu óc bên trong hiện ra một bóng người. Nếu như Diệp tiên sinh ngươi, sẽ làm sao phá cuộc đâu? Nàng không khỏi được tự lẩm bẩm. Vương gia chủ, có thể là có diệu kế. Thời khắc này cận Thái Chi Thành ngoài ra ba gia tộc lớn, cũng là nhằm vào Tiêu Thấm cùng với Tiêu gia là một. Triển khai thảo luận, kỳ quái chính là, nguyên bản cùng cùng nổi danh vương gia, giờ phút này nhưng là một người thấp hèn, tội liên đới tiệc, đều là lùn mấy phần. Chỉ vì là tinh vực đánh một trận, hắn vương gia mất lão tổ chấn giữ. Tiêu Thấm nếu từ bên trong tinh vực còn sống rời đi, thuyết minh thần hỏa ngay tại nàng Tiêu gia, mà Tiêu gia vị kia, nghe nói bị thương bế quan, cho dù là không bị thương, hai chọi một, hắn cũng không có tư cách. Vương đằng ánh mắt che lấp. Lạnh giọng nói, dẫu sao có chu gia cùng tề gia hai người lão tổ chấn giữ, một khi đánh, Tiêu gia cũng là hoàn cảnh xấu. Nói điểm chính, tề gia gia chủ cầm đầu ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đại án, tỏ ý vương đằng quá nhiều lời nhảm nhí. Nhìn ngày xưa thấy mình đều phải cười chúm chím lên tiếng chào hỏi tề gia, vương đằng hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng làm sao hôm nay thất thế. Hi hi, tề gia chủ chớ vội. Vương đằng đành phải cười xòa, dẫu sao giờ phút này ăn nhờ ở đậu, hắn nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói. Vạn Kim Lâu chính là cận Thái Chi Thành một cổ nhất là thế lực thần bí, tương truyền kỳ thế lực đến từ Thái Thượng Thế Giới, tuy không biết chân thực tính vì sao, nhưng có một chút có thể tin chắc, tiền vạn quan sẽ không nhúng tay cận Thái Chi Thành chuyện. Ba ngày sau Vạn Kim Lâu buổi đấu giá, có một nhóm lớn đổ bán ra, rất hiển nhiên. Đây đối với tinh vực đánh một trận tổn thất thảm trọng tất cả gia tộc lớn mà nói,
đều là cứu mạng thuốc hay, dẫu sao tiền vật này tại võ giả chúng ta mà nói, chính là vật ngoại thân. Tổn thương nguyên khí nặng nề tiêu ra, vậy định sẽ lộ mặt tham dự, đến lúc đó chúng ta chỉ muốn bắt, hết thảy liền có thể phá cuộc. Vương Đằng âm chắc chắc cười tiếng vang lên. Vương gia chủ ý là, mượn này cơ hội bức vua thoái vị, để cho Tiêu Thấm giao ra thánh thiên thần hỏa. Chu Mỗi gia chủ rõ ràng liền Vương Đằng ý, mở miệng nói. Chính phải, Vương Đằng kêu. Tề gia gia chủ nhưng là nhướng mày một cái, nói, ở Vạn Kim lâu trong sân gây chuyện. Sợ rằng không ổn. Dẫu sao Tích Nhật Tinh vực đánh một trận, tiền gia trên mặt nổi bại lộ và lão tổ cùng cấp bậc cũng đã có hai người. Không sao, chúng ta chỉ bức bách Tiêu Thấm giao ra thần hỏa mà thôi, không hề sẽ đại động can qua, cho dù thật là động thủ, đủ Chu hai nhà lánh đời cường giả, chỉ cần kềm chế Vạn Kim lâu là được, chúng ta mấy người liên thủ, đem Tiêu Thấm bắt lại, lại bồi cái lễ, thối lui là được. Vương Đằng kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Tề Chu hai nhà gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, coi là đồng ý liền cái này nhất quyết sách. Gia chủ, đủ Chu hai nhà một khi đạt được thần hỏa, vậy chúng ta tình cảnh. Sợ rằng càng thêm gian nan. Gia Tề gia, thư sinh khá là không rõ ràng, nhìn trước mặt chủ tử mở miệng hỏi nói. Hừ hừ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, người đi đem phong thư này giao cho Tiêu Túc, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thư sinh trong con người thoáng qua một chút cuồng nhiệt sùng bái tình, nhận lấy mật thư rời đi. Ba ngày sau Vạn Kim lâu trước, chẳng biết tại sao, bình thường vắng lặng ba phần màu vàng gạch ngói giờ phút này đều là bởi vì tiếng người ồn ào mà có chút nhiệt sắc. Chỗ này, đeo lên mặt nạ, đem dung mạo toàn bộ che giấu đi Diệp Thần nhìn trước mắt quen thuộc một góc, không khỏi lau miệng híp lại, lẩm bẩm nói. Tựa hồ U Thiên Cổ Thành, Lâm Thiên Thành, đều có tương tự địa phương. Tàng Kim Lâu, Vạn Kim Lâu. Biết hay không và thái thượng thế giới có liên quan, dẫu sao vực ngoại cực hạn, mình cũng có thể thấy được. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta giao hẹn qua, mời cùng ta tới. Vạn Kim Lâu đại quản gia mặt mỉm cười, tựa hồ đã sớm liệu được hắn sẽ đến này, cho dù là che giấu dung mạo, đối phương vậy như cũng nhận ra hắn. Tiền vạn quan. Diệp Thần đem mặt nạ gỡ xuống, dứt khoát hào phóng đi theo quản gia vào bên trong. Diệp tiên sinh, chủ nhân nhà ta đã thông báo, hôm nay hết thảy tiêu xài, toàn bộ coi là ở ta Vạn Kim lâu trên đầu. Vạn quan đem một tấm màu vàng tím tấm thẻ đưa cho Diệp Thần, giải thích. Cầm này thẻ, Vạn Kim lâu tất cả đồ cất giữ, đều có thể tùy ý lấy dùng, nếu như món đồ đấu giá, có thể tùy ý ra giá, cao nhất giới hạn. Diệp Thần không chỉ có kinh ngạc, cái này tiền vạn quan, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương nguyện ý giao hảo, như vậy ngược lại cũng giảm bớt mua băng phách tuyết liên một số lớn chi phí. Nếu thật bàn tới của cải, bằng hắn tiền, còn thật không nhất định có thể mua được tất cả. Dĩ nhiên, đem một ít thần vật bán ra ngoại trừ. Nhưng Diệp Thần còn không cần phải đem một ít thứ bán đi. Diệp Thần đã thu xếp ổn thỏa. Kim các bên trong, tay cầm một quyển sổ sách tiền vạn quan hời hợt nói. Trước mắt người làm cung kính cúi đầu, trầm giọng nói, dựa theo ngài yêu cầu, đều đã làm xong. Tiền vạn quan khoát tay một cái, mở miệng nói, đi đi, buổi đấu giá cũng nên muốn bắt đầu, hôm nay do ngươi tới chủ trì. Bảo đảm bên trong sân không phát sinh huyết chiến, còn nữa, bảo dược loại linh tài tăng giá một nửa dậy chụp. Vậy người làm mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một chàng tầm thường buổi đấu giá, còn cần hắn ra tay, hắn tuy là người làm. Nhưng cũng là Vạn Kim lâu đại quản gia. Phải biết, tứ đại gia tộc tộc trưởng, cũng không quá thiên quân mà thôi, còn dám ở Vạn Kim lâu địa giới ra tay không được. Tuy có nghi vấn, nhưng chủ tử nhà mình làm sao an bài, còn chưa tới phiên hắn tới nghi ngờ, nhẹ khẽ gật đầu, chính là rời đi. Tiêu Thấm. Tiền vạn quan tự lẩm bẩm, chợt lại là nhớ lại nhị thúc vậy vấn đề, Tiêu gia bé gái, người dự định như thế nào? Tiền vạn quan trọng mắt bên trong lộ ra một chút vẻ độc ác, nói, một đám rốt nát ngu xuẩn, còn muốn đoạt thánh thiên thần hỏa. Bất luận như thế nào, ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi. Thời khắc này Tiêu Thấm, cũng là dẫn Tiêu ra đám người, bước chân vào nhà đấu giá. Tiêu gia chủ, phòng riêng chữ địa số 3. Theo sát theo nhau tới chính là Vương gia, Tề gia, Chu gia các loại. Tề gia chủ, phòng riêng chữ địa số 1. Chu gia chủ,
phòng riêng chữ địa số 2. Vương gia chủ, phòng riêng chữ địa số 3. Đứng đầu tứ đại gia tộc dẫn quân người dẫn đầu bước vào Vạn Kim lâu nhà đấu giá, quảng trường lớn như vậy bên trong, đã sớm đầy ắp cả người. Vô số tán tu dựng thân tại phòng khách đứng, tại bọn họ cái này cùng không có chút nào tượng trưng thân phận người mà nói, có thể tham dự trong đó đã là cực lớn vinh hạnh. Cận Thái Chi Thành còn lại một ít nhất lưu thế lực, đều là vào tầng 2 chữ nhân số phòng riêng. Như thế nhiều thiên quân cường giả. Đám người bên trong có người không tiếc khen ngợi, cái này cùng tình cảnh, đủ để có thể nói rung động. Tứ đại gia tộc hạng, có ý tứ. Đám người bên trong, không ít người đã nhìn thấu đầu mối, Tiêu gia cùng Vương gia, phân biệt đứng hàng chữ địa tam tịch cùng bốn tiệc. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, phải biết, toàn bộ Cận Thái Chi Thành, chữ địa số phòng riêng vậy chỉ có bốn tiệc mà thôi. Một lưu thế lực tông chủ hướng về phía mình môn nhân mở miệng khiển trách, cắt không thể ở nơi này chờ tình cảnh bên trong đắc tội với người. Sư thúc, vậy chữ thiên phòng riêng. Vậy tông chủ quay đầu lại giải thích, từ lúc Cận Thái Chi Thành Vạn Kim lâu thành lập dậy, cái đó phòng riêng, chưa từng có người đặt chân. Cái này, vô số người ánh mắt sùng bái nhìn về tầng chót bên trên trong đó màu vàng hoa mảnh che giấu duy nhất thiên chữ số phòng riêng. Tiên sinh, mời nhập chữ thiên phòng riêng. Vạn Kim lâu tổng quản thanh âm vang khắp ở hội trường bên trong, làm được tất cả người thần sắc cứng đờ. Tiêu Thấm, Vương Đằng các người đều là sửng sốt một chút, liền Tề gia cùng Chu gia gia chủ đều là trước mắt khó tin, chữ thiên phòng riêng, hôm nay lại có người chấn giữ. Cho không được đám người thán phục, tổng quản chính là chậm rãi lên đài, cái này trong ngày thường, liền tứ đại gia tộc cũng đối kính sợ có thừa Vạn Kim lâu tổng quản, hôm nay lại muốn chủ trì đấu giá. Mọi người không cần bất ngờ, ta đích xác là hôm nay buổi đấu giá người chủ trì. Người trung niên chậm rãi mở miệng. Tình huống gì, liền tên này đều là tự mình chủ trì buổi đấu giá, vậy chữ thiên phòng riêng lai lịch không phải cực kỳ khủng bố. Vương Đằng trong lòng mơ hồ thoáng qua một chút bất an, một món thần niệm lộ ra, nhưng là bị một hồi chập chờn hung hăng phai mờ. Oanh! Một hồi không gian rung động bạo tán, làm được tại chỗ vô số tán tu đều là vì một trong chấn động. Còn có tu vi nhỏ người, ngay trước mọi người chính là thần hồn nứt ra. Có người đang dòm ngó chữ thiên phòng riêng. Tại chỗ thiên quân võ giả đều là trong lòng gương sáng, nhưng lại không một người mở miệng, đều là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha, các vị không cần nghi kỵ, chữ thiên phòng riêng chính là ta Tiền gia khách quý, cũng không ý gì. Hôm nay buổi đấu giá, do kẻ hèn chủ trì, ông chủ Tiền giao phó cho, hội trường không cho huyết chiến, tất cả bảo dược loại linh tài. Giá khởi đầu thêm một nửa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Đám người bên trong một đá kích thích thiên tầng lãng, tới đây võ giả phần lớn vì bảo dược tới, trước kia tinh vực đánh một trận, mọi người đều là bị thương trên người, hôm nay nhưng là ra cái này chắc trở. Phải biết giống vậy bảo dược đối bọn họ mà nói cũng không chỗ dùng, chỉ có tinh vực đồ mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Bất quá, người của tứ đại gia tộc ngược lại là đối với giá cả lơ đễnh. Dù sao lấy gia tộc bọn họ trùng điệp vạn năm tài lực, mấy bụi bảo dược không hại đến đại thể. Vậy chữ thiên phòng riêng. Liền Tiêu Thấm đều là nội tâm bên trong mơ hồ dâng lên một chút cảm giác vô hình. Ăn biết Vương Đằng cũng là ánh mắt bên trong lóe lên hàn mang, nhiều lần quét nhìn, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, hy vọng sẽ không ra loạn gì. Mà giờ khắc này không biết chút nào chữ thiên này số phòng riêng hàm kim lượng Diệp Thần đang ngồi đàng hoàng ở trong đó quan sát chung quanh, liền ngồi xuống cái ghế, đều là mơ hồ có một cổ linh lực chập chờn. Thật là cực kỳ xa hoa. Sợ rằng tiền này nhà thật và thái thượng thế giới có chút liên quan. Có một chút có thể xác định, bọn họ tất nhiên không thuộc về thái thượng thiên nữ và vũ hoàng cổ đế trận doanh, nếu không không có thể không biết mình là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghe được tổng quản mở miệng, lúc này liền là sửng sốt một chút, nói tiền này nhà, trả giá làm ăn thật đúng là làm gió nổi nước lên. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá, Hồ Tiên Phù Dung. Một bụi màu thủy lam phù dung hoa chập chờn nhàn nhạt ánh sao, cánh hoa bên trên, mùi thơm tràn ra ra. Nghe nói vật này và có thể loại trừ hết thảy thiên quân lão tổ dưới tạo thành thương thế, hắn bồi bổ thần hồn lực, vậy có thể nói đỉnh núi. Diệp Thần không khỏi được chăm chú nhìn, ra tay thật lớn, vật đấu giá đầu tiên chính là vạn kim khó cầu chí bảo. Giá khởi đầu, 3 triệu quá tinh. Quá tinh tương tự đạo tinh, nhưng cấp bậc hiển nhiên cao không thiếu.
vô số người nhíu mày. 3 triệu quá tinh, thật là dược tiền à. 4 triệu. Ngay tại lúc này, một vị ăn mặc khéo léo ông già kêu ra tiếng, đám người theo chủ nhân của thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp trong góc cụ già khẽ mỉm cười, thần bí lại trình độ cao nhất. Nguyên lai là hắn, Phượng Cửu Tôn. Dưới đài có người nhận ra ông lão thân phận. Phượng Cửu Tôn, cận thái chi thành trên bảng hạng vị thứ 20 vị kia. Chính là hắn, tin đồn hắn nhưng mà ác ma giết người không nháy mắt, cả người thực lực tương đương khủng bố, là lần trước bên trong tinh vực sống sót cường giả. Còn có cái khác khách quý nguyện ý tăng giá sao? Tổng quản mặt nở nụ cười ở trên đài tiếp tục hỏi. 4 triệu quá tinh lần đầu tiên. 4 triệu quá tinh lần thứ hai. 4 triệu quá tinh thứ ba. Ta ra 5 triệu, một hồi thanh âm không linh truyền tới, dẫn được đấu giá không khí của hội trường ngay tức thì đọng lại, liền liền chữ thiên phòng riêng Diệp Thần nghe được cái này đạo thanh âm quen thuộc, cũng là sững sờ Tiêu Thấm. Phượng Cửu Tôn một mặt dữ tợn nhìn cái đó thanh âm truyền tới phương hướng, nhưng đang nhìn cái đó phòng riêng một mắt sau đó, cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt, dè đặt cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng. Chữ địa số phòng riêng, buổi đấu giá lần này chỉ có 4 phòng. Mới vừa trận kia linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, hắn chủ nhân thân phận cũng chỉ miêu tả sinh động. Trước mắt toàn bộ cận thái chi thành dư luận đỉnh cao người phụ nữ, Tiêu Thấm. Tin đồn thánh thiên thần hỏa, chính là bị người này đạt được. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu Tôn trong mắt để cũng thoáng qua một chút cuồng nhiệt. Tại chỗ mới vừa còn nhao nhao muốn thử đám người, nghe được cái thanh âm kia sau đó. Liền cũng rơi vào trầm mặc, 5 triệu quá tinh là một khoản không ít số lượng, vừa mới bắt đầu liền hoa 5 triệu đi xúc Tiêu gia rủi ro, không người nào nguyện ý làm cái này ra mặt chim. Tiêu gia chủ quả thật thở mạnh, ta Vương gia cũng không thể yếu đi khí thế. Vương Đằng thanh âm truyền ra, chợt lạnh lùng nói, 6 triệu. Tiêu Thấm thần sắc run lên, còn tiếp tục nói, 7 triệu. 10 triệu, Vương Đằng không chút do dự thanh âm vang lên. Mọi người đều là người thấy ẩn chứa trong đó nồng nặc mùi thuốc súng. Ừ, Diệp Thần cũng là phát giác nơi đây không khí không tầm thường, khổng lồ thần niệm lộ ra, trong sân vô số võ giả xì xào bàn tán tất cả đều bị Diệp Thần bắt được. Tứ đại gia tộc như vậy nhằm vào Tiêu gia, xem ra lời đồn đãi không uổng. Xuyệt, Tiêu Thấm lấy được thánh thiên thần hỏa, những nhà khác làm sao có thể không chèn ép. Nghe Tiêu gia vị kia lão tổ trọng thương bế quan, dưới mắt bằng nàng một cô gái. Một cây chẳng chống vững nhà. Ba gia tộc lớn liên thủ bức vua thoái vị, thảo nào hôm nay tổng quản mở miệng chính là dặn dò không cho phép huyết chiến, xem ra muốn ba nhà liên thủ, dự định bức tử Tiêu Thấm đoạt thần hỏa. Từng đạo làm được Diệp Thần sắc mặt tái xanh lời nói lọt vào tai, Diệp Thần lúc này mới ý thức được, mình rời đi, cho Tiêu Thấm mang đến hơn phiền toái lớn. Lúc đầu hôm nay ba gia tộc lớn, lại là vì bức vua thoái vị Tiêu Thấm tới. Giờ khắc này Diệp Thần mới vừa bừng tỉnh hiểu ra, bằng vào Tiêu gia tài lực nếu như gặp phải ba gia tộc lớn liên thủ nhằm vào, một bội như vậy bảo dược vậy không lấy được. Tiền bạc triệu cờ thì ra là như vậy. Lúc đầu cái này tử kim thẻ, là ở chỗ này chờ mình. Có thể bằng vào vạn kim lâu tài lực, mượn tay mình, giúp Tiêu Thấm vượt qua cửa ải khó. Thế nào, Tiêu gia chủ là không có tiền. Vương Đằng châm chọc một tiếng. Cười trên sự đau khổ của người khác tiếng giật tại bày tỏ, cái này đóa hồ tiên phù dung mặc dù chân quý, nhưng giá thị trường cũng chỉ trị giá 3 triệu cỡ đó, 10 triệu, đã là trần nhà. Hừ, hôm nay người Tiêu gia, một bụi bảo dược cũng đừng nghĩ đạt được. Vương Đằng sắc mặt rét lạnh, nhìn về Tiêu gia phòng riêng ánh mắt, nhằm vào vẻ cùng sát ý không che giấu chút nào. Hụ hụ, tổng quản nhẹ ho một tiếng, mở miệng nói, Vương gia chủ ra giá 10 triệu, nếu như. Chậm đã. Liền vào giờ khắc này, làm được đám người kinh ngạc chữ thiên phòng riêng nhưng là truyền ra một giọng nói. Ta ra 50 triệu. Tiêu Thấm nghe được cái này thanh âm quen thuộc, rõ ràng sửng sốt một chút, chợt đưa lưng về phía Tiêu gia mọi người bóng người khẽ run lên, nhưng rất nhanh chính là liễm liền dị trạng thái. Tiêu Túc không khỏi cau mày, đạo thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là không nhớ nổi. Kim Các trên tiền bạc triệu nhưng là mở miệng nói, nhị thúc, tam thúc. Hôm nay đánh một trận sợ rằng khó tránh khỏi. Ngươi muốn làm gì? Bảo vệ Diệp Thần cùng Tiêu Thấm. Tiền bạc triệu trong giọng nói, vẻ kiên định không cho phép nghi ngờ, nhìn phía dưới đối đầu gay gắt hội trường, Diệp Thần hài hước thanh âm vang lên. Vương gia chủ, ngươi là không có tiền sao?
giống nhau lời nói, nhập vào Vương Đằng trong tai, nhưng là phá lệ châm biếm. Ngươi, Cận Thái Chi Thành Vương gia tộc trưởng bị người như vậy khinh thị, bên trong phòng chữ thiên truyền tới một tiếng hừ lạnh, để cho hắn mặt mũi quét sân. Diệp tiên sinh, Tiêu Thấm đã sớm nghe được Diệp Thần thanh âm, nhưng tứ đại gia tộc đám người, đối với Diệp Thần chỉ là có duyên gặp qua một lần, lúc trước thánh hỏa nghi thức trước, thần bí này Diệp Thần cũng là quắc mắt lạnh đúng, chưa từng có quá nhiều lời nói. Cho nên dưới mắt cho dù là đối Diệp Thần hận thấu xương Vương Đằng, cũng là không có phát hiện chút nào đầu mối. Chữ thiên này số phòng riêng người, rốt cuộc lai lịch gì? Tề gia gia chủ cùng Chu gia chủ đều là cao mày, ở nơi này Cận Thái Chi Thành, cho dù là Cường Long cũng không dám như vậy hoành đè địa đầu xa, chẳng lẽ vị này tiền gia khách quý? Đến từ Thái Thượng Thế Giới. Kết hợp vạn kim lâu thần bí khó lường bối cảnh, liền liền tứ đại gia tộc, một thời gian cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đằng ánh mắt che lấp, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tên này nếu thật là có chút bối cảnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như đối phương một khi là mình không đắc tội nổi, như vậy một cước này đá ở trên thiết bản, đối với như lâm vực sâu vương gia mà nói, không khác nào liên tiếp gặp tai nạn. Nhưng nếu là lúc này nhượng bộ, vương gia vốn là ngày càng suy thoái, tiếp theo sẽ ở Cận Thái Chi Thành hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Tề gia, Chu gia, Vương Đằng cắn răng nghiến lợi, mắt gặp cái này cái gọi là hai vị đồng minh đưa mình vào không để ý, rõ ràng là để cho vương gia dò xét người này căn cơ. Nếu không phải tranh, vậy thì lui ra đi. Bên trong phòng chữ thiên, vậy đạo dửng dưng thanh âm lại là vang lên, vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Vương Đằng siết chặt hai quả đấm, đứng dậy đi ra phòng riêng, vén lên vậy phòng riêng chữ địa số 4 che mành, nhìn vòng quanh dưới chân muôn vàn võ giả. Dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, một ít nhất lưu thế lực võ giả thấy vậy, cũng là rối rít tránh mũi nhọn. Ta vương gia, 51 triệu. Bên người thư sinh cần phải lên tiếng tương trở, nhưng dưới mắt tình thế nhưng lại là làm được hắn không thể không dừng bước, cái này vốn là trên đỉnh đầu gió sóng vương gia, lại cũng ném không được người. 60 triệu. Chữ thiên phòng riêng bên trong, không mặn không là thanh âm lần nữa truyền ra. Vương Đằng đưa tay tỏ ý thư sinh lui ra, hốc mắt bên trong tràn đầy tức giận, vốn là thị giá 3 triệu một bụi thánh dược, cứng rắn là bị mang đến 60 triệu. Hai giá gấp 10 cách, cho dù là vương gia tiền muôn bạc biển, cũng không khỏi được nhức nhối. 61 triệu. Vương Đằng quả quyết quát lên. Chữ địa số 1 số 2 bên trong bao xương, Tề gia cùng Chu gia gia chủ hơi khép lại hai tròng mắt nghe được Vương Đằng gầm lên sau đó, đều là khẽ gật đầu một cái. Mãng phu, hai vị gia chủ đồng loạt cho ra nhất trí kết luận. Nhưng thời khắc này vương gia, đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Vương Đằng cái này lão già kia, thật là bị bày một đảo. Tiêu gia thứ tịch, đại trưởng lão Tiêu Túc cũng là thần sắc run lên, quay đầu nhìn về Tiêu Thấm, nhưng là chút nào nhìn không thấu vị này Tiêu gia gia chủ ý tưởng. Hôm nay bày cuộc bản liền vì Tiêu Thấm, cái khác lại bàn về. Tiêu Túc chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, đối Vương Đằng cũng là lựa chọn làm trên vách xem. Ha ha ha! Bên trong phòng chữ thiên, truyền ra một hồi cười to, chợt hai tay khép mở trống tiếng vỗ tay vang lên, bên trong chủ nhân không tiếc thở dài nói. Vương gia chủ quả nhiên tiền muôn bạc biển, cái này hồ tiên phù dung, ta không cần. Vương Đằng sắc mặt một hồi xanh mét, một vòng này giao phong, bị đối phương hoàn toàn gây khó dễ tình cảnh. Chẳng lẽ? Một cái ý niệm dâng lên, Vương Đằng trong mắt ý định giết người không che giấu chút nào đột ngột. Gia chủ, một bên thư sinh nhắc nhở, nguyên nhân không phải hắn, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đặt ở hắn Vương Đằng trên mình, bao gồm vạn kim lâu tổng quản. Vậy lạnh lùng sát ý thời khắc ở tuyên cáo cái gì? Vương gia chủ, xin tự trọng. Tổng quản nhẹ ho một tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Đang ngồi tất cả mọi người đều là không khỏi than thầm. Phân tiền không ra, chính là làm được vương gia gia lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Tên này, lá gan thật lớn. Phía sau màn tiền bạc triệu, đều là liền liền chắt lưỡi. 61 triệu, chúc mừng vương gia chủ đập thánh dược, hồ tiên phù dung. Tổng quản giờ phút này mở miệng cười nói, đám người cũng là rất thức thời vỗ tay hồng nhờ bầu không khí, tình cảnh lúc này mới bị ép xuống. Tiếp theo kiện thứ hai món đồ đấu giá. Tổng quản lần này cũng không có công bố món đồ đấu giá tên chữ,
mà là trực tiếp hướng mọi người ở đây phô bày một quả khắc đầy phù văn cổ xưa linh kính, nhàn nhạt đồng dỉ nhìn như có chút năm đầu, chỉ là phía trên hoa văn vẫn như cũ rõ ràng, có thể nhìn ra được đã từng là một kiện pháp khí cường đại, nhưng hiện tại lại tựa hồ như bởi vì một ít nguyên nhân, mất đi những ngày qua hào quang. Này cái linh kính, là ta vạn kim lâu thiên quân cường giả từ một nơi thái thượng thế giới cổ trong di tích mang ra ngoài, phía trên có thể ẩn chứa loại nào đó năng lượng không biết, cụ thể làm thế nào công dụng không biết. Không biết thì có vô hạn có thể, giá khởi đầu, 200.000 quá tinh. Tổng quản di động bước chân tại cổ linh trước kính đứng, vẫn là tiêu chuẩn nụ cười ấm áp. Diệp thần luân hồi thiên nhãn thời gian đầu tiên nhìn về phía cổ linh kính bên trên, chỉ chốc lát sau lắc đầu một cái. Phía trên không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động, cái này cái cổ kính đã hoàn toàn bể nát, chỉ có thể làm tâm trận thưởng thức một tí, hoặc là dứt khoát chỉ có thể phát huy nó vốn là tác dụng. Mọi người ở đây cùng Diệp Thần giống nhau như đúc phản ứng, ở tổng quản hô xong ra giá thời điểm cũng đã bị mọi người thần niệm quét một lần, cho ra kết luận đều nhất trí, vô dụng. Nhưng, trực giác nói cho Diệp Thần cái này cổ linh kính cũng không đơn giản, nó nhưng là đích thực bể nát. Cho dù là mình nắm trong tay Phạm Thiên Thần công binh tự quyết đoạn không khả năng đem tu bổ, ngay tại Diệp Thần vậy chuẩn bị buông tha lúc đó, Thánh Thái Thần lửa, lửa kia hoàng nhưng là lộ vẻ được phá lệ nóng nảy bất an. Chẳng lẽ vật này có vấn đề? Thánh Thiên Thần hỏa phản ứng nói cho Diệp Thần, mình trực giác cũng không sai, cái này cái cổ linh kính, có thể là trọng bảo. Thậm chí tránh thoát luân hồi thiên nhãn cha xem. Đáng tiếc, không ai muốn nói. Ta tuyên bố món đồ đấu giá này lưu đánh đâu. Tổng quản trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, tựa như đồng ý hay không, đều sẽ không để cho tâm trạng chút nào chập chờn. Chậm đã, ta ra 300.000 quá tinh, cái này cái cổ linh kính, ta muốn. Diệp Thần thanh âm truyền khắp hội trường. Tổng quản đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó nghe Diệp Thần vừa tiếp tục nói. Vạn kim lâu linh bảo ta gần đây rất thích, cái này cổ linh kính bể nát nhưng là có chút đáng tiếc. Bất quá kiểu dáng ngược lại là thật không tệ, lấy về đưa nhà ta nha hoàn làm cái tấm gương thưởng thức, nhưng cũng là không tệ, lưu đánh đó không phải là phí của trời mà. Chữ thiên phòng riêng lần nữa truyền ra Diệp Thần thanh âm. Cha một tí, phòng VIP này bên trong, rốt cuộc là người nào? Tề gia gia chủ cùng Chu gia chủ cùng trong chốc lát, phát giác khác thường. Hôm nay kiện thứ ba món đồ đấu giá hồ tiên cỏ tụ linh 20 bụi cây. Hồ tiên cỏ tụ linh công hiệu ta liền không nhiều lời nữa, tương truyền và bốn đại tiên ao cùng uẩn dục, tuy không có bốn đại tiên ao cường đại như vậy, nhưng cũng có một ít kỳ hiệu, khôi phục linh lực, chữa thương cần thiết thượng phẩm, lại là luyện chế linh lung đan thuốc dẫn. Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đều là lửa nóng. Linh lung đan nhưng mà kéo dài tánh mạng thần dược, cho dù là nặng hơn thương thế, cũng có thể kéo dài được một hơi, mọi người đều là lăm le. Muốn đem cái này 20 bụi cây linh thảo bắt lại. Giá khởi đầu, 3 triệu quá tinh. Mấu chốt ngưng sáng hai tròng mắt lóe ánh sáng nhạt cất cao giọng nói. 4 triệu quá tinh. 4 triệu quá tinh vậy cầm tới mất thể diện. Ta ra 5 triệu quá tinh cộng thêm tộc ta công pháp hỏa linh quyết đổi lấy. Trong chốc lát đấu giá tiếng bên tai không dứt. Ta ra 10 triệu linh thạch. Vẫn là trận kia thanh âm không linh. Người ở chỗ này nghe vậy, có người đến đây thì thôi. Còn có một phần nhỏ người nhưng là cắn răng một cái, nghiêm giọng nói, tiêu gia chủ ngượng ngùng, nhóm đồ này chúng ta vậy thế ở tất được, đắc tội. Không sao, nếu cũng không muốn nhượng bộ, cạnh tranh công bình cho giỏi. Tiêu thấm thanh âm lần nữa truyền tới. 12 triệu quá tinh, lại có một vị đại thế lực gia chủ cất cao giọng nói. 14 triệu, tiêu thấm như cũ cường thế. 16 triệu quá tinh, vị kia người cạnh tranh cắn răng. Tựa hồ là hạ định sau cùng quyết tâm. 18 triệu, tiêu thấm chân mày đều không nếp nhăn một tí. Gia chủ, tiêu túc nhướng mày một cái, ngắt lời nói, 18 triệu đã cơ hồ đạt tới thị giá 10 lần, ngươi là muốn noi theo vậy vương gia. Không sao, nếu như đối phương tăng giá nữa, ta vứt bỏ. Tiêu thấm nhàn nhạt nói. Nhìn lại cách phách ở tiêu thấm ra giá sau đó, tự định giá hồi lâu, ra giá nữa chính là 20 triệu quá tinh. Lấy gia tộc mình tài lực, kế tiếp tầm thường linh thảo phê tính tồn kho chính là bổ sung không được, huống chi ngoài sáng cùng tiêu gia đối kiền, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Xem tiêu thấm dáng điệu, rõ ràng là tình thế bắt buộc dáng vẻ, lúc này tăng giá, bất lợi đối với gia tộc. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, tỏ ý đối phương hắn buông tha.
18 triệu, chúc mừng Tiêu Thấm gia chủ. Tổng quản thì phải một chùy định âm thời điểm, trong sân nhưng là truyền ra một đạo âm trầm thanh âm. Chậm đã, Tề gia, 20 triệu. Thanh âm lạnh như băng từ phòng riêng chữ địa số một bên trong truyền ra, ngay tức thì toàn trường yên tĩnh. Quả nhiên, cái này ba nhà đã thương lượng xong, phải tập thể bức vua thoái vị Tiêu gia, dù là Tiêu gia lại tiền muôn bạc biển, phải biết, đối phương nhưng mà không kém chút nào Tiêu gia ngoài ra ba gia tộc lớn à. Xem ra cái này bảo dược, chúng ta chỉ có thể mua thấp bán cao. Trong sân đám người có quá mức người đã nhìn thấu trong đó đầu mối, hiển nhiên là cố ý nhằm vào Tiêu gia. 22 triệu, Tiêu Thấm nhiều lần suy nghĩ, lần nữa ra giá nói. Một bên Tiêu Túc trong lòng một vui mừng như điên, nhưng sắc mặt nhưng là hiển lộ vẻ buồn rầu, trầm giọng nói, gia chủ. Đúng như dự đoán, chờ đợi Tiêu Thấm vẫn là Tề gia gia chủ thanh âm bình tĩnh. 30 triệu, thời khắc này hai gia tộc lớn đối chọi tương đối gay gắt, mọi người ở đây đều là trở thành nền, nghị luận gì tai tiếng không ngừng, nhưng người ra giá, không. Ta buông tha, Tiêu Thấm tiếc nuối thanh âm truyền ra. Tề gia gia chủ trên mặt mới vừa dâng lên lau một cái lạnh lùng nụ cười, nhưng là nghe được một hồi ngáp tiếng vang lên, lười biếng thanh âm nói. Chuyện gì xảy ra, chợp mắt một chút mà, như vậy đi, ta ra 50 triệu. Bên trong phòng chữ thiên truyền ra thanh âm ngay tức thì làm được toàn trường kinh ngạc, tiếp theo càng để cho người mở rộng tầm mắt một màn xảy ra. Chủ trì vị kia, xin hỏi mới vừa bán đấu giá là thứ gì? May là lấy tổng quản đã trải qua làm ăn chàng định lực, cũng là không nhịn được khóe miệng một hồi co quắp, chịu nhịn tính tình giải thích. Tiên sinh, là, bất kể là cái gì, ta muốn, 50 triệu. Đạo thanh âm kia cắt đứt vạn tổng quản lời nói, thô bạo nói. Hừ, thật làm ta Tề gia là dễ trêu. Tề gia gia chủ đè nén tức giận, mở miệng nói, 60 triệu. 80 triệu. Diệp Thần liền nói ngay. Đổi lấy là Tề gia tập thể yên lặng, 80 triệu mua 20 bụi cây ước chừng 4 đại tiên ao cùng uẩn dục tồn tại, căn bản không phải 4 đại tiên ao, đó mới là thật điên rồi, hắn Tề gia cũng không xem vương gia. Gia chủ, này người thân phận không lường được, tùy tiện đắc tội ngu, huống chi, chúng ta chuyến này ước chừng cần bảo đảm Tiêu gia không thu hoạch được gì là được. Tề gia một người già người lên tiếng nhắc nhở. Buông tha. Tề gia gia chủ quyết định thật nhanh nói. Chúc mừng chữ thiên phòng riêng, chụp được hồ tiên cỏ tụ linh 20 bụi cây. Thời khắc này kim các bên trong, tiền bạc triệu chân mày một hồi co quắp, xem ra lần này thật muốn mất cả vốn. Hôm nay kiện thứ ba món đồ đấu giá băng phách tuyết liên. Hắn công hiệu là. Tổng quản thanh âm mới vừa vang lên, bên trong phòng chữ thiên nhưng là lại truyền ra cắt đứt tiếng. 50 triệu. Đám người. Chu gia gia chủ sắc mặt âm trầm, cái này không rõ lai lịch tiểu tử, lại 5 lần 3 lần dẫm lên mặt mũi, công khai và tứ đại gia tộc đối nghịch. Dám hỏi các hạ. Chu gia chủ lời nói không rơi, nhưng là lần nữa bị trận trở về. 80 triệu. Vậy bên trong phòng chữ thiên, tiêu tiền như nước thanh âm thật là cho cận thái chi thành tất cả võ giả để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Liền tứ đại gia tộc đều là không đạt tới, không có chút nào nhân tính có thể nói. Thứ tư kiện món đồ đấu giá, huyền ngọc hoa 10 bụi cây. 50 triệu. Thứ 15 kiện món đồ đấu giá, u lá sen 30 phiến. 50 triệu. Liên tiếp mấy chục kiện món đồ đấu giá đều bị chữ thiên phòng riêng ôm hết sức, trừ Tiêu Thấm sắc mặt không hề bận tâm ra, tứ đại gia tộc tất cả người tất cả đều sát ý hiện lên. Tổng quản đại nhân, dám hỏi vị tiên sinh này, có thể hay không có lớn như vậy khẩu vị ăn toàn bộ món đồ đấu giá. Vương Đằng ở đủ chu các người bày mưu đặt kế dưới, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Tổng quản nhưng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, vương gia chủ là đang chất vấn ta vạn kim lâu khách quý thân phận. Lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí ngã vào băng điểm. Kim các bên trên, tiền bạc triệu sắc mặt cũng là một hồi thanh hồng, tiếp tục như vậy nữa, liền hắn đều có chút gặp không được, vội vàng phân phó nói cho tổng quản, hôm nay buổi đấu giá, đến đây chấm dứt. Trong sân thời gian đầu tiên nhận được tin tổng quản cất cao giọng nói. Hôm nay buổi đấu giá đến đây chấm dứt, lựa ngày lại khải, đến lúc đó thư mời sẽ trước thời hạn đưa dư các vị trong phủ. Trong sân đám người hiếm lác đác sơ lập trường, ba người của đại gia tộc nhưng là bày trận mà đợi, nửa bước không cách. Tiêu gia chủ,
gần đây tới nhưng mà tìm ngươi không được, cực kỳ nhớ sao. Tề gia gia chủ dẫn đầu đi ra phòng riêng, cản lại muốn rời đi Tiêu gia đám người, ngay sau đó Chu gia, người Vương gia rối rít lú đầu, đem Tiêu gia đám người vây quanh bao vây. Ừ, tổng quản hiển nhiên cũng là sững sờ, những người này thật là to gan, dám ở Vạn Kim lâu động thủ. Làm sao, Tiêu Thấm có tài đức gì, sẽ làm phiền Tề gia chủ nhớ nhung. Tiêu Thấm trong lòng ngầm thán một tiếng không ổn, ba gia tộc lớn liên minh đã thành định cục cái này nàng sớm có dự liệu, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này dám ở Tiền gia trên địa bàn động thủ. Ngày xưa Tinh vực đánh một trận, Tiêu Điệt nữ làm được vô cùng phong thái, lại là đem vậy thánh thiên thần hỏa cũng có thể thuần phục. Chu gia gia chủ mặt nở nụ cười, tán dương nói. Chính là như thế một câu nói, làm được tại chỗ võ giả rối rít dừng chân. Khó khăn quái, bên trong phòng chữ thiên, Diệp Thần mắt lạnh nhìn dưới chân hết thảy, Tiêu Thấm bị buộc cung, lại là bởi vì thần hỏa. Hôm nay Vạn Kim lâu cử hành buổi đấu giá, đến sân rất nhiều võ giả vốn là Tinh vực đánh một trận người sống sót, tới đây tìm kiếm bảo dược, không nghĩ tới lửa kia Hoàng Lâm Trung tự bạo, lại là bị Tiêu Thấm hàng phục. Chu gia chủ nói đùa, Tiêu Thấm cũng không lớn như vậy bản lãnh, để cho được liền vậy lão tổ đều lui tránh một mét thần hỏa thần phục. Tề gia gia chủ nhưng là cười lớn một tiếng, Tiêu gia chủ lời ấy sai rồi, vậy Tinh vực vòng ngoài, liền chúng ta lão tổ đều là tiếp xúc trọng thương, ngươi lại có thể yên ổn rời đi, đây không phải là nơi đây vô ngân 300 lượng sao. Vương Đằng cũng là nói tiếp, vì thần hỏa, cận thái chi thành võ giả chết thảm trọng, ngươi nhưng đem này cùng trọng bảo làm của riêng, chuyện này sợ là không ổn đâu. À, Vương gia chủ là muốn nói, ngươi cũng muốn chia một chén canh, còn là mọi người cũng muốn đâu. Tiêu Thấm nhìn vòng quanh đám người, tim không lường được, vậy mỉm cười mặt mũi dưới, vẻ tham lam hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hôm nay ta đủ, Chu, Vương gia, nguyện chủ trì đại cuộc, Tiêu gia chủ đem thần hỏa giao ra, an ủi Tinh vực đánh một trận rơi xuống cận thái chi thành võ giả linh, chúng ta cộng khải bảo tàng, há chẳng phải là cận thái chi thành một cọc đẹp nói. Hừ, người thật làm Tiêu gia ta, sợ các ngươi không được. Tiêu Thấm sắc mặt lúc này trầm xuống. Lạnh giọng nói. Gia chủ, người ta có nói trước, hôm nay buổi đấu giá, Tiêu gia lại là không thu hoạch được gì, từ Tiêu Thấm chấp trưởng Tiêu gia tới nay, không có chút nào đóng góp không nói, ngược lại thì phân phòng diệt môn, Tinh vực tộc nhân chết thảm, thật mệt mỏi làm ác, ta đại biểu Tiêu gia trưởng lão đoàn, tước đoạt nhà ngươi chủ thân phận, do ta tạm đời. Tiêu Túc thẳng người bản, từ Tiêu gia đám người sau lưng chậm rãi bước ra, Tiêu Thấm bên người mấy tên thân tín thấy vậy. Rối rít quát lên, Tiêu Túc, ngươi dám. Làm sao, trưởng lão đoàn quyết nghị các ngươi cũng dám nghi ngờ. Tiêu Túc trong tay quải trượng đầu rồng một lần, hoành tại trước ngực hướng về phía đám người trách mắng, ở sau lưng, 70% Tiêu gia người lựa chọn Tiêu Túc. Thật là thủ đoạn. Dựa theo trưởng lão đoàn quyết nghị, bọn họ thời khắc này thật có quyền bãi nhiệm gia chủ, Tiêu Thấm từng hướng trưởng lão đoàn bảo đảm, đạt được buổi đấu giá cái nhóm này bảo dược ổn định quân tâm. Lần này thất lợi, liền một ít trung lập trưởng lão, đều là đổ mâu hướng Tiêu Túc. Một màn này, ba gia tộc lớn lại là hỷ văn vui gặp. Tiêu Thấm, ta lấy đời gia chủ lệnh mệnh ngươi, giao ra thần hỏa, do gia tộc xử trí. Tiêu Túc trầm giọng nói. Ai nói, Tiêu gia chủ chuyến này không thu hoạch được gì. Mọi người ở đây bức vua thoái vị để gặp, một mực yên lặng không tiếng động bên trong phòng chữ thiên, nhưng là vang lên lần nữa vậy đạo thanh âm quen thuộc. Không có trước kia khinh bạc, còn sót lại là đè nén tức giận. Lúc trước ta đóng vài đồ cất giữ, tất cả đều tặng cho Tiêu gia, chỉ cần mấy vị trưởng lão gật đầu, những thứ này đều là các ngươi. Tiêu Túc bên người mấy tên cụ già lúc này thần sắc vui mừng. Bọn họ vốn là trong Tiêu gia lập mấy người, được này một nhóm cự bảo, tại Tiêu gia chỗ tốt không cần nói cũng biết. Các hạ thật không? Tự nhiên coi là thật, bên trong phòng chữ thiên truyền ra bình tĩnh thanh âm. Chợ tổng quản mở miệng nói, trước kia món đồ đấu giá, đã hết sức quy tiên sinh tất cả, xử trí như thế nào, ta Vạn Kim lâu, không có quyền hỏi tới. Nghe đến chỗ này, Tiêu gia trưởng lão đoàn ở giữa mấy người lúc này hướng về phía Tiêu Thấm cung kính một bái, chợt nói, gia chủ, lão phu mấy người mắt vụng về, mong rằng chớ trách. Tiêu Thấm trầm ngâm một tiếng, cũng là mở miệng đáp lại, không sao, mấy vị trưởng lão vốn là vì gia tộc đại nghĩa cân nhắc, làm sai chỗ nào. Ngược lại là Tiêu Thấm, chấp trưởng Tiêu gia tới, có chỗ thiếu sót,
còn mong mấy vị trưởng lão tha thứ. Tiêu Thấm trong mắt vừa chuyển, cũng là hồi lấy thi lễ. Mấy tên trưởng lão đều là nhẹ khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi Tiêu Túc nhất mạch. Làm sao, đại trưởng lão, còn muốn nói gì? Tiêu Thấm lạnh lùng nhìn thời khắc này muốn đưa mình vào tử địa lão ra, lần này nếu không phải Diệp Thần tương trợ, coi là thật bị cái này lão quỷ đem một quân. Ngươi! Tiêu Túc giận dữ, trong tay cây nạng chiến chiến nguy nguy nhưng là không lời chống đỡ, dưới cơn thịnh nộ lão ra quay đầu hướng về phía chữ thiên phòng riêng quát lên. Ngươi rốt cuộc là người nào, dám can đảm khuấy ta cận thái chi thành thế? Cái này một lời, cũng là đem mình, hoàn toàn quay về kết đến ba gia tộc lớn một khối, không có chút nào bay lượn chỗ trống. Mặc dù có nhạc đệm, nhưng đủ Chu hai nhà đối với Tiêu Túc thức thời vẫn là khá là tự mãn, chợt cũng là mở miệng nói. Không sao, hôm nay Tiêu Thấm, không thể rời bỏ nơi đây. Bắt lại nàng. Ba đại gia tộc tộc trưởng lúc này động sát ý. Mấy vị, là làm ta Tiền ra không người không được. Kim các bên trên, tinh mắt mày kiếm nam tử môi mỏng khẽ mở, cắt đứt đám người. Người tới chính là Tiền Bạc Triệu. Nguyên lai là Tiền tiên sinh, hôm nay vô lễ, chúng ta tử sẽ bồi tội, nhưng Tiêu Thấm, hôm nay vô luận như thế nào, đều là lưu nàng không được. Tề gia gia chủ mắt gặp Tiền Bạc Triệu ra mặt, nhưng như cũng không có cần ý thu tay, dẫu sao thời khắc này thế cục, thượng đang nắm trong tay bên trong. Cung thỉnh lão tổ, Tề gia cùng Chu gia gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này hướng trên hư không cung kính quỳ bái nói. Ken két, vạn kim lâu trên hư không văng tung tóe, hai đạo gầy nhom bóng người chậm rãi đi ra, còng lưng thân thể nhưng lại mắt lộ ra sạch bóng. Nhị thúc, tam thúc, Tiền Bạc Triệu cũng là sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Các bạn già, hậu bối tiểu tử mâu thuẫn, các ngươi lại vậy có hứng thú tham dự, vẫn là vậy cái gọi là thần hỏa, các ngươi cũng có nơi mơ ước. Tiền gia hai người ẩn núp cường giả từ kim bên trong các chậm rãi tại chỗ. Xuất hiện, ngày xưa bên trong tinh vực liên thủ đối kháng thánh thiên thần hỏa chân thân sáu tôn trong cường giả, thì có bốn vị này. Còn chưa kịp rời đi vạn kim lâu võ giả thấy một màn này, rối rít quỳ bái tại. Loại cấp bậc này cường giả ở trong mắt bọn họ, chính là vô thượng tồn tại, liền kinh khủng kia lửa hoàng cũng có thể chiến. Lời ấy sai rồi, già rồi, già rồi, chúng ta bộ xương già này cũng là trong lúc rãnh rỗi, có thể mời hai vị so tài một phen. Tề gia của Chu gia hai người ông già mở miệng nói, hiển nhiên lấy bọn họ thực lực nếu là đúng Tiêu Thấm ra tay, nhất định là vãn thiết khó giữ được. Huống chi, Tiền gia hai người cường giả, cũng sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh ở nhà mình địa giới bên trên. Quả nhiên, cũng được. Tiền gia ẩn núp cường giả sửng sốt một chút, cũng là rõ ràng liền đối phương dụng ý, còn em đời sau cửa sự việc bọn họ bỏ mặc, nhưng vậy không hy vọng nhà mình hai người nhúng tay. Đủ Chu hai nhà lão tổ thiên vị vẻ hiện ra hết. Vực ngoại đánh một trận. Bốn đại cường giả một khi khai chiến, cận thái chi thành trong phút chốc liền sẽ di là bụi bặm, cái này cùng hậu quả, bọn họ không chịu nổi. Tiền gia lão tổ đầu ngón tay vẻ tròn, không gian tung lên một hồi rung động, bốn bóng người biến mất ở trước mắt mọi người. Xem mau, trên chín tầng trời có tinh thần nổ tung. Bất quá đã lâu, cận thái chi thành bầu trời dị tượng xảy ra. Mưa sao xa phá vỡ chân trời che đậy ánh nắng, bầu trời chỗ tiếng sấm lăn lăn, còn có mưa máu rơi xuống. Tiêu Thấm, giao ra thần hỏa. Tiêu Túc cùng với ba gia tộc lớn tộc trưởng có góc thế, đem Tiêu Thấm vây khốn. Tiền Bạc Triệu dựng thân tại Tiêu Thấm trước người, mở miệng nói, diễn lâu như vậy, ngươi nên ra sân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Tiền Bạc Triệu ánh mắt chỉ hướng, chính là vậy chữ thiên phòng riêng. Làm lớn như vậy chiến trận. Nằm xuống tới bất quá là mơ ước thánh thiên thần hỏa thôi, còn bưng được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thật là làm gái điếm còn lập bài phường. Một đạo lãnh đạm châm chọc tiếng truyền ra, dưới con mắt mọi người, Diệp Thần thân hình vén lên màu vàng kim cuốn mảnh, không thèm chú ý đến đám người. Là ngươi, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vậy chữ thiên phòng riêng cái gọi là Tiền gia khách quý, lại là Diệp Thần. Tiền Bạc Triệu, ngươi dám đùa chúng ta. Vương Đằng thấy Diệp Thần gương mặt đó ngay tức thì, chính là gân xanh giận dữ lên. Dẫu sao Diệp Thần, nhưng mà hại chết bọn họ Vương gia lão tổ đầu sỏ, không đội trời chung. Như nhau, không nghĩ tới các vị vì đoạt thần hỏa, cũng là xuống lớn như vậy một bàn cờ, thua thiệt cái này tinh xảo tài diễn xuất.
Tiền bạc Triệu cũng là khinh thường một tiếng, suy thanh nói. Chuyện này cùng Tiêu gia không liên quan, muốn thần hỏa, có bản lãnh tự mình tới lấy. Giờ khắc này Diệp Thần luân hồi huyết mạch điên cuồng vận chuyển, vì phòng ngừa bị cùng Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, hắn còn vận dụng âm ma thiên thạch lực lượng, ma hóa dưới trạng thái hắn hơi có vẻ tà mị, màu đỏ nhạt xương máu tràn ngập quanh thân, mơ hồ có sôi trào cảm giác, liền vạn kim lâu huy hoàng bên trong đại sảnh, không gian đều là từng cơn vặn vẹo. Lúc đầu thần hỏa ở trên mình ngươi, Tề gia cùng Chu gia gia chủ sửng sốt một chút, liền liền Vương Đằng, tất cả giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cũng chỉ có quá chân cảnh tu vi tiểu tử, lại có thể thuần phục thánh thiên thần hỏa. Bây trận, quyết không thể thả người này chạy khỏi. Tiêu Túc, Vương Đằng, Tề gia Chu gia hai vị gia chủ, ước chừng bốn vị thiên quân, ở nơi này vạn kim lâu bên trong bố trí thiên la địa võng. Đây là đốt tức trận. Tiêu Thấm cả kinh. Tiền bạc Triệu cũng là chăm chú nhìn nhìn giờ phút này trống trải phòng khách, ngoài ý muốn nói, bọn họ là lúc nào. Cho không được hai người ngẫm nghĩ, cả tòa phòng khách chính là lâm vào nặng ám chi bên trong, khí tức lãnh liệt phất qua Diệp Thần ba người mặt mũi. Ta linh lực đang chảy mất. Tiền bạc Triệu nhướng mày một cái, Tiêu Thấm cũng là cảm nhận được liền giống nhau gặp gỡ, cái này trong đại trận yêu phong, lại là đem hai người linh lực toàn bộ tan mất. Tốc chiến tốc thắng. Tiền bạc Triệu ánh mắt chớp mắt, như vậy chỉ hoãn nữa, mình các người không chiến liền muốn trước đánh bại, hắn hai quả đấm giống như sao rơi, phá vỡ nặng ám mất đi, hướng Tề gia cùng Chu gia gia chủ đánh giết đi. Oanh! Một đạo chói mắt quyền mang bị trận pháp này miễn cưỡng lột bảy tám thành uy năng, đủ Chu hai người đứng chắp tay, chỉ là chỉ một cái liền đem Tiền bạc Triệu giết mang hóa giải. Một bên kia Tiêu Thấm cũng là gặp giống nhau vấn đề khó khăn, đánh giết chiêu thức chưa đánh trúng kẻ địch. Hắn uy năng chính là bị quỷ dị này đại trận lột một nửa. Những người này cũng sợ ở cận Thái Chi Thành đánh đập tàn nhẫn, dẫn được một ít cấm kỵ hàng thân. Thánh thiên thần hỏa lực gia trì, Diệp Thần ngược lại là cũng không bị qua hơn ảnh hưởng, chợt tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, hướng Vương Đằng tập sát đi. Vốn là hắn không dự định vận dụng thiên kiếm, nhưng ở Vạn Kim Lâu, vốn là có trận pháp che đậy hơi thở, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn phát hiện cũng khó. Quanh thân màu đỏ nhạt hơi thở quanh quẩn, sát phạt lực không giảm, lanh lợi kiếm quang ép được Vương Đằng lần lượt tháo chạy. Phải biết, lúc này Diệp Thần tuy là quá chân cảnh, nhưng đủ để nghiền ép rất nhiều thiên quân, cố nhiên không có dùng luân hồi thiên kiếm và rất nhiều lá bài tẩy, nhưng hắn có thánh thiên thần hỏa và đạo linh lửa. Thánh thiên thần hỏa hôm nay còn chưa bị Nhan Tuyền Nhi hoàn toàn hấp thu, bá đạo này lực, đủ để hóa giải này cục. Quả nhiên bá đạo. Vương Đằng hiển nhiên chú ý tới Diệp Thần, cho dù là trận pháp này gia trì, thần hỏa lực vẫn bá đạo như cũ, để cho Diệp Thần ung dung cùng mình đánh một trận. Thần hỏa không phải ngươi như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể nắm trong tay, giao ra đi. Đủ Chu hai người liền quyết giết tới, rất hiển nhiên, bằng vào Tiền bạc Triệu năng lực, kéo cái này khỏe hẳn hai người, vẫn là quá miễn cưỡng. Ngươi đi giúp Tiêu Thấm, ba cái tên này, giao cho ta. Diệp Thần hướng về phía Tiền bạc Triệu truyền âm nói. Nhìn cách đó không xa, đồng dạng là tiệm su rơi vào hạ phong Tiêu Thấm, Tiền bạc Triệu đổi lại thân hình, hướng Tiêu Túc lướt đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ba người liên thủ một trưởng đánh ra, lực lượng bá đạo ngay tức thì phá vỡ Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh phòng ngự. Suy, bắn ra máu bị quanh thân màu đỏ nhạt lửa mang ngay tức thì bốc hơi, liền một chút vết máu đều không từng ở Diệp Thần trên mình lưu lại. Quanh thân quanh quẩn màu nhạt bộc phát chói mắt. Thì ra là như vậy. Trước ngực thấu lượng lỗ máu chậm rãi khép lại, Diệp Thần hoành kiếm tại trước ngực, sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Thánh thiên thần hỏa cố nhiên mạnh mẽ, nhưng như Nhan Tuyền Nhi trước mà nói, hắn quá mạnh mẽ, lại có tà tính, đối mình sẽ có cắn trả tác dụng. Nếu không phải bản thân có luân hồi thần thân thể, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Xem ra, người còn thân trong lòng cái khác dị bảo. Đủ Chu hai người nhìn thấu Diệp Thần kinh khủng này sức khôi phục, nếu như tầm thường quá chân cảnh, một kích này, đủ để muốn mạng nhỏ. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Giờ khắc này, huyết long lẩn quẩn bay ra, trực kích bầu trời mênh mông, chấn thiên khiếu. Ở đó huyết long gào thét sau lưng, vô số tầng mây trận tản ra, một vòng màu vàng mặt trời gay gắt chậm rãi mở ra chói mắt cực kỳ, cùng máu kia khí dung hợp vào một chỗ. Màu vàng kim máu ngày. Từ xưa đến nay đều khó được vừa gặp. Huyết quang nứt ra,
hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo huyết khí, hung hãn ác liệt, đem cái này phiến trận pháp thiên địa cho chèn ép thành vô số khối mảnh vỡ, trực tiếp tiến vào. Lạnh thấu xương kiếm khí ngay tức thì từ ba người đỉnh đầu nổ bắn ra mà qua, chói mắt kiếm cương hướng bốn vị cường giả liên thủ thi triển trận pháp căn cơ đi. Oanh! Không tốt, ổn định trận cơ. Vương Đằng cũng là dùng mọi cách kinh ngạc, liền Tiền Bạc Triệu cùng Tiêu Thấm như vậy cường giả, đều là bị trận pháp áp chế, cả người tu vi bị hạn chế 70% có thừa, vì sao cái thằng nhóc này nhưng là chút nào không có ảnh hưởng. Ba người bị Diệp Thần Dương đông kích tây rối loạn đúng mực, chợt tản ra dựng thân tại trận pháp căn cơ chỗ, vững chắc đại trận. Chính là hiện tại, Diệp Thần thân hình nổ bắn ra ra, da thịt dưới lửa hoàng lột. Diệp Thần hóa thành lau một cái lưu quang ngay tức thì lắc mình tới cùng Tiêu Thấm và Tiền Bạc Triệu đấu Tiêu Túc trước người. Tiêu Túc cả người tu vi cũng là không kém, đối mặt Tiền Bạc Triệu cùng Tiêu Thấm hợp kích, thượng là thành thạo, nhưng sau lưng Diệp Thần đột nhiên tập kích, nhưng là làm được hắn cả kinh. Ngươi! Trong chớp mắt, Diệp Thần hai tròng mắt đã gần sát Tiêu Túc gò má, Tiêu Túc lúc này liền phải phản kích, nhưng là trông thấy Diệp Thần mắt phải bên trong lửa hoàng. Vậy gần ngay trước mắt lửa hoàng một tiếng thu minh, cho dù là mạnh như Tiêu Túc, bên trong đan điền một chút tà hỏa ngay tức thì dâng lên, rối loạn tâm thần. Đây đối với Tiền Bạc Triệu cùng Tiêu Thấm mà nói, vậy là đủ rồi. Hai người ngay tức thì khóa lại Tiêu Túc, làm hắn nhúc nhích không được. Suy, Diệp Thần trong tay thiên kiếm hung hăng đâm vào ông già ngực, hàn mang chợt nổi lên ngay tức thì, cũng là làm được ba đại gia tộc gia chủ cả kinh. Thằng nhóc, ngươi dám. Vương Đằng nghiêm túc quát một tiếng, nhưng đã quá muộn. Đủ Chu hai người lần nữa vội vàng hồi viên, trưởng ấn hung hăng khắc ở Diệp Thần trên lưng, lúc này Diệp Thần nhưng là làm như không nghe. Tí tách, Tiêu Túc chỗ ngực, các loại hoa tách thả ra, Diệp Thần nhưng là hét lớn một tiếng. Xích Trần thần mạch, cho ta mở ra. Hoàng Kim chiến giáp lại xuất hiện, chống cự hai đại cường giả một trường, chợt cười lạnh nói, trò chơi bất quá vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần con người có chút tà mị. Nhan Tuyền Nhi hiển nhiên thời gian đầu tiên cảm giác liền Diệp Thần không đúng, vội vàng lớn tiếng đối Diệp Thần ý thức gọi lên, công tử. Không muốn thả lửa kia hoàng đi ra, chúng ta còn không khống chế được, công tử ngươi tỉnh lại đi. Nhưng mà là lúc đã chậm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ra thịt dưới, lửa hoàng cần phải phá thể ra. Đây là cái gì? Đủ Chu hai người một trường tựa như khác ở tường đồng vách sắt bên trên, chấn động được một hồi làm đau, chợt hai người khó tin thanh âm vang lên. Làm sao có thể? Một cái màu đỏ tươi lửa hoàng từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra. Lửa hoàng đứng đầu từ Diệp Thần ngực phá ra. Thu nhỏ lại bản lửa hoàng một tiếng thu minh, quanh thân thần vũ ngay tức thì giấy lên tiên ánh sáng màu đỏ, Đủ Chu hai người chỉ là chạm đến ngay tức thì, bàn tay chính là biến thành bụi bặm. Mau lui lại. Lửa này hoàng, bọn họ nhưng mà chính mắt gặp qua hắn uy năng, căn bản không thể địch lại được. Nhẫn Tâm đoạn đi cánh tay phải, lúc này rút người ra trở lui. Theo lửa hoàng hiện thế ngay tức thì, cả tòa Vạn Kim Lâu trên đại điện, ba gia tộc lớn gia chủ khắc xuống trận pháp căn cơ bị ngay tức thì hòa tan, nặng ám chi sắc ngay tức thì liền đỏ tươi thắp sáng. Nguyện Vọng Thiên Tinh và Trần Bia che chở trước Tiền Bạc Triệu cùng Tiêu Thấm, ở trận pháp bể tan tành ngay tức thì. Hướng cận thái chi thành bên trong rút lui. Thu. Lại là một tiếng phượng hót, cả tòa Vạn Kim Lâu hóa là cho tàn, trong thành muôn vàn võ giả chỉ cảm thấy màu đỏ che trời, trong thành nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một cái to lớn lửa hoàng từ Vạn Kim Lâu đỉnh lao ra, trực bức thương khung. Không tốt, Diệp Thần hành động này sẽ đem cận thái chi thành triệu sinh linh ngay tức thì táng diệt. Tiền Bạc Triệu mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này lửa hoàng mang tới lực uy hiếp. Liền bọn họ cũng sợ. Tiêu Thấm bốn mắt nhìn vòng quanh, cái này thành lớn bên trong, có thể là có triệu vô tội sinh linh sao? Không tốt, cận thái chi thành gặp nạn. Vực ngoại kịch chiến bốn đại cự đầu ngay tức thì cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia, lúc này liền là biến dạng hư không đi vòng vèo. Thời khắc này cận thái chi thành bên trong, tiếng kêu rên khắp nơi, đã có người bị cái này nóng bỏng nhiệt độ cao dung hóa. Khoảng cách Diệp Thần ra phượng. Rồi đến bốn người đi vòng vèo, bất quá là trong chớp mắt, đã có người bắt đầu bỏ mình. Mau, không gian giam cầm, phải đem lửa này hoàng bắt lại, nếu không cận thái chi thành muốn mất. Bốn vị cường giả lúc này lấy lực lượng cường đại xây dựng dậy phòng ấn tường,
đem vậy có chừng vạn trượng lớn thẳng sông lên cửu thiên lửa hoàng tạm thời niêm phong. Còn đang không ngừng mở rộng lửa hoàng nơi mi tâm, một chút sáng rỡ dấu vết lấp lánh rực rỡ. Gai gâu, xúc sinh này sáng lên dấu vết, chúng ta bốn người sợ rằng gặp nguy hiểm. Tề gia lão tổ sắc mặt tái xanh, thất thố nói. Họa là chúng ta gây ra, dù là hôm nay bỏ mình, vậy được tướng cái này nhiệt xúc ngăn lại. Chu gia lão tổ giống vậy sắc mặt thảm trắng, vô lực nói. Ho! Thời khắc này vạn trượng lửa hoàng nơi mi tâm, Diệp Thần thân hình lay động. Diệp Thần muốn khống chế sát tâm, trong lồng ngực nhưng là một đoàn tà hỏa phun trào. Diệp Thần, những người này muốn giết ngươi, dậy sát tâm người đều đáng chết, nghe ta, toàn bộ giết bọn họ. Một giọng nói vang vọng ở Diệp Thần bên tai, Diệp Thần trong mắt bên trong, một món tà ý hiện lên. Thu! Thương khung dưới lửa hoàng dương cánh, căn căn thần vũ đảo thụ chợt nổi lên, đem vậy bốn đại cường giả bày ra kết giới, trong phút chốc đâm thủng. Không tốt! Đủ Chu hai nhà lão tổ đối với năm xưa như cũ rành rành trong mắt, trên chín tầng trời lửa hoàng chỉ là theo bản năng phấn chấn thần vũ, liền đem bọn họ đem hết toàn lực bày ra không gian kết giới đâm thủng, nếu như Tiền gia hai vị ẩn núp cường giả cũng là muốn đến ngày xưa tinh vực lửa kia hoàng lấy cánh làm nhận, đại sát tứ phương cảnh tượng. Xong rồi. Hết thảy cũng xong rồi. Bốn tên thiên quân cường giả tuyệt vọng nhìn trước mắt che trời lửa hoàng, bóp cổ tay than thở. Còn như đối thánh thiên thần hỏa sinh lòng mơ ước ba gia tộc lớn gia chủ, giờ phút này đã sớm sụi lơ trên đất, đôi mắt thất thần. Cận thái chi thành triệu sinh linh, muốn mất. Tiền bạc triệu cũng là không đành lòng. Đóng chặt đôi mắt, chuẩn bị nghênh đón xét xử đến. Một bên Tiêu Thấm chắp hai tay, làm cầu nguyện trạng, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại nói, Diệp tiên sinh, người tỉnh vừa tỉnh à. Giờ phút này, trên chín tầng trời, vậy sắp dương cánh lửa hoàng dục dịch, một chút lửa mang từ tan vỡ không gian bên trong kết giới tràn ra, rơi xuống đất. Ngay tức thì chính là làm được cận thái chi thành bên trong, tiếp liền ba bốn con đường ngay tức thì bốc hơi, tiêu tán ở thế gian. Cũng may bốn đại lão tổ ra tay, lúc này mới tránh khỏi có người mất mạng. À! Một tiếng già nua than thở vang lên, chợt thanh âm nặng nề truyền khắp cận thái chi thành mỗi một xó xỉnh. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Trên bầu trời, một đạo đạo kim sắc mưa sao xa vạch qua, thành lớn bầu trời, lóe lên cứu đời kim quang. Vừa nhìn vô tận dưới cửu thiên, màu vàng kim giọt mưa hóa thành từng cái lửa liên, kết thành một cái lưới lớn, đem vạn trượng lửa hoàng nhốt. Ở đó hư không chỗ cuối, một tên màu đỏ trường bào cụ già chân không lơ lửng, tay phải nửa cầm, cách không một nắm chặt. Thu! Lửa hoàng phát ra một tiếng rên rỉ, hắn nơi mi tâm dấu vết bắt đầu không ngừng lóe lên. Ho! Diệp Thần ho ra một hơi tà máu, ý thức khôi phục mấy phần trong sạch. Đáng chết, cổ lực lượng này ta còn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Thậm chí ngay cả động dùng hồng mông đại tinh không và thiên tiên cá chép sao cơ hội cũng không có. Thô trọng tiếng thở dốc không ngừng, Diệp Thần giờ phút này vậy đang cực lực ngăn cản thần hỏa lực hoàn toàn bùng nổ. À, cho ta tán. Diệp Thần tiếng gào thét chấn thiên, mắt phải bên trong lửa hoàng lột, đem vậy một món dây dứt tà hỏa tắt, chợt trên chín tầng trời lửa hoàng hư ảnh bắt đầu tan rã. Ừ, màu đỏ trường bào cụ già hiển nhiên cũng là cảm nhận được liền thần hỏa lực tản đi. Trên bầu trời màu vàng lưới lớn chậm rãi co rút lại, đem lửa kia hoàng lực hoàn toàn luyện hóa. Không lâu lắm, một tấm màu vàng kim có chừng một người lớn nhỏ lưới lửa, đem Diệp Thần thân xác kéo, chậm rãi đặt ở hóa là phế tích vạn kim lâu trước. Xích bào lão người thần xác bình tĩnh nhìn Diệp Thần, không nói một lời. Cái này, đây là, đại đế. Tại chỗ bốn vị trí cường thấy vậy tay không lật giữa trưởng chấn áp lửa hoàng khủng bố tồn tại, kinh hô thành tiếng. Lúc này liền là phục sát đất, được quỳ bái đại lễ. Ta chờ bái kiến đại đế. Ba đại gia tộc gia chủ nghe vậy cả kinh, không để ý tự thân thương thế lúc này liền là đứng dậy quỳ xuống đất, phụ họa cất cao giọng nói, bái kiến đại đế. Bái kiến đại đế. Trong chốc lát, cận thái chi thành bên trong triệu sinh linh thần phục kêu gào, hắn tiếng lảnh lót, đem mặt đất đều là chấn động được phấn chấn. Diệp Thần con người đông lại một cái. Cũng là bị cái này chấn thiên tiếng gieo hò thức tỉnh. Đây là... Không cùng Diệp Thần làm ra phản ứng, ba đại gia tộc gia chủ chính là quát to, mời đại đế ra mặt, đánh chết người này. Bỏ cận thái chi thành triệu sinh linh mệnh lệnh tại không để ý, nếu không phải đại đế ra tay,
cận Thái Chi thành lâm nguy. Vương, Đủ, Chu, ba gia tộc lớn các người cùng nói. Ngậm máu phun người, nếu không phải ngươi cùng mơ ước thần hỏa, sao sẽ đem cận Thái Chi thành đưa vào như vậy nước lửa chi địa? Tiêu Thấm giận dữ, lúc này đứng dậy hướng về phía trên hư không màu đỏ trường bào cụ già lớn tiếng nói. Tiêu Thấm, ngươi can đảm dám đối với đại đế bất kính, tự tìm cái chết. Vương Đằng bên ngoài mạnh bên trong yếu, một bộ trung thành cảnh cảnh hình dáng. Hắn lại còn sống, Tiền Bạc Triệu nhìn về trên 9 tầng trời bóng người, như có điều suy nghĩ. À, cụ già chưa từng lời nói, chỉ là khẽ than một tiếng, thiên hạ nhiếp phục, không người gan dám mở miệng chen vào nói. Nhìn vậy chậm rãi vùng vẫy đứng dậy Diệp Thần, màu đỏ trường bào cụ già giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, xin tiến lên một tự. Ba gia tộc lớn người ngay tức thì hóa đá. Dựng thân tại trong hư không xích bào cụ già, chính là có 102 cận Thái Chi thành cao nhất tồn tại, bốn đại lão tổ liên thủ đều là không làm gì được được thánh thiên thần hỏa, đều là bị một tay lưu kim lửa miễn cưỡng luyện hóa. Đám người cũng không biết là ở đó cuối cùng, nhưng thật ra là khôi phục thần trí Diệp Thần chủ động tản đi thần hỏa oai thôi, nhưng ở trong mắt người ngoài, đã là có thể nói kinh diễm. Như vậy đỉnh núi đại năng, lại là đối cái này Diệp Thần khách khí như vậy. Đại đế, người này nhưng mà... Cận Thái Chi thành một trong ba đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Đằng, lúc này liền là muốn mở miệng tỉ mỉ của trách Diệp Thần tội, dẫu sao ở nơi này Cận Thái Chi thành thiếu chút nữa xông hạ di thiên đại họa, cũng chính là hắn. Im miệng! Tề gia lão tổ há có thể không nhìn ra trong đó con đường. Vương Đằng một bụng câu oán hận chưa lối ra, chính là bị một trưởng hung hăng vỗ vào ngực, thân hình đổ bay ra, thần hồn lại là bởi vì một trưởng này, tại chỗ tản đi 7 phần. Hơi thở ngay tức thì uể oải. Đại đế bất giận, chúng ta chân thực không biết Diệp Thần cùng ngài từng có sự giao hảo. Tề gia vậy cao cao tại thượng lão tổ, giờ phút này vậy nếp nhăn nét mặt già nua trên lại là rất miễn cưỡng nặn ra một đạo nụ cười, sắc mặt tái xanh, lúc này liền là đối trên hư không cụ già hung hăng dập đầu 3 cái. Của Chu gia lão tổ thấy vậy, cũng là vội vàng thấp mi nằm sấp xuống đất, thân hình một hồi run run. Lại là liền dương mắt xem một chút vậy xích bào cụ già dũng khí đều không từng có. Đây chính là ở thái thượng thế giới danh tiếng cũng không kém tồn tại. Đây chính là trong nháy mắt có thể đem bọn họ tùy tiện xóa tồn tại. Thậm chí tương truyền và là vũ hoàng cổ đế thống nhất cái thời đại cường giả. Dù là lão tổ, cũng không ngoại lệ, chỉ cần trước mặt cụ già nổi lên sát tâm. Lật giữa trưởng liền có thể để cho cái gọi là cận Thái Chi thành tứ đại gia tộc trở thành xem như mây khói. Võ giả vốn là nghịch thiên thế, đoạt cao nhất tạo hóa, cái này bản không sai. Xích bào cụ già chậm rãi mở miệng, phía dưới Đủ Chu hai thần nghe vậy, lúc này mới dám xuyễn được một hơi to khí, nhìn dáng dấp vị này khủng bố tồn tại, hẳn không có truy cứu bọn họ sai lầm ý. Cứ như vậy, liền coi như là nhặt về một cái mạng. Chúng ta đáng chết, mơ ước thần hỏa, đưa cận Thái Chi thành triệu sinh linh tại nước lửa bên trong, nếu không phải đại đế ra tay. Chúng ta bốn người, chết vạn lần không chối từ. Tề gia lão tổ lần nữa ba lạy, lúc này mới dám ngước mắt nhìn về trong hư không cụ già, chợt nâng lên mình tay phải, hướng về phía mình vậy nếp nhăn nét mặt già nua hung hăng quất mấy cái bàn tay. Đáng thương là cho dù làm đau, nụ cười trên mặt như cũng không dám giảm xuống phân nửa. Bót, 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 của Chu gia lão tổ thấy vậy, cũng là noi theo cái trước, lật đật bồi tội. Một màn này bị cận Thái Chi thành giờ khắc này ở vạn kim lâu trước muôn vàn võ giả nơi gặp, nhưng khác thường lại là không một người dám can đảm lên tiếng. Ba đại gia tộc tộc trưởng, trừ Hấp Hối Vương Đằng, Tề gia gia chủ cùng Chu gia chủ giống như dê con đợi làm thịt vậy trung thực, chút nào không dám dị động. Người này thật có như thế đáng sợ. Diệp Thần nhìn thấy vậy chẳng, cũng là không khỏi được nhíu mày, phải biết, cho dù là lúc trước giao thủ Viêm Tôn đại đế. Cũng hoặc là sát thí đại đế, đều là chấn áp tại bỏ đời tuyệt cảnh dưới tà ma, còn có cản tay kiềm chế, đều là mấy lần làm hắn hiểm tượng hoàn sinh. Cho nên cận Thái Chi thành mấy vị này lão tổ, có này vậy làm dáng, hắn một chút vậy không cảm thấy kỳ quái, nhưng cái này lão nhân cùng mình không quen không biết, duyên vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Cận Thái Chi thành tranh, chính là thiên định số, hôm nay ta tới đây, cũng vậy. Xích bào cụ già mở miệng lần nữa. Triệu sinh linh thấp mi lắng nghe dạy bảo. Nơi niệm đều là tham ngông, nhân quả có luân hồi, nơi đây chuyện,
đến đây chấm dứt, cận thái chi thành mặt đất, còn cần các ngươi che chở bá tánh. Cụ già nói sao làm vậy, trên 9 tầng trời theo chấn triệt hoàn vũ thanh âm truyền đến cận thái chi thành mỗi một tấc đất, thương khung lại là rơi xuống màu vàng kim lửa mưa, tích tích rơi xuống đất, hóa thành một khoản màu vàng vết mực, phẩy một cái một nét viết xuống thần vận. Quá, viêm! Một cái chớp mắt này, cận thái chi thành võ giả mỗi người trong lòng tựa hồ cũng là thêm mấy phần đóng dấu khắc vào huyết mạch, thậm chí lúc này ngộ ra một chút võ đạo ý, đột phá cảnh giới. Đủ Chu nhị gia lão tổ không khỏi được hoảng hốt, thấy pháp chỉ lưu danh, hai người bốn mắt hai mắt nhìn nhau một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bá đạo như vậy khống chế lửa lực, có thể luyện hóa thần hỏa hóa hoàng oai, sớm nên nghĩ tới. Cái này cùng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại năng, ở hắn hai người đứa bé lúc liền đã sớm trở thành trong cổ tịch ghi lại người tàn nhẫn, hôm nay lại sẽ bởi vì Diệp Thần mà hạ mình hạ xuống cận thái chi thành. Trong chốc lát, mọi người ở đây đối với Diệp Thần thái độ, trong im lặng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chúng ta cần tuân đại đế pháp chỉ. Muôn vàn võ giả cùng kêu lên hô to, cụ già thấy vậy, giữa lông mày cái này mới thốt ra mấy phần nụ cười. Bé gái, có thể ở như vậy thời khắc đứng ra, không tệ. Xích bào cụ già ánh mắt đưa mắt nhìn, nhìn về mặt đất bên trên mặt lộ quật cường vẻ tiêu thấm, như là biết được lai lịch của nó, bể dâu nói. So lão tử ngươi tiêu ngục còn có chồng đứa con gái, ha ha ha. Tại chỗ cúi đầu người tiêu gia đều là mắt lộ ra vui mừng, nếu là có thể và cái này một vị kéo vào dù là một chút xíu quan hệ. Đều là đại lợi à. Tiêu gia trưởng lão đoàn bên trong, tiêu thấm thân tín phái nét mặt già nua đã cười nở hoa mà, tiêu túc bị diệp thần, tiêu thấm, tiền bạc triệu ba người hợp lực vây khốn, đã rút đi liền toàn thân huyết khí, thời khắc này tiêu gia đại trưởng lão, vậy đã sớm hồn quay về cửu tiêu. Lúc trước cùng nhập bọn tiêu gia đám người, giờ phút này nhìn về tiêu thấm trong con ngươi, còn thừa lại liền còn sống sợ hãi. Như là dựa theo tiêu gia tộc quy thanh toán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ tiền bối khen mâu. Tiêu thấm cả kinh, lại lần đầu tiên từ nơi này nhóm cường giả trong miệng nghe được mình phụ thân, năm đó tiêu ngục chuyện còn là một mê, không nghĩ tới. Người này lại biết được. Xích bào cụ già đối với tiêu gia đám người chưa từng quá nhiều lời nói. Ngược lại thì chăm chú nhìn nhìn về bốn vị trí cường bên trong, tiền ra hai người. Từ đầu chí cuối, cái này hai người đối với Thái Viêm Đế đến, mặc dù một mực cung kính, nhưng chán tới giữa nhưng là không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Các ngươi lại là, Thái Viêm Đế thâm thúy như biển con ngươi, ngay tức thì nhìn xuyên liền hai người hết thảy, chợt liếc mắt một cái tiêu thấm bên cạnh tiền bạc triệu. Mong rằng tiền bối không muốn nhiều lời. Tiền ra hai vị cường giả mắt lộ ra khó khăn sắc, thỉnh cầu nói. Ha ha ha, lão phu tới đây vốn là cùng ngươi cái này nhất tộc không liên quan, tất nhiên sẽ không đòi được không vui dính cái này nhiệt xuyên. Thái Viêm Đế cười một tiếng, chợt khoát tay một cái nhẹ giọng nói. Đa tạ Thái Viêm Đại Đế. Tiền ra hai người thấy vậy, lại là cung kính một bái. Xích bào cụ già tụ thủ một chiếu rọi, Diệp Thần dưới chân dâng lên phiến phiến màu vàng kim hỏa vân. Khác thường nhưng là không có chút nào nóng bỏng cảm giác, khí tức ôn hòa làm được mệt mỏi hết sức, thậm chí miệng không thể nói Diệp Thần cả người sảng khoái. Diệp Thần ta mang đi, ngươi cùng tùy ý. Thái Viêm Đế không nhiều lời nữa, lưu cho mọi người chỉ là một cái gầy nhom hình bóng, thân hình chớp mắt, mang Diệp Thần hướng ngoài cửu thiên chạy đi. Diệp Thần quay đầu lại nhìn xuống cận thái chi thành bá tánh, đầu óc bên trong nhưng là vang lên hỗn độn Viêm Đế thanh âm. Thằng nhóc, tên này. Tựa hồ có chút vấn đề, người muốn lưu ý mấy phần. Cố đè xuống thánh thiên thần hỏa bùng nổ sau tại ý, Diệp Thần giờ phút này cũng không muốn đa động, chỉ có thể là đáp lại. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không biết qua bao lâu, cụ già mang Diệp Thần giá màu vàng hỏa vân bay lượn đám mây, cũng không có vội vã đi đường. Hô! Một ngụm chọc khí thở ra, vận dụng bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao hoàn toàn điều tức tốt Diệp Thần mở mắt ra. Một món mây trắng hóa sương mù, ướt át hơi thở bay ập vô mặt, cái này cổ mát rượi, cũng là làm được hắn cả người thoải mái cực kỳ, nhìn xuống mặt đất, dưới chân đại lục trùng điệp vô biên, sơn hà cao vút vẽ thành một bộ chìm nổi bức họa. Không hổ là và vũ hoàng cổ đế cùng một thời đại tồn tại. Vạn trượng bên trên, cũng có thể như vậy, người này cũng như thế mạnh mẽ, vũ hoàng cổ đế không phải hơn nữa xa xôi. Diệp Thần tiểu hữu, người tỉnh. Thái Viêm Đế khuôn mặt ấm áp,
hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói. Tiền bối, cụ già như vậy khách khí, làm được Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh, trong chốc lát không biết làm thế nào ứng đối. Ha ha ha, đứa nhỏ, ngươi không cần cuống cuồng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn chứ. Thái Viêm Đế thong thả cười một tiếng, ngồi đàng hoàng ở Vân Tiêu bên trong, quay đầu lại nhìn về Diệp Thần cười nói. Ách! Diệp Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi, ta tại sao cứu ngươi? Cụ già tựa hồ biết được Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, thẳng mở miệng cười nói, không cùng Diệp Thần đáp lại, Thái Viêm Đế chính là tự mình giải thích. Ta có một bạn tốt Chí Giao, lúc trước cùng ngươi từng có mấy lần duyên, hắn vậy đệ tử Quan Môn, cũng là anh em ngươi. Diệp Thần vốn là cho là Nhâm Phi Phàm, nhưng sau một câu hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, Thái Thần nhất có thể. Hắn suy tính chốc lát, vẫn là nói, nhưng mà Thái Thần cùng Chu Huyên. Không nghĩ tới sâu không lường được Thái Thần cùng cái này Thái Viêm Đế lại là có giao tình, ngày xưa lần đầu gặp Thái Thần lúc đó, bằng mình quá chân cảnh tu vi cùng tầm mắt, dĩ nhiên nhìn không thấu trong đó con đường, hôm nay cái này cụ già lại cùng Thái Thần là Chí Giao. Xem ra Chu Huyên vị sư phó này, quả thật không đơn giản. Thái Viêm Đế cười chúm chím nhẹ khẽ gật đầu, chợt mở miệng nói, lần này tới, trừ ta cái này lão hỏa kế giao phó ra, lão phu còn có là một muốn nhờ. Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút, như vậy tù thiên cấm địa tồn tại, lại có chuyện có thể cầu đến trên đầu mình. Ách, không biết tiền bối muốn để cho vãn bối làm thế nào? Diệp Thần gãi đầu một cái, hỏi. Ha ha, đứa nhỏ, ngươi nhưng mà thu phục truyền thuyết bên trong thánh thiên thần hỏa. Cụ già thẳng mở miệng hỏi nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cái này không có gì giấu giếm, lần này cận thái chi thành mối họa do mình đưa tới. Cùng nếu như khắp thiên hạ chiêu cáo, hắn Diệp Thần là thần lửa chủ, nghĩ đến chỗ này, Diệp Thần dứt khoát hào phóng gật đầu một cái. Không sai, thánh thiên thần hỏa xác thực là vì ta sử dụng, nhưng vãn bối thực lực nhỏ, nếu như toàn lực dẫn động thần hỏa oai, ngược lại sẽ bị cắn trả. Lần này cận thái chi thành khó khăn, tiền bối vậy gặp được, nếu không phải ngài ra tay, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn là đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa người có. Lúc trước mặc dù bị tà hỏa ý xâm chiếm ý thức, thế nhưng hết thảy nhưng mà hết sức nhìn ở trong mắt. Ngươi thử một lần, có thể hay không đem nóng chảy. Cụ già giữa trường lật đổ, lấy ra một khối ngón cái vậy lớn nhỏ tinh thạch đưa cho Diệp Thần, trên đó chấm lấp lánh ánh sáng nhạt không ngừng chớp động, tựa hồ là ủng có sinh mệnh vậy. Tảng đá kia hơi thở lại có thể tràn đầy cường đại cổ vận. Diệp Thần cầm trong tay không ngừng thưởng thức, dịu dàng bên trong vẫn là lộ ra từng tia lạnh lẽo. Vuốt ve trên đó, thậm chí cảm thấy huyết mạch luận động, đủ các loại ánh sáng nhạt không ngừng lóe lên, sống sờ sờ chính là một viên lóng lánh tinh thần. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời cùng vậy 9 tầng trời tinh thần làm so, nhưng làm sao ban ngày ban mặt, không thể nào nhìn lên. Đây là, tinh thần vẫn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên một hồi kêu lên, chính là Linh Nhi. Làm sao, vật này. Linh Nhi ngưng trọng thanh âm vang lên lần nữa, vật này, cũng không phải là giới này tồn tại, Diệp Thần, lão này không đơn giản. Diệp Thần tiểu hữu, thấy Diệp Thần nhìn đá ngẩn ra, Thái Viêm Đế lên tiếng hỏi. Hụ hụ, đá này có chút đặc biệt, trong chốc lát nhập thần, tiền bối chớ trách. Diệp Thần cười một tiếng, tỏ vẻ lúng túng. Cụ già nhưng là lần nữa hỏi, có thể hay không thử một lần. Linh Nhi tiếp theo lời đồn đãi nói, nhún nhường. Diệp Thần nghe vậy, hít sâu một hơi, gật đầu một cái đáp lại, được. Màu đỏ tươi ngọn lửa tràn ngập bay lên ở Diệp Thần quanh thân, Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần, đem lửa mang lực ngưng kết tại tay phải, nóng bỏng quang ngay tức thì đem vạn dặm đằng vân toàn bộ bốc hơi, chân trời đỉnh, đạo đạo màu đen sấm sét hiện lên. Thái Viêm Đế chỉ là một mục liếc về đi, tụ thủ vung, vậy gần ngay trước mắt liền muốn nổ tung sấm sét trong phút chốc tan thành mây khói. Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú, tay phải bên trong lửa mang lần nữa thăng hoa ngưng kết, tiên lệ diễm lửa bên trong, ngưng kết ra lửa hoàng vô số thần vũ, giống như là lưỡi dao sắc bén vậy hướng linh thạch cắt kim loại đi. Ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không lâu lắm, từng tia vết rách lan tràn ra, trong linh thạch chảy ra một chút rực rỡ tươi đẹp vô cùng chất lỏng. Cụ già trong mắt ngay tức thì giấy lên vẻ kích động, không chỉ có lẩm bẩm nói, lại thật thành công.
liền ta lưu kim lửa trời đều không cách nào dung chuyển tồn tại. Không hổ là thánh thiên thần hỏa. Thái Viêm Đế mắt lộ ra nóng bỏng vẻ, nhìn Diệp Thần ánh mắt giống như là nhìn người diễn trí bảo vậy. Oanh! Một hồi kịch liệt chập chờn ngay tức thì bạo khởi, vội vàng gian liền Thái Viêm Đế đều là thân hình một hồi. Hô! Diệp Thần than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tiền bối, lúc trước đánh một trận tiêu hao quá lớn, hôm nay ta, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bên trong đan điền Linh Nhi khinh bỉ giơ lên ngón tay giữa, cái này vụng về biểu diễn kỹ xảo. Ừ, xích bào cụ già đầu tiên là nhướng mày một cái, hồi lâu chính là giãn ra, không sao, ngươi theo ta đi đạo tràng, ta giúp ngươi khôi phục. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, Thái Viêm Đế giải thích tiếp nói, là như vậy, ta ngẫu nhiên được một thần lưu, muốn lấy đúc đế kiếm, nhưng làm sao đá này lưu bền bỉ, liền ta lưu kim lửa trời đều là không làm gì được được, lúc này mới tìm ngươi. Thì ra là như vậy, Diệp Thần gật đầu một cái. Trầm giọng nói, thừa mông tiền bối cứu giúp, đúc kiếm là một, liền quấn ở trên người ta. Cụ già gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Một đường không nói. Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lúc trước cận Thái Chi Thành phát sinh một màn, kết hợp cụ già thái độ mà nói, số tiền này thị, rất có thể có lai lịch lớn, nếu không cũng sẽ không làm được như thế nhiều dị bảo, căn bản tọa thật đến từ thái thượng thế giới tin tức. Đúng rồi, dị bảo. Diệp Thần lấy ra từ vạn kim lâu buổi đấu giá được vậy một quả linh kính, lặp đi lặp lại thưởng thức, nhưng từ đầu đến cuối nhưng là không thu hoạch được gì. Đây là vật gì? Thái Viêm Đế thấy vậy, cười hỏi nói. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, gãi đầu nói, là buổi đấu giá tình cờ nơi được, còn tưởng rằng là bảo bối gì, không nghĩ tới. Diệp Thần đem linh kính đưa cho cụ già ngay tức thì, thần sắc một lần. Cụ già nhận lấy linh kính. Cũng là tỉ mỉ kiểm tra liền, cũng không bàn về như thế nào dò xét, cái này vật kiện mà đều là không hề bận tâm, không có bất luận phản ứng gì. Đã hoàn toàn hư hại. Thái Viêm Đế đem linh kính lần nữa đưa cho Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần vội vàng nhận lấy, chợt mở miệng nói, thật là đáng tiếc. Nhưng Diệp Thần đáy mắt lóe lên vẻ kinh dị, cụ già nhưng là cũng không phát giác. Sẽ ở đó cụ già cha xem linh kính ngay tức thì. Thánh thiên thần hỏa nhưng là lại một lần nữa dị động, bên phải trong con ngươi lửa hoàng chớp mắt, luân hồi thiên nhãn và thánh thiên thần hỏa kết hợp, Diệp Thần nhìn thấy trong kính Thái Viêm Đế, lại là chậm rãi hóa thành một đoàn hắc vụ. Có quỷ gì? Chẳng lẽ, là thật? Diệp Thần lẩm bẩm nói, hắn muốn hỏi hỗn độn Viêm Đế, nhưng mà chẳng biết tại sao, luân hồi mộ địa đại năng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ đặc biệt không cùng mình câu thông vậy. Cái gì thật, ngược lại là Linh Nhi thanh âm ngay tức thì nhắc nhở Diệp Thần lúc này truyền âm nói, Linh Nhi, ngươi nhanh đi Thái Thần Sơn chứng thực Thái Thần Lão Nhân ra, cái này Thái Viêm Đế, có cổ quái. Lại là một món mây mù hóa khí thổi lất phất mà qua, cô gái nhỏ theo gió luật động mở lên không gian rung động, làm gió mát cùng hướng phương xa phiêu tán đi. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần gò má lại cũng không cảm giác được gió nhỏ luật động, cảnh sắc trước mắt như cũ. Diệp Thần nhưng là nhấc lên tinh khí thần, hắn rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này mình cùng lúc trước, rõ ràng không là có cùng thời không. Vạn trượng trên hư không, mơ hồ có một hồi hôi thối tinh khí vang vọng, Diệp Thần thấp mi nhìn lại, dưới chân nhưng là trắng xóa một màu. Đến, cụ già nhàn nhạt một tiếng gọi, Diệp Thần cảnh tượng trước mắt bộc phát rõ ràng, vô số viên tinh thần rủ xuống cái này mảnh không gian, đập ra không thấy đáy hố sâu. Chỉ có nhỏ lộ bên ngoài, so với tầm thường núi cao cao hơn tùng. Nếu không phải vậy tròn vo bề ngoài cùng với không có một ngọn cỏ tướng mạo, Diệp Thần còn thật bất ngờ mình tới cụm núi loan gian. Bầu trời bên trong thỉnh thoảng mấy đạo lửa trời vạch qua, đập ở vô số ngôi sao bên trên, đánh rơi tinh mang, cái này sáng chói quang, chiếu sáng lên cái này phiến yên lặng địa giới. Diệp Thần nhìn xem dưới, một màn phong hoa tuyệt đại cường giả kịch chiến hư không, tay không trích tinh. Bá đạo tuyệt luân, còn có kỳ lân thần phượng cùng thần thú biến dạng thương khung mà chiến, ấp úng tới giữa, vạn giới chìm nổi. Đây đều là xa thời xưa cái bóng ngược, ở nơi này ánh sao dưới tái hiện thôi. Thái Viêm Đế vừa dẫn đường, một bên mở miệng giải thích. Diệp Thần không khỏi được âm thầm kinh hãi, một cái nhìn thoáng qua, đều là cảm nhận được liền trong đó lăng liệt ý sát phạt, cả người lông tơ đảo thụ. Theo không ngừng đi sâu vào, không lâu lắm. Một phiến màu tím dẫn đập vào mắt mành. Căn căn trúc xanh dâng lên ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi,
thành đoàn màu tím mông lung tức đếm vần quanh, ở yên tĩnh này chi địa, đậm đà sinh linh hơi thở hiện ra hết. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm mà qua, giữa trưởng trúc tía lá đều là nổi lên hoa mỹ tinh mang, cùng lúc trước cụ già giao cho Diệp Thần kiểm tra đá độc nhất vô nhị. Không sai, trong rừng này chỗ sâu, chính là vậy thần lưu nơi tới, đá này hết sức ôm vực ngoại tinh thần ánh sáng, giống như ra đời sinh mạng, lại là tại cái này nơi tĩnh mịch bồi bổ sức sống, đản ra dùng trúc này. Tuy không đạt tới vũ hoàng cổ đế trúc xanh hồ tiên, nhưng vậy vui mừng tự đắc. Thái Viêm đế chậm rãi mở miệng giải thích. Ta cũng là tình cờ xông vào, sau đó thấy vậy, chính là định cư thành tựu đạo tràng, cũng coi là vui vẻ tiêu dao. Cụ già đưa tay chỉ đi, mây tía lưu chuyển sóng biếc trung ương, lấy trúc làm đình viện rủ xuống, yên tĩnh an và, màu tím lá rơi phủ kín sân nhỏ, bước vào trong này, Diệp Thần linh lực lưu chuyển đều là tuần hoàn tăng nhanh mấy phần. Nơi đây tự có linh, ở chân ngươi hạ biển tím để, chính là vậy thần lưu căn nguyên chỗ, ngươi lại ở chỗ này nuôi tức, linh lực khôi phục đỉnh cấp sau đó mới thử một lần. Thái Viêm đế thay Diệp Thần an bài xong chỗ ở sau đó, chính là cười chúm chím rời đi. Cùng lúc đó, ta nhớ Thái Thần Sơn hẳn là cái phương hướng này mới đúng. Linh Nhi màu trắng như thác mái tóc dài dung nhập vào hư không, căn căn trong suốt, trong mắt bên trong bay qua vài tia kim mang. Đến, nhìn gặp cái này tấc đất tấc vàng cát, Linh Nhi thon nhỏ thân thể chạy thẳng tới năm đỉnh vòng quanh bên trong đài đi. Không lâu lắm, một cọc cọc vòng rào hoành tà ở xanh biếc rừng trúc một bên, thời khắc này một tòa trước nhà lá, ghế xích đu trên thanh niên thật là thích ý, quạt lông qua lại biên tiên, từng cơn gió nhỏ quất vào mặt, hí mắt hưởng thụ, chính là Thái Thần nhị đệ tử, Vô Cực. Ở sau lưng một người khác tuấn mỹ nam tử hai tay thua lập, một cây ống sáo phủ ở sau lưng đi theo, mở miệng nói, từ tiểu sư đệ sau khi đến, người cái này ngồi vào chỗ của mình công phu, cũng là bước lui không thiếu. Linh Cực nhìn tiền viện bên trong, Vô Cực bóng người, trêu ghẹo cười nói. Sư huynh, hết thảy các thứ này không cũng là vì tiểu sư đệ được không, hơn nữa, hết thảy các thứ này đều là sư tôn ý. Quạt lông che mặt Vô Cực không nhìn ra vẻ mặt, nhởn như dáng người nhưng là chưa từng đứng dậy. Đang muốn mở miệng trả lời sư huynh vấn đề, nhưng là đột nhiên cả kinh. Liền một bên Linh Cực cũng là ngay tức thì chăm chú nhìn về viện đình bên ngoài một góc. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm ứng được. Linh Cực cùng Vô Cực mấy phen điều tra hạ không có kết quả, không khỏi được buồn bực nói chẳng lẽ là ảo giác. Hai vị sư huynh, ta lịch luyện xong. Cách đó không xa, một cái thiếu niên xin phép chào hỏi, chán tới giữa tròng mắt trong suốt. Mặt mũi trắng nõn vậy không thiếu, cùng trước kia thoát khốn chán nản tướng mạo so sánh, thêm mấy phần dịu dàng. Chính là Chu Huyên. Ừ, hồi ngươi đình viện đi. Linh Cực cùng Vô Cực tương cố đối mặt, lại cũng không cảm giác được vậy cổ khí thức thần bí phun trào, nhưng là chờ được Chu Huyên xin phép, không khỏi được quay đầu lại dặn dò. Được. Áo xanh thiếu niên hướng về phía hai vị thanh niên ôm quyền, chợt xoay người sải bước như sao rơi hướng mình đình viện đi tới. Rất sợ chậm một bước, hai vị sư huynh lại nghĩ tới chút chuyện gì khác tình muốn hắn liền, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thằng nhóc này, Linh Cực cùng Vô Cực nhìn thương hoảng hốt thối lui Chu Huyên, không khỏi được lắc đầu cười khẽ. Trở lại đình viện mình Chu Huyên lại cũng không có mới vừa cẩn trọng vẻ, bỏ rơi vung cổ đặt mông ngồi ở đình viện trước bậc thang, nhìn trước mắt nơi nơi cỏ dại, hắn nhưng là lên tiếng hỏi. Nếu đã tới, xin hiện thân vừa gặp đi. Hư không một hồi rung động phun trào, Linh Nhi thân hình xé ra một kẽ hở, sáng bóng chân nhỏ nha dậm chân ra, dẫm ở đầy đất lá rơi bên trên, không khỏi tán thưởng nói, không sai, liền Thái Thần hai vị đệ tử Linh Cực cùng Vô Cực cũng không có phát hiện ta tồn tại, nếu bị ngươi xem thấu. Chu Huyên lắc đầu một cái, mở miệng nói, trên mình ngươi có công tử hơi thở. Âu, Linh Nhi khẽ cắn ngón trỏ, mắt to màu chớp mắt, quả nhiên là một thiên tài. Bất quá hiện tại ta muốn gặp sư phụ ngươi, Diệp Thần xảy ra chuyện. Nguyên bản kích động Chu Huyên nghe vậy, lúc này liền là trầm giọng nói, ta hiểu ý. Chu Huyên chỉ điểm một chút ở mình ngực tới giữa, chợt lau một cái máu tươi vẩy ra, cả tòa thúy trong rừng vén lên trận trận gió lớn, cuộn sạch lá rơi xếp thành một đạo hư ảo bóng người. Ừ, tiểu sư đệ lại là đem vậy bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy dùng. Vô Cực không khỏi cau mày, sư tôn một đạo linh thể. Là có cao nhất oai, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy lại là tùy ý như vậy sử dụng. Ngươi nhớ không nhớ,
Diệp Thần bên người có cái cực kỳ sở trường không gian chi lực bé gái. Linh cực nhưng là đối với lần này tựa hồ đã sớm như vậy, khẽ cười một tiếng. Thì ra là như vậy, ta nói mới vừa rồi là ai đó. Ghế xích đu bên trên vô cực thân hình từ đầu chí cuối chưa từng di động phân nửa. Sư tôn bế quan, cái này đạo linh thân cần phải hiện, nơi đây chuyện, lão nhân gia ông ta tử sẽ biết được. Chu Uyên sắc mặt thảm trắng, hướng về phía Linh Nhi mở miệng nói. Là ngươi cái này bé gái, tìm ta chuyện gì? Màu tím trường bào, cùng Linh Nhi giống vậy trắng như tuyết bộc phát, nam tử giữa lông mày chút nào không gặp nếp nhăn, khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu một tôn màu vàng kim vương miệt, trong mắt bên trong ánh sao dòng nước chảy, mở miệng nói. Này, lão đầu nhi, ngươi có phải hay không ủy thác bằng hữu tốt của ngươi đi cận thái chi thành cứu Diệp Thần? Linh Nhi một tiếng này, kinh được một bên vốn là nơm nớp lo sợ Chu Uyên một cái thật to lảo đảo, lão đầu nhi. Nghĩ đến đây đoạn ngày giờ ma quỷ vậy sinh hoạt, Chu Uyên nhìn về Linh Nhi ánh mắt bên trong, cũng là chậm rãi diễn sinh ra liền từng tia sùng bái. Thái thần nghe vậy, giữa lông mày nhíu một cái, mở miệng nói, chưa từng. Làm sao, các ngươi ở cận thái chi thành đã gây họa? Linh Nhi nhún vai một cái, hai cái tay nhỏ bé một quầy, mở miệng nói, không có chuyện gì lớn, chính là thu phục thánh thiên thần hỏa, sau đó ở cận thái chi thành thành lớn bên trong nổ. Linh Nhi còn khoa tay múa chân một cái nổ khoa trương động tác, hôi tay múa chân. Thái thần, thời khắc mấu chốt, tới một đùa với lửa lão đầu, cứu Diệp Thần, nhấn thần hỏa phần thiên thế, sau đó nói là ngươi chí giao bạn tốt. Thái thần nghe được Linh Nhi lời khi trước, thần sắc bình tĩnh, cho đến nói tới mình, một chút nghi vấn xông lên đầu cái gì. Tên kia nói là để cho Diệp Thần hỗ trợ đúc kiếm. Linh Nhi đem thần thạch sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho liền Thái thần. Trước mặt tóc trắng nam tử nghe Linh Nhi giải thích, thần sắc một hồi thanh hoàng. Đúng rồi, cái tên kia thật giống như gọi là gì Viêm Đế. Đúng, Thái Viêm Đế. Linh Nhi nhiều lần suy tư, mở miệng nói. Thái thần nhưng là mắt sáng đông lại một cái, mở miệng nói Thái Viêm Đế. Cái này uyển như đế vương người đàn ông, cũng là nhớ lại liền đã từng là một màn, thậm chí còn có một vài câu. Ta như chết nơi này, vậy tuyệt không để cho ngươi khỏe qua. Này, ngươi rốt cuộc có biết hay không hắn à? Linh Nhi thấy Thái Thần không có động tĩnh, lên tiếng nhắc nhở. Ta quả thật biết hắn. Linh Nhi mới vừa một buông xuống khẩn trương vẻ mặt, nhưng là nghe được Thái Thần nói tiếp, nhưng chúng ta không phải cái gì chí giao, hắn cùng ta có huyết cừu. Cái gì? Linh Nhi lúc này sắc mặt một sập, đây không phải là đụng trên họng súng. Vậy Diệp Thần, không phải gặp nguy hiểm. Linh Nhi lúc này thu hồi bất cần đời dáng vẻ. Đổi lại thân hình chính là muốn rời đi. Chậm đã, cái này Thái Viêm Đế đã sớm chết đã lâu, người này là ta chinh chiến lúc cũ địch, ta chính mắt làm chứng hắn chết. Đúc kiếm, chết thân lại làm sao có thể sống lại đúc kiếm. Thái thần mắt sáng chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu mở miệng nói, ta hiểu ý. Ngay lập tức, một đạo kim sắc túi gấm vạch qua Linh Nhi trước mắt, Thái thần mở miệng nói, ngươi mang theo vật này trở về giao cho Diệp Thần, sống chết trước mắt mở ra. Hoặc có một đường sinh cơ. Linh Nhi ngưng trọng gật đầu, chưa từng nhiều lời, xoay người chính là rời đi. Công tử. Chu Uyên nhìn Linh Nhi biến mất bóng người, lâm vào yên lặng bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Thần tự nhiên không biết Thái Thần và Linh Nhi tới giữa đối thoại. Thời khắc này hắn đang nhìn chằm chằm một cái dị thú. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt sẽ xuất hiện một cái màu tím kỳ lân ấu thú. Ngươi. Vì sao để cho ta có loại quen thuộc cảm giác? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này, Nhan Tuyền Nhi mở miệng nói, công tử, không phải ngươi đối hắn có cảm giác quen thuộc, mà là ta và Thánh Thiên Thần Hỏa đối nó có cảm giác quen thuộc. Thánh Thiên Thần Hỏa cùng nó có đồng thời xuất hiện. Diệp Thần không khỏi nghi vấn, nhưng trước mắt cái này rất là đáng yêu màu tím đứa nhỏ, nhưng là nhìn chằm chằm mình không ngừng nhìn xem, chợt mở miệng hỏi nói. Ngươi là tới tìm ta chơi sao? Bập bẹ, ngây thơ vẻ hiện ra hết. Diệp Thần con ngươi híp lại, suy nghĩ một chút, liền nói, ừ. Ta là đến tìm ngươi chơi. Tiểu Kỳ Lân nghe vậy, nhưng là áo não cúi đầu, hai cái móng vuốt phấn uất gãi gãi mặt đất, mở miệng nói, nhưng mà. Nhưng mà ta không thể rời bỏ nơi này. Bảo bảo không có cách nào rời đi. Tại sao? Diệp Thần hỏi. Tiểu Kỳ Lân ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, ừ.
nơi này đá rất cứng rắn, ta không ra được. Nói xong, còn không quên dùng sức về phía trước chạy nhanh, húc về phía liền một tầng không gian cấm chế. Ta nói không chừng có thể cứu ngươi đi ra. Diệp Thần cười một tiếng, mở miệng an ủi. Thật, Tiểu Kỳ Lân móng vuốt rất phối hợp sờ một cái đầu, giọng bên trong thêm mấy phần vẻ khao khát. Diệp Thần chắc chắn nói, thật chứ. Một lời đã định, vụng về nhỏ thân hình bể bước đảo đằng mấy cái, nhỏ móng cùng Diệp Thần ngón tay sắp tiếp xúc ngay tức thì, ánh sao đại trán, liên thiên hơi thở bạo tán ra. Ho! Diệp Thần thức tỉnh, bốn phía nhìn xem, yên tĩnh tím bên trong nhà trúc, chỉ có một chút ánh sáng nhạt chiếu sáng nhà, không có những thứ khác. Mới vừa rồi là ảo cảnh, vẫn là thời đại viễn cổ còn sót lại. Ta nhớ ngươi, nhất định phải tới tìm ta nha. Ngay tại Diệp Thần buông xuống cảnh giác ngay tức thì, bập bẹ thanh âm nhưng là giống như sấm, ở hắn bên tai chợt nổi lên. Diệp Thần lúc này một cái bước dài lao ra, chúc tía ngoài nhà, bóng đêm buồn tẻ không tiếng động. Diệp Thần tiểu hữu, chúc tía ngoài nhà, Thái Viêm Đế ngồi xếp bằng, là Diệp Thần hộ pháp. Thấy Diệp Thần lao ra, đứng dậy nghi ngờ nói. Cái này, biển tím bình tĩnh không tung lên bất kỳ rung động, yên lặng đêm hạ liền tinh thần cũng ngủ say, mọi âm thanh yên lặng. Tiền bối, ta đã không có gì đáng ngại. Diệp Thần chỉ có thể nhắm mắt giải thích, cái này liền có thể thử một lần. À, Thái Viêm Đế nghe vậy, thần sắc vui mừng, hắn ước gì Diệp Thần sớm ngày là hắn hiến thân đâu. Như vậy, chính là làm phiền tiểu hữu. Một người già một trẻ. Một trước một sau, trốn vào biển tím bên trong. Vào mắt đều là màu tím ánh sáng nhạt, đại dương bên trong nhưng là không gặp chút nào khí ẩm, đạo đạo tím dịch như lưu quang, vạch qua da thịt. Ở đó biển sâu để, vật liệu đá căn nguyên liền ở phía dưới. Hai người hướng xuống bí mật đi có chừng ngàn trượng, mới vừa thấy đáy, ở đó tím cắt phân bố đáy biển, cao vút một tòa ước chừng cao 33 mét thần thạch. Giống một chuôi cự kiếm. Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, đủ loại ánh sáng nhạt chính là chớp động, huyết mạch phun trào cảm càng thêm mãnh liệt. Hi hi, bên tai lại là một đạo vô hình thanh âm vang lên. Lúc trước ta tặng cho ngươi khối kia đá vụn, chính là từ trên chóc, vạn năm trước, ta phát hiện khối này thần thạch thời điểm, có chừng trăm trượng lớn, cái này ngàn trong thời kỳ, ta không ngừng lấy lưu kim lửa trời luyện hóa, phương mới đạt cho tới bây giờ trình độ. Nhưng trong đó tựa hồ có trở ngại nào đó, từ đó sau đó, ta lưu kim lửa trời, chính là lại cũng không làm gì được cái này thần thạch. Thiên ngoại này tới vật nếu như đúc thành một chuôi đế binh, nên là hạng cái thế. Sợ rằng vượt qua tám đại thiên kiếm. Thái Viêm Đế hơi liếc về hướng Diệp Thần, mắt lộ ra hướng tới vẻ. Diệp Thần nhưng là bốn phía nhìn vòng quanh, đánh giá đáy biển tình huống. Lão già này, mà lại ở này bày ra trận pháp. Xem ra vượt quá muốn đúc kiếm à. Biển tím để, mặc dù ánh sáng nhạt che giấu dấu vết, nhưng thời khắc này Diệp Thần chính là thánh thiên thần hỏa chủ, đối với ngọn lửa hơi thở, có trời xanh cảm ứng. Hắn lại là phạm thiên thần công, binh tự quyết người điều khiển. Suy, lau một cái đỏ tươi vẻ thắp sáng biển sâu, quanh thân nhộn nhạo đậm đà màu máu tia sáng Diệp Thần hóa thành một màu lưu quang quanh quẩn tại thần thạch bên trên. Nóng bỏng nhiệt độ cao ngay tức thì làm được cả tòa biển tím sôi trào, đầy trời màu tím cắt bụi đảo huyền đứng. Ừ, Thái Viêm Đế bực mày râu khều một cái, thánh thiên thần hỏa bá đạo diễm lực, liền hắn thân xác đều là mơ hồ có cảm giác đau đớn cảm giác. Không hổ là thần diễm, ở một cái quá chân cảnh tiểu tử trong tay, lại có uy năng như vậy. Nếu như ta có thể đoạt, nói không chừng có thể sống lại. Ở hắn cảm khái để gặp. Cụ già dưới da thịt máu thịt chậm rãi tán làm một bồi tinh sa dòng nước chảy lẫn vào cái này biển tím bên trong, Diệp Thần mở hết hỏa lực thần hỏa dẫn động dị tượng, che đậy Thái Viêm Đế quẫn thái. Lão gia, ta đây muốn xem, người phải chăng có thể bị được cái này thần diễm nướng. Diệp Thần mắt phải bên trong, lửa hoàng không ngừng lật bay. Diệp Thần, một giới này có không gian phong ấn, ta nếu như trở về, trong phút chốc sẽ bị cái lão gia hỏa này phát hiện. Ngay tại lúc này, Linh Nhi thanh âm truyền tới, hai tâm ý người giống nhau, có hư bia gia trì, lẫn nhau thần niệm có thể truyền tin tức. Cái này Thái Viêm Đế chính là Thái Thần Địch, lần này dẫn dụ ngươi tới đây, đúc kiếm là giả, sợ rằng đoạt thần diễm mới là thật. Ta từ Thái Thần nơi đó tìm được túi gấm, có thể rõ ràng này vây, nhưng ta không cách nào bước vào ngươi chỗ ở không gian. Linh Nhi thanh âm vang lên,
lo lắng nói. Thời khắc này Linh Nhi vậy có thể cảm nhận được, Diệp Thần trong cơ thể dị động, luân hồi huyết mạch như vậy điên cuồng vận chuyển, đủ để thuyết minh vấn đề. Ngươi có thể còn nhớ ta từ Tiêu Túc nơi đó cướp được huyết khí lực sao? Ý ngươi là, lúc trước nhờ vào lão nhân kia áp chế, âm ma thiên thạch ổ lưu chữ giữ lại Tiêu Túc giống vậy huyết khí, đủ để dẫn động lửa hoàng lần nữa giáng thế, cái này cùng cuồng bạo lực, nhất định có thể để cho lão già kia không gian kết giới rối loạn, ngươi thừa dịp hư mà vào. Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Nhưng mà, máu kia khí lực dẫn động thần hỏa, sẽ làm ngươi lần nữa mất đi ý thức, hậu di chứng quá lớn, vạn nhất lão nhân kia có hậu thủ, chúng ta có thể gặp phiền toái. Linh Nhi lo lắng nói. Dẫu sao lúc trước cận thái chi thành cử chỉ, nhưng mà ví dụ sống sờ sờ, một khi Diệp Thần bị tàn niệm xâm chiếm ý thức, như vậy bọn họ đem lại không sức chống cự. Cái này thì được xem thái thần lão nhân ra ông ta túi gấm sẽ đưa đến dạng gì tác dụng, hoặc là cái gì? Không việc gì, giữ ta nói làm đi. Diệp Thần nghĩ tới vậy không biết màu tím tiểu kỳ lân, muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, bên ngoài, đây là Thái Viêm Đế mắt gặp cách đó không xa Diệp Thần trước ngực lửa hoàng lần nữa có sinh mạng vậy, ở huyết mạch dưới phun trào, cần phải phá thể ra. Dư quang khóe mắt lần nữa liếc về hướng bốn phía, cụ già xác định mình trận pháp thượng tích chữ, chính là mặc cho Diệp Thần trong cơ thể lửa hoàng lực lần nữa thức tỉnh. Ngay lập tức, đi đôi với một tiếng kêu nhẹ, một cái lửa hoàng từ Diệp Thần ngực phá ra, máu đỏ tươi ngưng kết thành căn căn thần vũ rơi xuống. Đi đôi với thần hoàng xuất thế, cả tòa biển tím hoàn toàn sôi trào. Tránh mũi nhọn, Thái Viêm Đế mắt gặp mình thân xác muốn bể tan tành, chợt thân hình chớp mắt, hướng về phía Diệp Thần quát to, Diệp Thần tiểu hữu, lão phu ở biển tím bên trên vì ngươi hộ pháp. Vậy ước chừng cao 33 mét thần thạch cũng ở đây tiên ngọn lửa màu đỏ vây quanh dưới, bề ngoài xuất hiện nhàn nhạt vết rách, lau một cái tinh dịch chậm rãi tràn ra, thần thạch cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Kiếm phôi chậm rãi thành hình. Cụ già thấy vậy, yên ổn rời đi. Rừng trúc tía bầu trời, gần đây vững chắc không gian đều là mơ hồ có một chút lỗ hổng, vô số tinh thần đập ra hố sâu hạ, từng đạo trùng tiêu màu đỏ tươi hỏa trụ nhô lên, nhiệt độ kinh khủng trào hướng mặt đất, liền vậy vô tận tinh thần gò núi đều là ngay tức thì bốc hơi thành cho tẫn. Mái vòm bên trên, màu đỏ tươi hỏa trụ quanh quẩn tại chân trời, đem không gian một phiến phiến đốt thủng, màu đen hư không sấm sét tràn vào. Bao phủ nguyên phiến mặt đất. Màu vàng kim lửa trời mảnh vỡ tuột xuống bầu trời, Thái Viêm Đế chăm chú nhìn thở dài nói, liền ta kết giới đều bị đốt thủng, nhưng tựa hồ cùng cận thái chi thành thần hỏa lực so sánh, yếu đi mấy phần. Hừ, cái này mảnh không gian đủ vững chắc, đợi ngươi dư nhiệt tan hết, kiếm phôi hoàn toàn thành hình, lột ngươi huyết mạch đoạt được thần hỏa, ta đem hoàn toàn hồi phục. Đạo đạo màu đen hư không sấm sét phách đánh vào hắn trên thân thể. Nguyên phiến không gian bên trong thần hỏa mang cũng là bị cái này tiếng nổ đốt, mỗi một tấc bên trong không gian, đều là giấy lên màu đỏ tươi lửa cháy mạnh. Thái Viêm Đế thân xác bắt đầu tấc tấc vỡ nhỏ, nhưng thần tình trên mặt nhưng là hiện ra hết vui vẻ. Đợi đến yếu ớt lúc đó, chóc Diệp Thần huyết mạch, đoạt được thánh thiên thần hỏa luyện hóa, chính là hắn mục đích, lui 10.000 bước nói, một khi thần hỏa theo Diệp Thần huyết mạch tàn lụi, mình cũng có thể này nhúng kiếm phôi, lấy thần hỏa chế tạo binh khí. Giống vậy thế gian vô địch. Ha ha ha. Hắn kế hoạch, không chê vào đâu được. Tùy ý Diệp Thần thủ đoạn thông thiên, vậy tuyệt không khả năng từ đây mảnh không gian thoát khốn, chỉ cần chịu đựng qua lửa này hoàng sau cùng điên cuồng, chính là hắn sống lại làm lúc. Hô! Ẩn nặc thân hình Linh Nhi thời gian đầu tiên xông vào biển tím để, hướng Diệp Thần chạy đi. Vù vù! Hư không chập chờn, Diệp Thần con ngươi mở ra, chợt Linh Nhi thanh âm truyền tới. Thái thần giao phó, sống chết để gặp, bằng này có thể bác một đường sinh cơ. Màu vàng kim túi gấm chớp mắt, Diệp Thần bằng vào sau cùng trong sạch, xé ra vậy ngọc tơ bọc bảo vệ tánh mạng vật. Biển tím để, cao 33 mét thần thạch ở thánh thiên thần hỏa rèn luyện dưới, vậy tầng tầng vỏ ngoài đã bắt đầu vỡ vụn, không ngừng dòng nước chảy ra vậy sình sệt tinh dịch phát ra từng cơn oanh chiếu rọi, ở đó thần thạch nơi trung tâm, mơ hồ có thể gặp trong đó tựa hồ phong ấn thứ gì. Quả nhiên ngôi sao này vẫn dưới. Ngay tại Linh Nhi kinh dị để gặp, Diệp Thần bên kia thánh thiên thần hỏa đã hoàn toàn bùng nổ, lấy hắn cảnh giới trước mắt điều khiển, lần nữa bị tại ý xâm chiếm ý thức chỉ là vấn đề thời gian. Thái thần nơi ban cho túi gấm, lóe lên mãnh liệt chập chờn.
Rừng trúc tía bầu trời, Thái Viêm Đế chỉ cảm nhận được dưới chân một hồi dị động, cả tòa bên trong thế giới, vô số màu đỏ tươi thần hỏa mang, đã phơi bày ra ùn ùn kéo đến thế, muốn đem cả tòa thế giới hoàn toàn chìm ngập. Còn thiếu chút nữa mà. Cụ già màu đỏ trường bào vù vù vang dội, cùng thiên địa cộng sắc hòa làm một thể, nhảy động tí ti thần hỏa mầm hóa thành vô số nho nhỏ lửa hoàng ở hắn quanh thân quanh quẩn bay lượt, mỗi một lần kích động thần vũ, cái này phiến sắp vỡ nhỏ tàn tạ thế giới, lại là rạn nứt mấy phần. Không nghĩ tới, thánh thiên thần hỏa, lại có uy thế như vậy, liền cái này phiến hư không chi địa, đều là để không đỡ nổi. Thái Viêm Đế một số gần như bể tan tành thân xác dưới, trên mặt điên cuồng vẻ hiện ra hết, chợt đưa ra gầy nhom cánh tay phải, một tay chỉ thiên cách không nắm chặt. Cả tòa mái vòm bên trên, vô số đạo lưu màu vàng kim lửa trời mơ hồ hiện lên, đem sắp tàn tạ vỡ nhỏ không gian từ thiên địa một góc, lần nữa chống lên, đạo đạo kim mang như dày đặc may vá, có bổ thiên thế. Thu, vạn trượng lửa hoàng tiếng rên rỉ vang lên, chợt cả tòa rừng trúc hoàn toàn đốt là bụi bặm không gặp, từ Thái Viêm Đế dưới chân biển tím lao ra, con mắt bên trong bắn ra hai đạo lửa mang thẳng tắp hướng cụ già lướt đi. Thái Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, đối mặt với như vậy vô địch tư thái thánh thiên thần hỏa, liền hắn cũng là không dám có phân nửa khinh thường vẻ, giữa trường khép mở, tiếp liền vô số đạo trưởng ấn không lưu dư lực đánh ra, từng tầng một màu vàng kim màn lửa rung động biến dạng không gian bỗng nhiên giáng thế, sán màu vàng kim tấm thuẫn có phòng ngự dung mạo, miễn cưỡng chống được thánh thiên thần hoàng nhất kích. Suy, biển tím nể, một đạo chói mắt tử mang cách ngàn trượng vực sâu thấu ánh ra tường hòa ánh sáng. To lớn kiếm ảnh một kiếm đoạn biển, đem vô tận tím biển cắt chia làm hai, cụ già ánh mắt nhìn lại, một chuôi tuyệt thế hung kiếm thấm ra hàn mang. Được, mắt gặp làm bằng đế kiếm đã thành hình, Thái Viêm Đế ánh mắt bên trong cuồng nhiệt vẻ không che giấu nữa, mừng như điên hơn, trong mắt bên trong sát ý hiện ra hết. Đã như vậy, thánh thiên thần hỏa vậy lưu lại đi. Hắn mục đích rất đơn giản, kiếm phôi cần phải đời, còn dư lại thần hỏa cũng là hắn vật trong túi. Xem ra ông trời thật là che chở, để cho hắn xong hỉ lâm môn. Chỉ cần hàng phục cái này không linh trí lửa hoàng căn nguyên, đem từ diệp thần huyết mạch bên trong hoàn toàn trừ ly, thần hỏa cũng là ta. Đến lúc đó, cái này thế gian ta đem không địch thủ nữa. Nhiệt xúc, đi chết đi. Thái Viêm Đế ánh mắt lạnh lẽo, lại nữa một mặt đất phòng thủ, một tay tinh xảo khống chế lửa thuật gia trì, nhỏ bé bóng người dựng thân tại trên hư không. Nhìn trước mắt cái này tôn thánh thiên thần hoàng, vui mừng không sợ. Cụ già chỉ một cái ngang nhiên điểm ra, lau một cái quang tách ra ra chói mắt kim mang, trực bức chân trời, diễn hóa thành một vầng mặt trời nóng rực, ở nơi này phiến vốn là không ngày tinh không dưới, đem cả tòa thế giới lần nữa chiếu sáng. Suy, lửa hoàng con mắt bên trong thoáng qua một chút lệ khí, tia sáng này, làm được nó 10 phần sao động, liền liền vậy màu đỏ tươi ánh sáng lóng lánh xinh đẹp thần vũ hạ. Đều là bốc hơi lên dậy một chút nướng cảm giác nóng, muốn tương kỳ luyện hóa. Kim quang vẩy chiếu chỗ, vạn vật tất tất đều là thành hư không. Vô số rơi xuống sao xa thần hóa thành núi nhỏ, cũng là ở nơi này kim mang vẩy chiếu dưới, mất đi tại vô hình. Liền vậy dưới chân biển tím, đều là chậm rãi bốc hơi hầu như không còn. Đáng ghét, giới này vẫn không thể vỡ nhỏ, nếu như một khi hư hại, ta đem mất đi thân xác, không cách nào lần nữa xuống thế. Nếu là có thể thi triển thủ đoạn kia, cũng chưa có nhiều phiền toái như vậy. Thái Viêm Đế bực mày râu nhỏ trọn, cân nhắc thiệt hơn lẩm bẩm nói. Kinh khủng này đại nhật, muốn đem giới này dung luyện. Lúc đầu, lão này chính là năm xưa Thái Thần cũ địch. Khó trách, Thái Thần chỗ ẩn cư rừng trúc, chỉ sợ cũng là y theo nơi này cảnh trí xây lập, cái này phiến trúc tía. Xa nhớ năm đó, Thái Thần cùng Thái Viêm Đế đã từng ở chỗ này đánh một trận. Cái này tinh vẫn giới, vốn là không có chút nào sức sống, nhưng chẳng biết tại sao, ra đời một loại thần thạch, huyền diệu vô cùng, thậm chí diễn sinh ra liền sức sống. Hai người cơ duyên xảo hợp dưới bước vào cái này phiến thiên đường, khi đó hai người, xa không có như bây giờ vậy mạnh mẽ, rất nhiều chuyện, vẫn không pháp theo dõi hắn căn nguyên. Thái Viêm Đế cùng Thái Thần vì tranh đoạt cái này cơ duyên đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng Thái Thần hơi thắng một nước, đem kẻ địch Thái Viêm Đế táng diệt ở chỗ này. Nhưng làm sao thực lực nhỏ, không cách nào mang đi thần thạch nguyên, đợi lâu nơi đây, cũng không cách nào tham phá huyền cơ trong đó, đành phải không cam lòng rời đi. Sau đó cái này mảnh không gian chính là bị vứt bỏ, vô số năm tới,
Cái này thần thạch ở chỗ này, dưới cơ duyên xảo hợp nhưng là đem Thái Viêm Đế Thần hồn tụ lại, lấy tinh thần ánh sáng hóa thân, biến thành như vậy nửa người nửa quỷ tồn tại. Cái này thần thạch cũng không phải là vực ngoại sản vật, kêu làm tinh thần vẫn, chính là đúc binh khí vạn vật mẫu, nhưng là cũng có thiếu sót. Thời khắc này biển tím để, linh căn cứ mở ra túi gấm, cũng là biết cái này ở giữa nguyên ủy. Tỷ tỷ, ngay tại Linh Nhi suy luận để gặp, dịu dàng đầu lưỡi liếm liếm Linh Nhi cánh tay, bạc bẻ thanh âm truyền tới, dẫn được Linh Nhi một hồi không nói. Tinh thần vẫn vốn là chính là thượng cổ đại năng vì phong ấn một ít cấm kỵ tồn tại mới luyện chế thu thập, nếu như đoán không sai, bỏ đời tuyệt cảnh cũng cùng đồ chơi này có chút liên lạc. Có thể cái này nghiêm túc, đứng đắn tinh thần vẫn, vậy nơi phong ấn vật, đều là đại hung lớn tà, một khi xuất thế, có thể nói khuấy động chín tầng trời mưa gió. Linh Nhi suy đoán tuyệt sẽ không ra sai, nhưng mình tới chậm nửa bước, lúc trở về, Diệp Thần đã lợi dụng thần hỏa oai, đem ngôi sao này vẫn luyện hóa, trong đó phong ấn vật, cũng là thoát khốn. Tỷ tỷ, màu tím tiểu kỳ lân lại là thân mật cả một cái trước mặt ngồi xếp bằng trên đất Linh Nhi, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, rất là đáng yêu. Làm sao sẽ xảy ra liền như thế cái nhóc? Linh Nhi không khỏi đỡ chán than thở, cái này xa xa vượt ra khỏi nàng dự liệu. Dưới mắt cái này người vô hại bé đáng yêu, làm nàng đều là một hồi nhức đầu. Cho dù là xuất thế một tôn đại ma, hoặc giả là tuyệt thế hung thú, nàng cũng còn ở nằm trong dự liệu, có thể cái này đi ra ngoài là người gì. Nhìn trước mắt cái này cái bụng lăn lăn, đi mấy bước đường đều phải đánh lăn bay lên lộn nhào màu tím tiểu kỳ lân, đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn. Đứa nhỏ, chúng ta lời hứa, ta có thể thực hiện ác. Một bên Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần, người tỉnh rồi. Màu tím tiểu kỳ lân thấy vậy, chợt dao động hướng Diệp Thần di chuyển nhỏ bể bước áp sát đi, một cái chui vào Diệp Thần trong ngực. Nó làm sao biết ngươi kêu Diệp Thần? Linh Nhi không khỏi nghi ngờ nói, cái này mặc dù nhìn như người vô hại, nhưng tuyệt không đơn giản, lúc trước vậy che giấu tai mắt người khí tức kinh khủng, một kiếm ngang trời xuất thế đoạn biển tím ảo ảnh, liền vậy tuyệt diệt cửu thiên khủng bố kiếm thế, chính là cái này tiểu kỳ lân nơi diễn hóa. Cái này, giờ khắc này, liền Diệp Thần mình đều có chút không nghĩ ra được. Nhìn trong ngực cùng một quả banh ra như nhau dính người đứa nhỏ, Diệp Thần đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, có thể lừa gạt được lão hồ ly kia, nghĩ biện pháp thoát khốn rồi hãy nói. Linh Nhi ngồi dưới đất, hai tay chia ra bất đắc dĩ nói. Mặc dù tạm thời lừa gạt Thái Viêm Đế, nhưng túi gấm bên trong Thái Thần tặng cho một món hạo nhiên chi khí. Hơn nửa đã bị Diệp Thần dùng để áp chế vậy thần hỏa bạo tán tà ý. Còn sót lại phân nửa, chỉ sợ cũng chỉ hoãn không được Thái Viêm Đế quá lâu thời gian. Đứa nhỏ, không nhìn ra, ngươi như thế sở trường bắt trước à? Diệp Thần xoa xoa màu tím tiểu kỳ lân đầu, cái này đứa nhỏ bắt trước được tới huyễn tượng, lại có thể lấy giả loạn thật. Liền kinh khủng kia hơi thở, đều có thể bắt trước. Nói cách khác, giờ phút này biển tím bên trên, cùng Thái Viêm Đế chiến đấu lửa hoàng. Là giả. Có thể bố trí không gian kết giới sao? Diệp Thần nhìn Linh Nhi, cau mày nói. Dưới mắt một giới này, không giải thích được bị Thái Viêm Đế mang đến, có thể hay không thoát đi còn là một ẩn số. Linh Nhi đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra, lắc đầu nói, cái tên kia củng cố không gian kết giới, lấy ta trước mắt năng lực không đủ để phá cuộc. Diệp Thần nhìn đỉnh đầu, vậy bị mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống. Sắp bốc hơi hầu như không còn biển tím, lâm vào yên lặng, hiện tại chỉ có thể lựa chọn cùng thời gian thi đấu chạy. Hình ảnh quay về. Thu. Thái Viêm Đế trước mặt lửa hoàng vừa muốn dương cánh, kim quang sáng chói chính là hóa thành một cái lưới lớn, đem vững vàng trói buộc. Cùng lúc trước cận Thái Chi Thành trên cảnh tượng độc nhất vô nhị. Lửa hoàng một tiếng rên rỉ, nơi mi tâm nửa điểm mà dấu vết vi mang chớp mắt, màu đỏ tươi thần vũ triển lãm vô tận lửa mang. Liền màu vàng kia lưới lớn, đều là mơ hồ có tan vỡ dấu vết. Nghiệt xúc. Thái Viêm Đế ánh mắt bên trong hàn mang chớp mắt, hét lớn một tiếng, lưu kim chiến kích. Trên chín tầng trời vậy bổ thiên từng cơn màu vàng đường vân chợt chậm rãi chiều ly, cái này phiến vững chắc không gian mất đi Thái Viêm Đế lực lượng kinh khủng chống đỡ, lần nữa nổi được mưa gió lay động đứng lên. Cái này rút lui đi giam cầm, chúng ta có hy vọng. Biển tím để Linh Nhi nhíu chặt chân mày giãn ra mấy phần. Diệp Thần trong ngực tiểu kỳ lân ở một bên bạc bẹ nói, tỉ tỉ dáng lên.
Nói xong còn rất nhân tính hóa so một cái cố gắng lên động tác tay, móng vuốt nhỏ không ngừng cua múa. Trong hư không, một đạo dính màu máu hơi thở chiến kích chậm rãi lộ ra, sắc bén hàn mang diệu thế ngay tức thì, liền đem cái này mảnh không gian kể cả thiên địa cùng nhau đánh xuyên. Vạn trượng lửa hoàng trong mắt lóe lên tức giận, chợt phóng lên cao, che trời cánh hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng vậy chiến kích chống lại đi. Suy, chỉ là nhất kích chặt xuống, vậy thần hoàng nửa bên cánh chính là bị miễn cưỡng chặt xuống. Vậy ra vô tận mưa máu hóa thành màu đỏ tươi ngọn lửa rơi xuống hư không, tích tích rớt xuống đè đổ quần tinh dãy núi, biển tím rung động bốc hơi lên, cho dù là thần hoàng gắng sức chống đỡ, cũng khó mà ngăn cản Thái Viêm Đế sát phạt thế. Hừ hừ, bằng ngươi một cái nho nhỏ quá chân cảnh, lại làm sao có thể điều khiển như vậy mạnh mẽ ngọn lửa, bất quá. Ngươi có thể làm được loại trình độ này, vậy đủ để kiêu ngạo, tiếp theo liền do lão phu sáng lập cái này thần hỏa truyền kỳ đi. Thái Viêm Đế màu đỏ thấm trường bào đã vỡ vụn không chịu nổi, tinh thần nơi diễn hóa thân xác, cũng là không chịu nổi gánh nặng, vào giờ khắc này cánh tay phải hoàn toàn nổ tung mở. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Thái Viêm Đế trong mắt không hề bận tâm, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt thần hoàng, còn sót lại cánh tay trái chậm rãi đưa ra. Chém. Vậy đánh xuyên thiên địa màu vàng chiến kích mũi nhọn vừa chuyển, hướng nửa rực thần hoàng ấn đường hung hăng chém tới. Cả thế giới giống như là muốn bị miễn cưỡng chóc vậy, vậy mau như điện xế nhận phong, ngay tức thì đâm vào thần hoàng đứng đầu. Thu. Ở cụ già tà mị nụ cười dưới. Vậy vạn trượng hoàng thân thể chậm rãi vỡ nhỏ tiêu tán, vậy che đậy mặt trời màu đỏ tươi lửa mang chậm rãi tản đi, thấy vậy, trên 9 tầng trời vậy vầng mặt trời nóng rực cũng là chậm rãi ảm đạm rồi biến mất. Thái Viêm Đế cánh tay trái cũng là sau đó nổ tung, nhưng trên mặt lão nhân vui mừng nhưng là dần dần đậm đà, nhìn trong hư không chậm rãi rớt xuống thân hình, hắn nhìn xuống thương khung. Thái thần ban cho hạo nhiên thanh khí bị Thái Viêm Đế hoàn toàn đánh tan. Vậy mô phỏng thần hoàng hơi thở biển tím để tiểu kỳ lân ảo ảnh bị phá, cũng là tiếp liền nhảy mũi mấy cái. Ồ, Diệp Thần cùng một bên Linh Nhi nhưng là kinh ngạc phát hiện, cái này đứa nhỏ liền nhảy mũi hừ ra hơi thở, đều là có thể đánh xuyên vách ngăn không gian. Phải biết, cái này mảnh không gian vững chắc trình độ, liền Linh Nhi cái này cùng cực kỳ sở trường không gian chi lực tồn tại, đều là khó mà phá vỡ. Cái này đứa nhỏ, đánh hai cái nhảy mũi. Ta đi. Linh Nhi trợn to tròng mắt, không khỏi được ngay tức thì dọn ra đứng dậy, đem đứa nhỏ từ Diệp Thần trong ngực đoạt lấy, tiểu kỳ lân lớn chớp mắt một cái vừa chuyển, tỉ tỉ. Linh Nhi khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, dịu dàng cười nói, nhóc, tới tới tới, lại đánh mấy cái nhảy mũi. Diệp Thần. Diệp Thần ở biển tím để nhìn một người một thú lấy kiểu khác phương thức đang bố trí không gian truyền tống, mà vậy bị Thái Viêm Đế đánh rơi Diệp Thần giờ phút này nhưng là chậm rãi rất xuống. Ở nơi này phiến hoàn toàn, trước mắt cảnh tan hoang trong thế giới vùng vẫy. Thằng nhóc, người đủ để kiêu ngạo, nho nhỏ quá chân cảnh, có thể đem giới này tạc xuyên. Thái Viêm Đế thẩm phán vạn vật trong con ngươi dùng mình hiện ra hết, cùng lúc trước cận Thái Chi Thành bên trên vậy phúc trạch bá tánh đại đế so sánh, đại tướng đỉnh kính. Vùng vẫy đứng dậy Diệp Thần sắc mặt phức tạp, không nói một lời nhìn trong hư không vậy mất hai cánh tay, nhưng như cũng ngạo nghễ ra hỏa. Thánh Thiên Thần Hỏa. Thái Viêm Đế mắt lộ ra hướng tới vẻ, trong mắt bên trong bắn ra hai đạo kim mang, miễn cưỡng đánh xuyên Diệp Thần ngực. Ừ. Không cảm giác được chút nào huyết mạch lực Thái Viêm Đế thần sắc một lần. Thân ảnh kia nhưng là chậm rãi mở miệng nói, trùng trăm chân, chết mà không cương. Vậy vô cùng cái bình tĩnh con mắt bên trong, hiển lộ ra một chút khó mà xóa nhòa bể dâu. Đây tuyệt không thuộc về cái gọi là Diệp Thần. Cái này vẻ mặt, là ngươi. Thái Viêm Đế hét lớn một tiếng, cái này địch thủ cũ tư thái, hắn cái này vô số năm tháng tới, mỗi một ngày đều ở đây nhớ tới. Không, không. Xích Bào cụ già nghiêm nghị gầm thét, nơi nơi tức giận cùng không cam lòng, dưới chân Diệp Thần nhưng là ngước mắt, nhẹ giọng nói, Thái Viêm, ta ngươi hai người còn sẽ gặp lại. Chỉ là hời hợt để lại một câu nói, Diệp Thần thân hình chậm rãi tản đi. Một món thanh khí chậm rãi ngưng tụ thành mão vương miện nam tử hình dáng, bình tĩnh hai tròng mắt nhìn thẳng tay cụt cụ già. Lần này chinh chiến, cơ hồ đem hết cả người thủ đoạn, nhưng là phát hiện bị người bày một đạo. Vành mắt sắp nứt Thái Viêm Đế nén giận nhất kích đem Thái Thần hư ảnh đánh tan, chợt nghiêm túc quát một tiếng, Diệp Thần,
cho lão phu cút ra đây. Mà giờ khắc này, Thái Thần Sơn bên trong, bế quan Thái Thần chậm rãi mở mắt ra, một chút thần ý lưu chuyển trong đó, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Càng không có nghĩ tới, lại là sẽ cùng luân hồi chi chủ đụng phải, đây chính là đã định trước nhân quả sao. Hình ảnh quay về. Thái Viêm Đế Thần niệm lộ ra, tìm khắp cả tòa không gian thế giới không có kết quả, giận dữ Thái Viêm Đế không khỏi được lửa giận công tâm, một hơi máu tươi phun ra. Sống vô sổ năm lão yêu tinh, bị một cái quá chân cảnh tiểu tử đùa bỡn xoay quanh. Hai chân hung hăng đạp xuống, trên hư không từng luồng màu vàng kim chữ viết hiện ra, sau đó tản đi không gặp. Thái Viêm Đế ánh mắt dữ tợn, chợt trầm giọng nói, cùng lão phu thương thế chuyển biến tốt, chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi đánh chết. Cùng lúc đó, cận Thái Chi Thành. Gần đây tới, Tiêu gia thành phố đông như chảy hội, đoàn người lui tới nườm nượp không ngừng. Đều là tới cửa đưa lễ hàn huyên khách, từ bị Thái Viêm Đế nói tới, ở nơi này cận Thái Chi Thành, Tiêu gia trong chốc lát như mặt trời ban trưa, ngưỡng cửa đều là thiếu chút nữa bị đạp phá. Tiêu Thấm cũng là trong chốc lát tâm lực quá mệt mỏi, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng chỉ được đi theo. Có Diệp Thần tầng quan hệ này, lại là quá giang Thái Viêm Đế điều này tuyến, liền cận Thái Chi Thành giờ phút này trên mặt nổi bốn vị lánh đời cường giả. Đối Tiêu Thấm vị này gia chủ, đều là xem trọng ba phần. Tiêu Thấm vậy không hổ là Tiêu Ngục con gái, sát phạt quả quyết, Tiêu Thúc bị nàng ba người liên thủ đánh chết, vừa vặn mượn thế chỉnh đốn Tiêu gia, đem đại trưởng lão nhất mạch, hoàn toàn quét ra khỏi nhà, Tiêu Thúc chi tôn Tiêu Sách, một ở giữa đêm thiên đường địa ngục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gia chủ, hôm nay Tiêu gia như mặt trời ban trưa. Mơ hồ có cận Thái Chi Thành đại tộc thứ nhất thế, chúng ta muốn không muốn vậy làm những gì? Vương gia, thư sinh hướng về phía Vương Đằng hồi báo gần đây tới Tiêu gia động tĩnh. Chúng ta phải chăng cũng nên hơi chuẩn bị lễ mọn viếng thăm? Cùng lúc đó, ba gia tộc lớn còn thừa lại ngoài ra hai nhà, Đủ Chu hai người cũng là ước hẹn thương lượng nói. Có thể hành động này, liền liền đại biểu chúng ta thừa nhận Tiêu gia địa vị, cái này cận Thái Chi Thành, liền lại sao cũng được bốn lớn cự phách. Tề gia gia chủ khổ sở nói. Liền Tiêu Túc nhất mạch, đều đã bị đuổi ra khỏi cửa, nếu như Tiêu Thấm cô nàng kia tâm tư tàn nhẫn chút, nhổ cỏ tận gốc cũng không có người dám can đảm nói không bình. Nếu cô nàng kia có cái lòng nhân từ của đàn bà, như vậy chúng ta hạ mình, cũng có thể mượn này hòa hoãn một tí quan hệ, chưa đến nỗi trở thành đối tượng đả kích. Người thức thời vụ, Chu gia gia chủ đang lên tiếng khuyên can, một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng vạch qua. Một đạo phi kiếm truyền thư dược nhiên trước mắt. Thân ở Vương gia Vương Đằng cũng là hàn cười một tiếng, xem ra cho dù là đế, cũng không cách nào siêu thoát thế tục. Tiêu gia, thấy các ngươi hoàn toàn xong đời, ta thật là vui vẻ đâu. Cùng trong chốc lát, ba gia tộc lớn đều là nhận được vô hình tin tức, sau lưng một đôi mắt, đã vững vàng phong tỏa cận Thái Chi Thành, phong tỏa Tiêu gia. Giờ phút này, Diệp Thần bên này. Diệp Thần. Cái lão già đó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, người muốn cứu Tiêu Thấm tâm tư ta hiểu, nhưng mà lấy hắn thủ đoạn, một khi ngươi ở cận Thái Chi Thành hiện thân, sợ rằng hắn sẽ thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Bên ngoài thành, Linh Nhi cùng Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn cách đó không xa sầm uất vẫn như cũ cận Thái Chi Thành, nhìn như bình tĩnh như nước, thực thì dòng nước ngầm phun trào. Một bên màu tím tiểu kỳ lân ngồi ở trên cỏ, móng vuốt nhỏ níu một cái cỏ dại, tỉ mỉ thưởng thức ngọt. Bót! Linh Nhi một trưởng vỗ vào tiểu kỳ lân trên đầu, mở miệng nói, không tiền đồ đứa nhỏ, cỏ này ăn có gì ngon? Người có bản lãnh ăn Diệp Thần vậy bầu trời trong hoàng tuyền đồ cỏ nhỏ. Tiểu kỳ lân ngẩng đầu lên, tràn đầy dấu hỏi con ngươi nhìn Linh Nhi, bạc bẹ ân hừ một tí, lần nữa gặm dậy cỏ dại. Lần đầu ra đời nó, hết thảy đều là tốt như vậy kỳ. Cùng ta đi làm kiện mà chuyện, ta cho ngươi càng đồ ăn ngon. Linh Nhi trong mắt chớp mắt, hướng về phía đứa nhỏ chế nhạo lừa gạt nói. Ăn ngon, tốt, tiểu kỳ lân bạc bẹ kêu, chợt cũng là buông xuống móng vuốt bên trong cỏ dại, kích động nhìn Linh Nhi. Diệp Thần thấy vậy không khỏi có chút im lặng. Có thể được không? Linh Nhi trong mắt chớp mắt chớp mắt, đáp cũng có thể, hiện tại Tiêu gia nhất định là có âm thầm ánh mắt nhìn chằm chằm, ta không gian chi lực sẽ lộ ra sơ hở, nhưng cái vật nhỏ này lai lịch có thể không bình thường. Chỉ là một cái nhảy mũi liền có thể xé ra tinh vẫn thế giới không gian, cận Thái Chi Thành tự nhiên không nói ở đây.
Nếu như phối hợp nàng không gian chi lực, đủ để làm được thần không biết quỷ không hay. Người ở ngoài thành tiếp ứng, một khi bại lộ, vậy thì đánh đi. Linh Nhi ôm lấy Tiểu Kỳ Lân, trong ngực đứa nhỏ rất thức thời lăn thành một cái quả cầu thịt, một người một thú dặn dò Diệp Thần một tiếng, chính là nghênh ngang hướng cận thái chi thành bên trong đi tới. Thất bại hậu quả, chính là đối mặt cường giả đuổi giết. Linh Nhi như vậy làm dáng nhìn như không có vấn đề, thực là vì để cho Diệp Thần không lo lắng mà thôi, nhìn Linh Nhi hình bóng, Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn một cái thương khung. Như chân thực không được, ta liền vận dụng luân hồi thiên kiếm bùng nổ lá bài tẩy, cho dù bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện thì đã có sao. Sau một nén nhang, cận thái chi thành. Hắt hắt xì. Tiểu Kỳ Lân hắt hơi một cái, mang Linh Nhi xé ra không gian bước vào Tiêu thị cửa, quen thuộc kia màu đỏ thấm cửa sau lưng, nhất thời hoành xanh dị tượng. Chính là vậy trông rất sống động bảo vệ đồ đằng, Kỳ Lân. Người nào tự tiện xông vào Tiêu gia? Lạnh lùng sát ý hiện lên, Kỳ Lân đồ đằng từ cửa kia trên chậm rãi nổi lên. Ồ, ngươi là người nào? Bập bẹ thanh âm vang lên, Linh Nhi trong ngực Tiểu Kỳ Lân lăn xuống, màu tím vảy chớp mắt, nhìn cùng mình có mấy phần xấp xỉ mọi người, nghi ngờ nói. Trong nháy mắt huyết mạch áp chế ngay tức thì nổ lên, bảo vệ đồ đằng nhất thời tan mất toàn bộ ý chí, bò lổm ngổm trên đất cung kính nói. Cung nghênh ta chủ. Một bên Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng. Ngay tại lúc này, sau lưng nhưng là vang lên Tiêu Thấm thanh âm, ồ, tại sao là ngươi? Thấy người đến là Linh Nhi, Tiêu Thấm vậy rõ ràng sửng sốt một chút, Diệp Thần không phải là bị Thái Viêm Đế mang đi sao? Ngươi! Tiêu Thấm sinh lòng không ổn, nếu Linh Nhi ở chỗ này, như vậy Diệp Thần tình cảnh sợ rằng rất nguy hiểm. Đúng như dự đoán, ngay sau đó, chính là nghe được bé gái mở miệng nói, tình huống bây giờ tương đối phức tạp, vừa đi vừa nói đi. Diệp Thần bên kia xảy ra chuyện, Thái Viêm Đế mang trong lòng không thể dò được. Linh Nhi đưa tay chính là kéo Tiêu Thấm, ra vẻ thì phải rời đi. Người nào đến phạm Tiêu gia ta? Một tiếng quát to vang lên, nháy mắt tức thì, nguyên tòa đình viện đều là vây đầy Tiêu gia đám người, cầm đầu mấy người, chính là cận thái chi thành hạ, vậy đối với Thái Viêm Đế cúi đầu xưng thần trưởng lão đoàn trưởng lão. Bọn họ thời gian đầu tiên cảm nhận được liền thần bảo vệ Kỳ Lân đồ đằng dị động. Chính là phát giác nguy hiểm, chỉ vì vậy bảo vệ Kỳ Lân, lại là lần đầu tản ra đậm đà sợ hãi cảm giác. Thời khắc này màu máu Kỳ Lân thú bảo vệ thấp mi run rẩy, tứ chi bay lên nhàn nhạt ngọn lửa đều là toàn bộ tắt, giống như là chó nhà có tang vậy bò lổm ngổm trên đất, chỉ có vậy lóe lên sợ hãi ánh mắt luôn luôn liếc về phía Linh Nhi trên mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trưởng lão đoàn bên trong cầm đầu một tên quần áo đen cụ già mở miệng hỏi nói. Từ Tiêu Túc nhất mạch bị thanh toán sau đó, hắn chính là tạm thay mặt trước đại trưởng lão, người này tuy không hài lòng, nhưng cũng không Tiêu Thấm nhất mạch dòng tránh. Ta mới vừa tựa hồ nghe văn các hạ, đề cập đến liền Diệp Thần. Quần áo đen trưởng lão nhướng mày một cái, trầm giọng hỏi, rất hiển nhiên, mới vừa Linh Nhi chỉ nói ngắn gọn, cũng là bị trưởng lão đoàn nghe đi. Tránh ra, ta muốn mang Tiêu Thấm rời đi. Linh Nhi hàn mâu chớp mắt. Con người bên trong lóe lên cùng nàng cái tuổi này đoạn không hợp nhau lăng liệt hơi thở, rất nhiều một bộ khai chiến thế. Làm sao, Diệp Thần xảy ra chuyện, các ngươi muốn lòng bàn chân mạt du chạy ra. Quần áo đen cụ già cười lạnh một tiếng, trong ngày thường mặc dù đối với vị này Tiêu gia gia chủ kính sợ có thừa, đó là dựa trên Thái Viêm Đế cây đại thụ này. Nhưng hôm nay, nhưng mà hơi có thụ đảo hồ tôn tán đích một màn. Tiêu gia chủ, đưa gia tộc tại nước lửa chi địa. Nhưng mà nhất tộc chi trưởng nên có đảm nhận. Quần áo đen trưởng lão ngay đầu hét lớn, nghiêm nghị trách cứ. Ta, liền Tiêu Thấm một thời gian cũng là bị quần áo đen trưởng lão trận á khẩu không trả lời được, đường đường nhất tộc chi trưởng, thời khắc nguy nan cần phải bỏ chạy, điều này có thể phục chúng. Tiêu Thấm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bỏ rơi Linh Nhi tay nhỏ bé, nói tiếp Tiêu trưởng lão nói cực phải, nếu thật là có cướp, ta thành tựu tộc trưởng, cần phải cùng Tiêu gia cùng chết sống mới là. Quần áo đen trưởng lão thấy vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Mà giờ khắc này, bọn họ hồn nhiên hết thảy các thứ này đều bị u ám bên trong đôi tròng mắt kia xem ở đáy mắt. Vi mang chớp mắt rồi biến mất, ở đó ngoài cửu thiên đổ nát bên trong thế giới, vô số nổ tung tinh thần vẫn diệt, cả tòa thế giới rơi vào một phiến hắc vắng vẻ, Thái Viêm Đế dựng thân trong đó, hắc ám cắn nuốt hắn gương mặt. Thằng nhóc, cùng ta đấu,
người vẫn là non một ít. Tiêu Thấm, người hồ đồ. Linh Nhi mọi thứ nóng nảy, thẳng tắp dậm chân nói. Lão thất phu, người có biết Tiêu Thấm ở lại chỗ này, sẽ mang đến hơn phiền toái lớn. Thái Viêm Đế một khi đánh tới, có 10 phần lý do tàn sát Tiêu gia, người có thể tiếp nhận dậy một tên cái loại này cấp cường giả khác lửa giận. Linh Nhi một lời, làm được quần áo đen trưởng lão vẻ mặt một lần, hắn bên người mấy tên khác trưởng lão đoàn cụ già, cũng là rối rít cau mày. Ngày xưa cận Thái Chi Thành, vậy bá đạo vô cùng dáng người đến nay còn in vào đám người trong lòng, thiên la lưới vàng bỏ ra, liền lão tổ tông cũng không đỡ được thần hoàng đều là ở trong tay vỡ vụn. Muốn có thể đi, mang theo Tiêu gia tất cả người. Quần áo đen trưởng lão hiển nhiên liền sinh ra đắc tội Thái Viêm Đế lá gan đều không từng có, lúc này liền là mở miệng nói. Linh Nhi liếc một cái hắc y nhân, chợt trầm giọng nói, lão gia, ai cũng nói Tiêu gia từ trên xuống dưới 100.000 người đám người, cho dù là Tiêu Thấm, cũng không cách nào lấy không gian chi lực đồng thời mang đi nhiều người như vậy chứ. Quang Minh Chánh Đại chạy trốn hiển nhiên không được, dưới mắt chỉ có xé ra vết nứt không gian, lặng yên không một tiếng động rút lui. Tiêu Thấm chau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thái Viêm Đế muốn tìm là Diệp Thần, nói cách khác, hắn cho dù là hạ xuống cận Thái Chi Thành, cũng chỉ là tìm ta một người mà thôi, nếu như ta không có ở đây, lấy Thái Viêm Đế danh tiếng, tuyệt sẽ không đối với Tiêu thị tộc nhân đại khai sát giới, gặp thiên hạ phỉ nhổ. Nếu như Tiêu gia tập thể chạy trốn, vậy tính chất liền không giống nhau. Một khi bị phát hiện, chính là vạn kiếp bất phục. Linh Nhi nói tiếp, Diệp Thần chọc giận cái lão già đó, nếu không phải muốn dẫn lửa thiêu thân, liền thả ta và Tiêu Thấm rời đi, có người hỏi tới, người một mực không biết chính là. Quần áo đen trưởng lão cau mày, Thái Viêm Đế hắn không đắc tội nổi, nhưng nếu như đem người ở lại chỗ này tình huống cũng là cực kỳ phức tạp. Tiêu Thấm cảm nhận được liền một cổ sát ý, chợt mở miệng nói, Tiêu trưởng lão, nếu như người muốn đem nàng lưu lại, vậy thì chỉ có đánh một trận. Kiên định con ngươi nhìn về trưởng lão đoàn, Tiêu Thấm vị này Tiêu gia gia chủ bá đạo, từ trước đến giờ là nói được là làm được. Quần áo đen trưởng lão thấy Tiêu Thấm vì một cái chính là Diệp Thần, lại không tiếc cùng trưởng lão đoàn là địch, trong lòng cũng là nổi lên lẩm bẩm, nào ngờ, hồn điển tôn vương Tiêu Ngục giao phó, chính là làm Tiêu Thấm vô luận như thế nào cũng không thể cùng Diệp Thần là địch. À, trong nháy mắt già không ít quần áo đen cụ già nhiều lần cân nhắc, thủy chung là chưa từng ra tay. Hướng về phía Tiêu Thấm nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi, nếu như Thái Viêm Đế tới, lão phu sẽ hết sức chu toàn. Tiêu Thấm hướng về phía trưởng lão đoàn mấy tên cụ già hơi khom người, chợt cùng Linh Nhi cùng, xé ra hư không một góc rời đi. Tiêu gia bảo vệ đồ đằng thú lúc này mới dám ngước mắt lên mâu, nhẹ giọng dù gì nói, cực kỳ bá đạo huyết mạch áp chế cùng không gian chi lực. Cận Thái Chi Thành vòng ngoài, Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, luôn luôn mở ra. Nhìn xa cách đó không xa thành lớn, lãnh đạm luân hồi thiên nhãn rung động từng cơn. Trong tay thưởng thức trước vậy biển tím để, tinh thần vẫn nơi chế tạo kiếm phôi, chỉ là tản ra nhàn nhạt ám sắc ánh sao, trừ cái này ra, cùng vừa chết vật không có chút nào khác biệt. Hắn dự định đem kiếm này và hoang ma thiên kiếm dung hợp. Luân hồi thiên kiếm trưởng thành cần kiếm hồn, mà hoang ma thiên kiếm trưởng thành, cần phải chiếm đoạt. Vật này bất phàm. Nói không chừng có thể tăng lên hoang ma thiên kiếm. Hắt hắt xì. Quen thuộc tiếng nhảy mũi vang lên, Diệp Thần sau lưng, hư không chậm rãi nứt ra một vết thương, Tiêu Thấm, Linh Nhi ôm trước Tiểu Kỳ Lân bóng người dược nhiên trước mắt. Quá mệt mỏi, ta phải ngủ một lát, cái đó sẽ chữ chưa nói ra miệng, màu tím Tiểu Kỳ Lân đã là hoàn toàn nghiêng đầu một cái, ngủ như chết liền đi qua, không lâu lắm, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Cái vật nhỏ này mới vừa thoát khốn, lại là mấy lần thi triển thần thông, thời kỳ ấu thơ nó, đã không chịu nổi, cùng nó tỉnh ngủ có lẽ sẽ trở thành vừa được mới hình thái đi. Cái này thời gian có thể mấy năm, có thể mấy tháng, cũng có thể mấy ngày. Linh Nhi cười một tiếng, trong ngực Tiểu Kỳ Lân hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong, không tiếng vang nữa. Như vậy dị thú, không thể lẽ thường độ, ai cũng không biết đứa nhỏ lần này ngủ say. Cần phải bao lâu? Sốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Thấm thấy Diệp Thần không việc gì, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không cùng Diệp Thần mở miệng đáp lại, một bên Linh Nhi nói tiếp, còn có thể có cái gì, lão thất phu kia cùng ba gia tộc lớn vậy làm dáng, cũng là muốn Diệp Thần thần hỏa thôi. Rắc rắc! Vào thời khắc này,
Trên 9 tầng trời một tiếng sấm vạch qua, cánh tay lớn bằng sấm sét từng cơn tàn phá, chợt lóe lên lôi mang, lấy cực độ quỷ dị tư thái, đem thương khung xé ra, ở sau đó, một viên nhìn không thấy bờ bến tinh thần lóng lánh. Ha ha ha! Già nua tiếng cười xuyên thấu qua mái vòm xuyên thấu xuống, liền dưới chân cả tòa cận thái chi thành đều là bị chi phối ở nơi này một số gần như điên cuồng thanh âm bên trong. Không tốt, cái lão này là làm sao tìm tới nơi này? Linh Nhi ngay tức thì giật mình một cái bắn lên, cảnh giác nhìn phía bầu trời, nàng ỷ mình cùng Tiểu Kỳ Lân liên thủ không gian phong tỏa, tuyệt không thể nào bị tìm được tung tích mới được. Diệp Thần, Tiêu gia. Cận thái chi thành bên trong Vương Đằng, giờ phút này trong lòng cười nở hoa mà, có như vậy cường giả ra tay, 10 cái Diệp Thần cùng Tiêu gia, vậy được chết. Xem ra, là vị kia muốn động thủ thanh toán. Tề gia cùng Chu gia nhìn trên 9 tầng trời dị tượng, cũng là sâu trong nội tâm lau một cái vẻ kích động dâng lên. Một khi Tiêu gia chết, cái này cận thái chi thành thế cục. Đem hoàn toàn thay đổi. Diệp Thần, người coi như chạy đến chân trời góc biển, vậy không bay ra khỏi lão phu lòng bàn tay. Trên 9 tầng trời, uống tiếng vang lên, màu đỏ thấm trường bào nhẹ nhàng liền vung, ở cái hở kia sau lưng, vô biên đại tinh ngay tức thì nổ tung, một bóng người lao ra, trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ bá tánh. Thời khắc này Thái Viêm Đế, đã sớm không có lúc trước đánh một trận lúc mệt mỏi, tan vỡ thân xác đều là đã hoàn toàn khép lại. Nghịch tặc Diệp Thần, lão phu cố ý tài bồi. Người cái này đứa nhỏ ngược lại là không tán thưởng, thừa dịp lão phu chưa chuẩn bị, lại là đánh cắp chí bảo, hôm nay liền thay cận thái chi thành, trừ đi người cái này gieo họa. Thái Viêm Đế mặt lộ vẻ châm chọc, thiên hạ này đại thế, bất quá là hắn một câu nói là được tùy tiện sửa lại mà thôi. Trong chốc lát, cận thái chi thành võ giả đều là chấn động, đối Diệp Thần dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng bên tai không dứt. Người này tâm hoài bất quý, lại vẫn muốn đánh cắp tôn giả chí bảo. Họa loạn cận thái chi thành ra hỏa, lúc trước tôn giả cũng không nên cứu hắn. Thái Viêm Đế mắt gặp tạo thế thành công, lại là nói tiếp, Tiêu gia cô nàng, nếu không phải ngươi trợ giúp, lão phu cũng không cách nào thuận lợi tìm được Diệp Thần, cảm ơn. Tiêu thấm nơi mi tâm, một món theo dõi ấn chậm rãi tản đi. Hắn là lúc nào cho ta trồng dấu vết? Diệp Thần bên người Tiêu thấm sửng sốt một chút, nàng thực lực vậy đạt thiên quân, bị người gieo theo dõi dấu vết. Lại không có chút nào phát hiện. Là cận thái chi thành khi đó, lão già kia ở nói tới người phụ thân Tiêu Ngục thời điểm, người rối loạn tâm thần, hẳn là bị hắn thừa dịp hư mà vào. Thật là giảo hoạt cáo già. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bé gái, xem ở Tiêu Ngục phân thượng, ta không làm khó dễ cùng ngươi, hồi ngươi Tiêu gia, lão phu có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Thái Viêm Đế không thèm chú ý đến con mắt quét qua. Đại phát tử bi tha Tiêu gia một con đường sống. Tựa như thiên hạ này sinh sát, tất cả thuộc về một mình hắn nơi trưởng. Làm sao, ngươi muốn cùng thằng nhóc này chết chung? Thấy Tiêu thấm không có động tĩnh, Thái Viêm Đế tức giận ngược lại cười. Một người làm việc một người làm, muốn lấy đi Diệp Thần tánh mạng, ngươi liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Tiêu thấm bình tĩnh mở miệng, nếu không phải là nàng không cẩn thận, Diệp Thần cũng sẽ không bị lão thất phu này phát hiện hành tung. Tốt, tốt, tốt. Thái Viêm Đế nghe vậy, che lấp ánh mắt chớp mắt, chợt mở miệng nói cận thái chi thành Tiêu gia. Diệp Thần đem Tiêu thấm ngăn ở phía sau, chợt hướng về phía Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, thiếu nữ thần giao cách cảm lui về phía sau mấy bước bày trận. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Nén đến mức tận cùng nổ tung kiếm quang, biến dạng hết thảy. Kiếm trong tay hắn lúc này hóa thân thành từ từ dâng lên mặt trời. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lên tới Vân Tiêu, ào ào màu vàng thần quang xua tan hết thảy. Một kiếm này bát hoang chấn động, trăm nghìn mây trôi đều là thần binh. Một kiếm này, Diệp Thần dù chưa vận dụng thiên kiếm, nhưng đủ để tan biến vạn tượng. Đường cánh tay ngăn cản xe. Nhìn liều chết xung phong Diệp Thần, Thái Viêm Đế khóe miệng kéo động, vẻ chế nhạo ý hiện ra hết, một tên quá chân cảnh vậy muốn ngăn trở hắn. Đối mặt Diệp Thần một kiếm. Xích bào cụ già không tránh không tránh, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén vạch qua da thịt. Đinh! Một tiếng giòn giã, kiếm phát ra thống khổ ông minh, tựa hồ vậy bên trong đánh, là chính nó. Nhìn lại Thái Viêm Đế, trên mặt vẻ hài hước sâu hơn, tay khô héo cánh tay ngay tức thì lộ ra, chỉ là hai ngón tay kẹp lại kiếm, nhẹ nhàng một cong. Ca! Một thanh kiếm, ngay tức thì vỡ vụn.
Tuy không đạt tới thiên kiếm, nhưng kiếm này dõi mắt vực ngoại cũng là tốt nhất tồn tại. Oanh! Thân kiếm vỡ nát ngay tức thì, một con rồng linh từ thần kiếm bên trong lao ra, chính là kiếm linh. Năm móng thanh long giận dữ, cuốn lên từng cơn cương phong, kẹp theo hồng mông hơi thở sát phạt lực, hướng Thái Viêm Đế phóng tới, thần kiếm có linh, nó muốn làm chủ Diệp Thần, tranh thủ một đường sinh cơ. Không! Kiếm linh cùng Diệp Thần tâm niệm nghĩ thông suốt, ở một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được liền long linh đoạn tuyệt. Không biết tự lượng sức mình. Thái Viêm Đế cách không nắm chặt, trên 9 tầng trời, từng đạo lưu màu vàng kim hỏa trụ phun ra, trên trời hạ xuống lồng giam. Kiếm linh hóa thành thanh long bị màu vàng kim lồng giam phong khốn, vô cùng khí thế nhanh chóng suy yếu, bị vậy cũi miễn cưỡng rút sạch. Bể! Thái Viêm Đế nhẹ nhàng nắm chặt, lưu màu vàng kim lửa trời lồng giam ngay tức thì nổ tung, tiêu tán ở hư không, cùng một trong cùng chết hoàn toàn tiêu tán, còn có kiếm linh. Ho! Phun ra một ngụm máu tươi, bên trong đan điền lại cũng không cảm giác được kiếm này hơi thở, cũng chỉ đại biểu. Kiếm diệt! Cho không được Diệp Thần phản ứng, một cái bàn tay gầy guộc tựa hồ muốn ở một giây kế tiếp vững vàng bấu vào Diệp Thần trước người. Cùng ta trở về đi thôi, hoàn thành đúc kiếm nghi thức, đem thần hỏa từ huyết mạch chóc, ta có thể cân nhắc, không làm khó dễ các nàng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Thái Viêm Đế ánh mắt nhìn về một bên Tiêu Thấm cùng Linh Nhi, rất nhanh tiếp tục nói, nếu không, các nàng vậy được chết. Người bộ dáng này, để cho lão phu sinh lòng phiền muộn. Thấy Diệp Thần trên mặt vẻ đạm mạc, để cho Thái Viêm Đế 10 phần khó chịu. Thái Viêm Đế kinh ngạc mất thần trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh, Diệp Thần đã bị Tiêu Thấm lấy không gian chi lực mang đi. Đáng ghét! Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn nhìn một cái thương khung, không do dự nữa, dự định sử dụng luân hồi thiên kiếm, thi triển chỉ nước một kiếm. Diệp Thần! Tiêu Thấm một cái kéo lại hắn, chợt buồn bã cười một tiếng, nói... Không nên động dùng luân hồi thiên kiếm, nếu không sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, nhưng đối mặt cường giả loại này, cho dù là Tiêu gia ta lão tổ xuất quan, cũng không có chút nào phần thắng. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp. Mượn ta và thần hỏa lực, có lẽ có một đường sinh cơ. Nhưng vào lúc này, Linh Nhi không gian xây dựng xong, đang muốn quay đầu để cho Diệp Thần các người rút lui, bên tai nhưng là vang lên một đạo hài hước tiếng, bé gái. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi yên ổn rời đi sao? Đồng dạng là vậy tay gầy nhom trưởng, đã hướng về phía Linh Nhi lộ ra. Linh Nhi! Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt Linh Nhi thân hình hóa thành lau một cái lưu quang, tránh thoát Thái Viêm Đế trói buộc, trở lại hư bia bên trong. Xem ra, ngươi trên mình giấu có không ít bí mật, ta bỗng nhiên chẳng muốn nhanh như vậy giết chết ngươi. Mắt gặp Linh Nhi thoát thân, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Thái Viêm Đế nhưng là cách không một chỉ điểm ra, đem bé gái xây dựng không gian ngay tức thì chấn vỡ. Rắc rắc, đạo đạo vô hình không gian quy luật ở xích bào cụ già trong tiếng cười lớn hoàn toàn vỡ vụn thành cặn bã, duy nhất đường lui bị tuyệt đoạn. Diệp Thần, Tiêu Thấm quay đầu lại nhìn Diệp Thần, nước mắt phun trào, nói, đừng do dự nữa, tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt không khả năng rời đi nơi đây. Có thể ngươi. Diệp Thần trong lòng không ngừng đánh trống, hắn từ đầu đến cuối không xuống quyết tâm, bởi vì Tiêu Thấm, muốn lấy thân tự lửa. Lúc trước Diệp Thần các người hợp lực, tại Vạn Kim Lâu bên trong hút khô Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc huyết khí lực, được làm thánh thiên thần hỏa căn nguyên thần hoàng hiện thế, hôm nay Tiêu Thấm, chuẩn bị hiến tế mình. Bằng nàng so với Tiêu Túc càng kinh khủng hơn huyết khí lực, không thể nghi ngờ có thể bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nàng vậy sẽ bỏ mình. Ta không đồng ý. Diệp Thần kiên định lắc đầu một cái, chuyện này không có chỗ chống thương lượng. Thật là cảm nhân một màn, xin nam hoán nữ. Ha ha ha. Thái Viêm Đế hiển nhiên không định bỏ qua cho hai người, một tiếng quát to, quỷ mị thân hình chớp mắt, đã gần ở hai người trước mắt. Thời không vĩnh tố. Tiêu Thấm ngăn ở bị thương Diệp Thần trước người, lấy nàng làm trung tâm lãnh vực mở ra. Trong nháy mắt ngừng thời không đem Thái Viêm Đế đánh ra một chưởng ngăn lại, ở nơi này lãnh vực bên trong, đung đưa bụi bẩm cũng là không thể tiến thêm. Đem Diệp Thần đẩy ra, Tiêu Thấm vừa muốn có động tác, trước mặt xích bào cụ già trong mắt nhưng là vừa chuyển, chợt khóe miệng bứt lên nụ cười như ý, ngừng lãnh vực xuống Thái Viêm Đế một chưởng hung hăng vỗ vào Tiêu Thấm trước ngực. Giai nhân thân hình như con diều đứt dây vậy bay ra, lau một cái đỏ thấm văng lên, từ Diệp Thần trước mắt vạch qua.
hết thảy các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, sắp đến không cách nào phản ứng. Lão thất phu, Diệp Thần con mắt sắp nứt, lúc này luân hồi huyết mạch hội tụ, hào hùng huyết khí lực phun trào, da thịt dưới thần hoàng căn nguyên lưu chuyển. Thánh thiên thần hỏa, xem có thể đạt được chỗ, đều là bị màu đỏ tươi lửa mang bao phủ, thái viêm đế tham lam miệng to hô hấp giữa trời đất đậm đà nguyên tố lửa. Đồng dạng là hỏa đạo chí tôn, đối với cái này thần hỏa hướng tới, làm hắn thất thần. Chính là hiện tại, Diệp Thần tìm đúng thời cơ, vô hình diễm lửa ngay tức thì ở thái viêm đế quanh thân chợt nổi lên, bất ngờ không kịp đề phòng sóng nhiệt ngay tức thì che giấu hắn tầm mắt. Diệp Thần kéo một bên Tiêu Thấm xoay người định bỏ chạy. Không hổ là thánh thiên thần hỏa, ở ngươi một cái nho nhỏ quá chân cảnh trong tay, lại có thể gây tổn thương cho ta thân xác. Lửa mang bao trùm dưới thái viêm đế, thân xác bị thần hỏa lửa đốt mặc, hóa thành một bãi ánh sao giật tán, diễn cảm thật là dữ tợn. Nhưng ngươi hôm nay phải chết. Thái viêm đế tay phải cách không cua múa, ngày xưa vậy đem thái thần một món thanh khí chém chết sán màu vàng đại kích một góc lại xuất hiện chân trời, hướng Diệp Thần hung hăng đâm tới. Ngay tại ở một chớp mắt kia, Tiêu Thấm bỏ rơi Diệp Thần cánh tay, đem hắn hung hăng đẩy ra, dứt khoát quyết nhiên thì phải thay Diệp Thần chặn một kích chí mạng này. Không. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần đem nguyện vọng thiên tinh và trần bia sử dụng, hoàng kim chiến giáp và ánh sao đem Tiêu Thấm bọc, cùng lúc đó, một tiếng phượng hót lại xuất hiện, làm được trong thiên địa muôn vàn sinh linh kinh hãi. Thu. Hủy diệt thiên địa hơi thở theo nhau mà tới. Đầu kia làm được cận thái chi thành triệu sinh linh kinh hãi run sợ thần hoàng lần nữa hiện thế. Lâu như vậy, cuối cùng bỏ được vận dụng lá bài tẩy, thần hỏa, ta thu. Thái viêm đế mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, hắn cùng chính là giờ khắc này, đem thần hỏa hoàn toàn từ Diệp Thần huyết mạch chóc. Chỉ muốn thu thập liền đầu này nhiệt xúc, hết thảy liền kết thúc. Đáng chết! Thời khắc này thần hoàng nơi mi tâm, lóe lên liền hai đốt lửa mang dấu vết, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Thần ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Cái này cổ khổng lồ lực lượng nếu là bị Thái Viêm Đế cầm đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chu Thiên! Thái Viêm Đế hét lớn một tiếng, chín tầng trời bên trong, đạo đạo lưu màu vàng kim lửa liên lần nữa ngưng kết, phong khốn thiên địa lưới lớn đem vạn trượng thần hoàng hành động phong tỏa, trên bầu trời màu vàng đại kích xúc thế đãi phát, nhắm thẳng vào thần hoàng. Luân hồi huyết mạch, cho ta tán! Ý thức cuối cùng tiêu vẫn ngay tức thì, Diệp Thần lựa chọn cháy một chút luân hồi huyết mạch. Dù là sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Thu. Trên chín tầng trời vạn trượng thần hoàng rên rỉ một tiếng, chợt căn căn màu đỏ tươi thần vũ phủi xuống, đem cả tòa thiên địa hoàn toàn đốt, thời khắc này cận thái chi thành bên ngoài, lâm vào là một phiến biển lửa, cùng lúc trước vậy tinh vực độc nhất vô nhị. Vạn trượng thần hoàng khu tấc tấc nổ tung, hóa thành vô số chỉ ước chừng 2-3 trượng nho nhỏ lửa hoàng. Xuyên qua lưu màu vàng kim lưới lớn, hướng cửu thiên thập địa ra, bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi một chỉ lửa hoàng nơi cướp chi địa, đều là nhấc lên từng cơn ngọn lửa gió bão, trong chốc lát cận thái chi thành bên trong, đều là giấy lên không tắt tia máu. Chỉ là trong nháy mắt, thành lớn chính là hòa tan hơn nửa, vô số võ giả kêu rên tiếng khắp nơi. Nếu như truy kích thần hỏa đi, không nghi ngờ chút nào, cả tòa cận thái chi thành cũng đem hoàn toàn lâm vào làm người gian luyện ngục. Triệu sinh linh đem táng tắt lửa biển, cái này một nhân quả, hắn thái viêm đế không chịu nổi. Vậy cận thái chi thành thế lực sau lưng một khi biết được, cửu thiên thập địa đem vậy lại không hắn đất dung thân. Nhưng nếu là để mặc cho thần hỏa bỏ chạy, hậu quả như cũ to lớn. Hắn biết, đây là Diệp Thần đang đánh cuộc. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đánh cuộc đúng. Đáng chết, Diệp Thần, lão phu lần sau thể phải đem ngươi sống cạo. Tia máu ngọn lửa gió bão trung tâm, thái viêm đế một tiếng quát chói tai, chợt hướng cận thái chi thành bên trong bay đi. Cận thái chi thành bên trong liên thiên ngọn lửa gió bão tàn phá bất diệt, tiếp liền mấy ngày tia máu không giảm, ở thành lớn chung quanh ngoài vạn giảm, trong phút chốc lâm vào là phi hôi yên diệt tại bụi bậm bên trong. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, trúc xanh hồ tiên bên trong. Vũ Hoàng Cổ Đế đột nhiên mở mắt ra, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Vậy hình như là luân hồi lực lượng. Nhưng chẳng biết tại sao, hình ảnh đứt quãng, hắn không cách nào xác định vị trí. Chỉ biết là rất gần. Mà đang ở hắn chuẩn bị vận dụng thuật pháp xác định lúc đó, một đạo thái thượng thiên nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi tra được sao? Rất hiển nhiên,
Thái thượng thiên nữ nhúng tay. Vũ hoàng cổ đế nghe được cái này thanh âm, trong mắt bên trong vô cùng bình tĩnh. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, ngươi nuôi heo kế hoạch, biết hay không phá hủy ngươi. Luân hồi chi chủ tốc độ trưởng thành quá nhanh. Ta tuy tạm thời không cách nào đem chu diệt, nhưng ngươi rõ ràng, ta nếu thật muốn hạ định quyết tâm giết một người, dễ như trở bàn tay. Không chỉ ta muốn giết hắn, thế giới này, rất nhiều lão gia cũng muốn luân hồi mất đi. Thái thượng thiên nữ thanh âm thanh thúy vậy truyền trở về, đã như vậy, bàn cờ này bất quá mới vừa bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, như thế nào? Luân hồi chi chủ sống chết, ta không quan tâm, ta quan tâm là thái thượng thế giới trận doanh, ta có ta mục đích, mà ngươi vũ hoàng cổ đế, trong lòng chỉ sợ cũng đang bố trí trước cái gì. Ai có thể cười đến cuối cùng, còn thật không nhất định chứ. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Trúc Xanh Hồ Tiên khôi phục bình tĩnh. Mà vũ hoàng cổ đế lựa chọn tiếp tục nhắm mắt lại, tựa như hết thảy các thứ này, cũng chưa có phát sinh qua vậy. Cho đến một cái bóng đen xuất hiện. Vũ hoàng cổ đế coi bóng đen nếu không có vật, chỉ là để phân phó nói, ta đại khái xác định mấy cái vị trí, phái nghịch thiên tinh thú đi xem, còn nữa, thông báo vô thiên, trước đây không lâu thất bại, ta hy vọng là một lần cuối cùng, tiếp theo, chúng ta hẳn toàn lực tìm kiếm, ta có thể cảm nhận được, bây giờ luân hồi chi chủ tựa hồ bị một ít lực lượng tổn thương nặng, đây có lẽ là chúng ta chu diệt luân hồi chi chủ cơ hội. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Diệp thần, người tỉnh lại đi. Linh Nhi không ngừng vỗ Diệp thần gò má, Diệp thần đã ngủ say một ngày, tùy ý Linh Nhi đem hết cả người thủ đoạn, như cũ không thể làm gì. Nếu không phải vậy vững vàng hơi thở thượng thích chữ, Linh Nhi cũng hoài nghi, Diệp thần đã chết. Lại xem một bên sắc mặt thảm trắng, hơi thở lay động, tùy thời đều có thể rơi xuống tiêu thấm, gần đây hoạt bát Linh Nhi giờ phút này đều là hiện ra lau một cái tịch mịch. Đáng chết! Đột nhiên, quanh thân cảm giác đau nhói truyền tới. Diệp thần toàn thân cao thấp mỗi một cái xương đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn, có một loại huyết mạch bị miễn cưỡng chóc cảm giác đau. Hình ảnh trước mắt không ngừng lóe lên lay động, cuối cùng như ngừng lại Linh Nhi vậy khao khát trong mắt bên trong. Quá tốt, người còn sống. Linh Nhi thở ra một hơi, Diệp thần chỉ là đối Linh Nhi cường nhan cười một tiếng, chợt nhẹ nhàng nhắm mắt. Còn sống. Giờ phút này quanh thân không ngừng truyền tới đau nhức đánh thẳng trong lòng. Hắn liền mở mắt ra khí lực cũng lại không có. Cái này cắn trả lực lượng quá đáng sợ. Linh Nhi nhìn trước mắt ngoài miệng mây thưa gió nhẹ nam tử, nàng nội tâm nhưng là sấm sét vạn quân. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, chính là vận chuyển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, kết hợp với linh bia và luân hồi huyết mạch mạnh mẽ lực lượng khôi phục, rất nhanh liền khôi phục mấy phần. Tiêu thấm nàng tình trạng như thế nào? Xin lỗi, lấy ta năng lực. Chỉ có thể treo ở nàng một miếng cuối cùng tức giận không nuốt xuống, quanh thân huyết khí lực đã gần đến khô khốc, chỉ sợ là không có cách nào. Diệp thần đưa tay ra, luân hồi thiên nhãn cảm giác tiêu thấm trạng thái, mấy hơi thở sau đó, Diệp thần thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trước đây hắn không có lựa chọn, nếu là để cho do tiêu thấm thay mình ngăn lại thái viêm đế vậy một kích, sợ rằng trong phút chốc nàng hội thần hồn tiêu vẫn, liền toàn thây đều không còn dư lại. Cuối cùng. Diệp thần lựa chọn hấp thu tiêu thấm huyết khí, thức tỉnh thần hỏa căn nguyên bỏ chạy, giá phải trả chính là tiêu thấm như vậy nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nhìn trước mắt người đẹp không có chút huyết sắc nào gò má, Diệp thần không khỏi được siết chặt hai quả đấm thái viêm đế. May là lấy Diệp thần y thuật thủ đoạn thông thiên, nhưng làm sao đã mất tiên cơ, hôm nay đem hết cả người thủ đoạn, cũng có xoay chuyển trời đất hết cách cảm giác. Luân hồi huyết mạch và vậy thần hỏa lực lượng quá mức bá đạo. Không chỉ là huyết khí, một nửa thần hồn căn nguyên lực, cũng bị rút đi. Linh Nhi cũng là sắc mặt nặng nề, trận chiến này, ba người thiếu chút nữa toàn bộ chết. Còn có biện pháp. Diệp thần sắc mặt trắng bệch, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Tiêu tiền bối. Muốn đến cuối cùng rơm giả cứu mạng tiêu ngục, Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, cưỡng ép mở ra mi trái tim lau một cái thủ hộ giả kim ấn lực, thử nghiệm trao đổi bỏ đời tuyệt trong biên giới đại ma. Hồn điển tôn vương tiêu ngục. Mau dừng lại, người tổn thương mới phải không bao lâu, cưỡng ép thúc giục thủ hộ giả lực, sẽ xảy ra chuyện. Linh Nhi lo lắng ngăn lại nói. Ho, một hơi máu tươi phun ra, đồng thời, một giọng nói vang lên. Chuyện gì xảy ra? Màu đỏ tươi thần hỏa tàn phá hồi lâu, thời khắc này cận thái chi thành, trước mắt tan hoang,
Liên thiên tia máu tan hết, phơi bày ở trước mắt thành lớn, tàn tạ không chịu nổi, nếu không phải Thái Viêm Đế kiêng kỵ một ít tồn tại, lấy đại thần thông bảo vệ liền cận Thái Chi Thành, chỉ dựa vào ba đại gia tộc nội tình, sợ là cận Thái Chi Thành, cũng sớm thành xem như bụi bặm. Diệp Thần. Một tiếng gầm lên vang khắp thương khung, Thái Viêm Đế sắc mặt tái xanh, lại một lần nữa bị Diệp Thần bày một đạo. Đại Đế, ta cái này thì đi trước tập nã Diệp Thần. Âm thầm thanh âm vang lên, thời khắc này cận Thái Chi Thành thần hỏa đã tiêu tán, bọn họ có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động. Không cần, vậy tiểu tử có không thể xóa nhòa ràng buộc, cái này cận Thái Chi Thành sinh linh thượng cần trấn an. Thuộc hạ rõ ràng, Thái Viêm Đế hành động này, ra sức bảo vệ cận Thái Chi Thành, bảo vệ xuống trong đó vô số sinh linh, sao không nhân cơ hội tạo thế khuếch trương ảnh hưởng lớn. Ta đoán người nhất định sẽ đi nơi đó, đến lúc đó, ta tự mình đem người đánh chết. Thái Viêm Đế tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn xa hướng phương xa. Hình ảnh quay về, bỏ đời tuyệt cảnh. Thì ra là như vậy. Tiêu Ngục sắc mặt không tốt lắm xem, từ Diệp Thần và Linh Nhi nơi đó hiểu được chuyện toàn bộ đi qua, nhìn lại mình một chút mệnh treo một đường con gái bảo bối Tiêu Thấm, cái này to lớn nam tử, giờ phút này nổi cơn giận dữ. Tiền bối, ta, phụ lòng tiền bối giao phó, không có chăm sóc tốt Tiêu Thấm. Diệp Thần tự trách nói. Diệp Thần thanh âm yếu ớt, đối với chàng trai giao phó, hắn không có làm được, cũng là 10 phần tự trách. Thằng nhóc, cái này không trách ngươi, có thể lấy quá chân cảnh từ Thái Viêm dưới quyền trốn bay lên trời, đã là thiên đại tạo hóa. Tiêu Ngục hít sâu một hơi, kiềm chế xuống sao động trong lòng, hướng về phía Diệp Thần bình tĩnh nói. Tiêu Thấm nàng. Tiêu Ngục cau mày, một hồi lâu sau mở miệng nói, thời khắc này ta cũng không có biện pháp cứu Thấm mà, chỉ có thể tạm thời phong ấn nàng thần hồn kéo dài tánh mạng. Chỉ có trong vòng nửa năm tìm được truyền thuyết kia ở giữa Thanh Vân Thần Mộc, mới có mong đánh một trận. Bên cạnh Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, Thanh Vân Thần Mộc. Ngươi nói là trấn hồn uyên hạ hư vô kia mờ mịt truyền thuyết. Tiêu Ngục trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, trước mặt cái này bé gái cũng không phải hạng người phàm tục, lại biết trấn hồn uyên. Không tệ, phải cứu Thấm mà, chỉ có vật này có thể được. Tiêu Ngục quay đầu nhìn về Diệp Thần, ánh mắt bình tĩnh nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ta đi. Ngươi có biết hay không, trong truyền thuyết trấn hồn uyên xuống vong linh cùng hung cực ác. So với bỏ đời dưới tuyệt cảnh trấn áp đại ma từng có không khỏi đạt tới. Vậy Thanh Vân Thần Mộc vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết mờ mịt vật, lời đồn đãi chỉ có ác linh tẩy tim, mới biết ra đời một món manh nha thần mộc, đã vạn năm chưa từng hiện thế. Linh Nhi định khuyên can Diệp Thần, nhưng trước mắt Diệp Thần nhưng là con ngươi đông lại một cái, khoát tay một cái tỏ ý Linh Nhi chớ lên tiếng. Nếu như bị thương là Linh Nhi ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự đi. Bất luận là cái gì đường cùng cũng tốt, hiểm cảnh cũng được, ta không thể trơ mắt nhìn bạn của ta bỏ mình nhưng cái gì cũng không làm. Linh Nhi nghe vậy, thân hình run lên, chợt mở miệng nói, thật cầm ngươi không có cách nào, bất quá dưới mắt còn có một cái vấn đề, thế gian có rất ít người biết trấn hồn uyên ở đâu. Linh Nhi nắm chặt chặt trước quả đấm nhỏ chậm rãi dương ra, lần nữa bổ sung nói, cho dù biết liền rơi xuống, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi, trấn hồn uyên hạ. Không có ta ngươi sẽ chết nhanh hơn. Diệp Thần nhìn một cái Linh Nhi, sau đó hỏi Tiêu Ngục nói, tiền bối, ngươi có biết cái này trấn hồn uyên ở nơi nào? Tiêu Ngục lắc đầu một cái lại gật đầu một cái, mấy hơi thở sau đó mới nói, ta có thể thông qua hồn điển xác định nơi đây rơi xuống, nhưng cần một ít thời gian. Đoạn thời gian này, ngươi trước xử lý chuyện của mình, chờ ta xác định một chút rơi, liền sẽ thông báo cho ngươi, sẽ không quá lâu. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng tốt, trước và thân Đỗ Uyển Nhi bọn họ nói qua, không thể kéo quá lâu, vậy cần phải trở về. Trọng yếu hơn chính là, hắn tu la hồn đạo còn chưa luyện hóa, thậm chí đối với tại luân hồi thiên kiếm còn có rất nhiều nghi ngờ, vậy nên hỏi một chút Nhâm Phi Phàm. Tiền bối, Diệp Thần gật đầu một cái. Tiêu Ngục ừ nhẹ một tiếng, chợt mở miệng nói, Thấm mà thân xác, ta trước mang về bỏ đời tuyệt cảnh bên trong bảo vệ, nhất định phải nhớ. Chờ ta thông báo ngươi lúc đó, ngươi phải nhanh một chút đi, ngươi không có quá thời gian dài, một khi bỏ qua, chớ nói Thanh Vân Thần Mộc, Vũ Hoàng Cổ Đế tới đều là không có sức xoay chuyển trời đất. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định đem Thần Mộc mang về. Võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới. Tiêu Ngục nhìn con gái đóng chặt hai tròng mắt, dù gì nói,
Diệp Thần thằng nhóc này tâm tính thiên phú tuyệt vời, ở trên người hắn, hết thảy đều là có thể. Diệp Thần nhìn một cái cận thái chi thành, chính là hướng một phương hướng đi. Hắn hoàn toàn không biết, mình ban đầu đoạt được luân hồi thiên kiếm, từ vũ hoàng cổ đế và vô thiên trong tay chạy khỏi, đối vạn giới sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Có lẽ ở cận thái chi thành, thiên cung chi địa, người khác không sẽ để ý chuyện này. Nhưng đối với những địa phương khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là động đất. Cái này vừa trốn cởi hành vi, có thể nói đã là trước không có người sau cũng không có người vĩ đại cử chỉ. Mà hiện tại cái này hai đại thế gian thực lực cao cấp, lại có thể liền khởi thủ tới, phái ra truy binh trước để bắt Diệp Thần. Nếu như đem chuyện này nói cho không biết chuyện người nghe, định sẽ mắng một câu đầu óc có bệnh. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên hai người, đều là truyền thuyết cấp nhân vật khác, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, lại sao có thể sẽ là một cái quá chân cảnh tu sĩ trẻ tuổi, mà làm được như vậy bước. Đây là tuyệt không khả năng sự tình phát sinh. Nhưng có lúc sự thật chính là như vậy, thường thường so truyền thuyết càng hoang đường. Cái này mấy ngày, không ít gia tộc, tông phái, thậm chí còn nhiều tán tu, cũng cảm nhận được liền không giống tầm thường động tĩnh. Vạn Khư Thần Điện và Cựu Nhật Minh người, phân biệt từ hai phương hướng lên đường, giống như châu chấu quá cảnh, chi chít, làm người ta sinh lòng sợ hãi. Thái thượng thế giới, không thiếu cường giả rối rít từ Vạn Khư Thần Điện chỗ ở núi cao xuống, yên lặng không nói, sắc mặt tức giận. Chỗ đi qua, những người khác rối rít tránh ra, liền cũng không dám thở mạnh. Mà tại hạ giới, hắc ám biển cấm bên bờ vùng, từng đợt ma binh trào hiện ra. Bọn họ người người thần sắc dữ tợn, mặt mũi xấu xí, mang theo vô tận sát khí. Trong xung quanh trăm dặm nơi có sinh linh cũng run lẩy bẩy, bò lổm ngổm trên đất, không dám nhúc nhích. Bọn họ cho là Cựu Nhật Minh Tu La yêu quái đi ra mịch thực, nhất định sẽ sinh linh đổ thán, đổ máu ngàn dặm. Nhưng là những cái kia trong ngày thường thích ăn máu thịt dữ tợn yêu vật, lại trở thành kỷ luật nghiêm minh quân đội. Mà bọn họ mục đích, chỉ có một cái. Đó chính là tìm được luân hồi chi chủ, cho dù đem cái này chư thiên vạn giới tung cái để hướng lên trời, cũng ở đây không tiếc. Có vài người vô cùng tò mò, hỏi cái này hai thế lực lớn vì sao phải lớn như vậy động can qua. Biết được nguyên nhân sau đó, vừa có kinh ngạc cũng có rung động. Lúc mới bắt đầu, bọn họ là tuyệt không tin. Trừ với nhau thế lực đối nghịch, lúc xưa đời cùng thời đại mới chiến tranh kéo dài ra, không có bất kỳ người đáng cái này hai thế lực lớn ra tay, trừ phi Hồng Quân lão tổ đích thân tới, muốn chiếm lĩnh cái này chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên có lẽ mới biết cân nhắc liên thủ là một. Bất quá theo thời gian rời đổi, trong không khí nơi phơi bày ra dị tượng, càng phát ra nồng nặc. Đám người cái này mới giật mình, lúc đầu cái này hai người cổ đế liên thủ là thật. Hơn nữa đối phương chính là Luân Hồi Chi Chủ. Nghe được Luân Hồi Chi Chủ danh hiệu sau đó, bọn họ tựa hồ có thể hiểu, vì sao hai đại cao cao tại thượng cổ đế đều phải sệ mặt xuống, không tiếc giá phải trả tiêu diệt hắn. Luân hồi lực lượng có thể nói đến từ dị độ thời không, không có dễ không nguyên, cực kỳ mạnh mẽ, nắm trong tay thiên địa lục đạo. Bọn họ hai người phải đem Luân Hồi Chi Chủ diệt trừ, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ. Diệp Thần ở từ cận Thái Chi Thành chạy tới Bắc Mãng Tổ Địa, đường đi của liền hắc ám biển cấm, tự nhiên vậy phát hiện hôm nay cục diện. Hắn thần sắc ngưng trọng, ngược lại là không nghĩ tới Vô Thiên biết nhúc nhích thật cách. Cũng không biết Già Thiên Ma Đế tình trạng như thế nào. Ngay tại Diệp Thần suy tư tới giữa, hư không chập chờn. Hư không bị xé ra một kẽ hở, một cổ cực kỳ mênh mông hơi thở hạ xuống nơi này. Chính là Già Thiên Ma Đế. Hắn thân mặc một bộ áo bào đen, hơi thở chập chờn cùng Cựu Nhật Minh người chênh lệch không bao nhiêu. Diệp Thần thấy hắn lúc đó, thần sắc không khỏi biến đổi. Ngươi làm sao tới nơi này? Diệp Thần thanh âm bên trong ẩn chứa rất nhiều nghi ngờ. Đây là ta nên hỏi ngươi, ngươi hiện xuất hiện ở chỗ này, chính là một cái mìn định giờ. Già Thiên Ma Đế hạ xuống sau đó, liền lập tức đem vung tay lên, hóa ra một đoàn mong mỏng hắc khí, ở chỗ này trong quá trình, nồng nặc hắc khí đem bọn họ toàn bộ bao vây. Diệp Thần biết hắn đang làm gì, đây là phải dùng cửu u hơi thở, để che giấu hắn tồn tại. Nếu là có cái này đạo cửu u khí thế bạn ở chúng ta cỡ đó, vậy Cựu Nhật Minh người, rất khó phát hiện chúng ta tồn tại, dẫu sao ngươi còn muốn đi Bắc Mãng Tổ Địa.
chỉ gặp Già Thiên Ma Đế đầu ngón tay, toát ra sâu kín hắc khí, chợt hóa là ma ảnh, thăng lên trời cao, xé ra một đạo hư không kẽ hở. Đi thôi, Già Thiên Ma Đế lúc này nói. Cứ như vậy thuận lợi rất nhiều, tránh hơn đạo hơi thở đồng thời tại chỗ, dễ dàng bị người phát hiện. Bọn họ xuyên qua tầng tầng hư không cấm chế, cách xa cái địa phương kia. Đi tới Bắc Mãng Tổ Địa. Hai phía đội ngũ chỉ là phái người phong tỏa cái này một phiến hắc ám biển cấm, thoát đi nơi này, liền có thể rời đi bọn họ tai mắt. Chư thiên vạn giới, biết bao rộng lớn, mỗi một cái khu vực cũng có thể gọi là bát ngát bao la. Cho dù là hai bên đội ngũ điều động, cũng không cách nào cụ thể tìm kiếm tất cả khu vực. Hiện tại an toàn, người mấy ngày nay đi đâu? Ta đi Bắc Mãng Tổ Địa đi tìm ngươi, ngươi không ở. Già Thiên Ma Đế nói. Diệp Thần cũng không nói nhảm, liền đem bỏ đời tuyệt cảnh, sát thí đại đế, cùng với cận thái chi thành và tiêu thấm sự việc nói ra. Nếu như Già Thiên Ma Đế biết Trấn Hồn Uyên, vậy thì tốt nhất biết bao. Nhưng mà, Già Thiên Ma Đế nhưng là lắc đầu một cái, Trấn Hồn Uyên ta nghe Vô Thiên nhắc qua, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ngươi luân hồi thiên kiếm xử lý được thế nào? Nắm giữ lớn mạnh như vậy vũ khí, ngươi chiến lực có phải hay không mạnh hơn? Nhưng mà Diệp Thần nhưng là thở dài, nói, luân hồi thiên kiếm cực kỳ phức tạp, ở kiếm thần lão tổ trước, thuận tiện lấy một loại hình thức khác tồn tại, nó đản sanh vu trong hư không, thậm chí nơi tồn tại niên đại càng rất xưa, trong đó có chút bí mật, hoặc giả là ta đời sau không biết. Diệp Thần rơi vào suy tư, nếu như hoàn toàn rõ ràng luân hồi thiên kiếm, cũng sẽ không ở cận thái chi thành bị vậy thái viêm đế khí. Sau đó hắn đi liền và thân Đỗ Uyển Nhi, Diệp Lạc Nhi, cháu đêm dòng các người hội họp báo bình an. Hết thảy sự việc xử lý xong hết, Diệp Thần vẫn là quyết định đi tìm Nhâm Phi Phàm hỏi một chút kết quả. Lúc này Nhâm Phi Phàm đang trong động phủ tu luyện, hắn đã tiến vào cảnh giới mấu chốt cổ trai kỳ, nếu là có người ở chỗ này, định sẽ đối với nơi này sinh ra dị tượng, cảm thấy 10 phần giật mình. Luân hồi lưu chuyển, đại lộ mờ mịt. Nhâm Phi Phàm lúc này vậy tiến vào huyền diệu cảnh giới, trong chốc lát đắm chìm trong này, không thể thoát thân, đối với ngoại giới cảm giác cơ hồ hoàn toàn không có. Không biết hồn phách của mình ở nơi này bên trong rốt cuộc nán lại bao lâu. Làm hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, một món kim mang thoáng qua. Hắn một cặp mắt, chính là một phiến tinh không mịt mùng, diễn hóa ra liền vũ trụ vạn vật. Tu luyện tới cảnh giới như vậy, chính hắn chính là đạo của mình, không cần mượn dùng bất kỳ ngoại vật. Lợi hại hơn nữa thần khí, cũng chỉ là dạy tác dụng phụ trợ. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, một mực khóa chặt chân mày, có chút giãn ra. Một khắc sau hắn tâm niệm khẽ động. Bởi vì đang có người hướng hắn động phủ chạy tới, cho dù còn ở ngoài ngàn dặm, thì đã bị Nhâm Phi Phàm phát hiện. Tên này lại có thể trở về. Nhâm Phi Phàm tâm niệm vừa động, đầu ngón tay điểm ở một mảnh không gian rung động trên. Trong thoáng chốc, vạn đóa hoa sen từ từ tách thả ra. Mỗi một đóa hoa sen, đều là một phần thiên cơ, tổ hợp chung một chỗ, đem cái này chư thiên vạn giới vạn tượng tất cả đều bao la đứng lên, tiến vào Nhâm Phi Phàm trong ý nghĩ. Mà hắn, chính là biết được liền Diệp Thần gần đây tất cả chiều hướng. Làm Nhâm Phi Phàm lại lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc đó, thần sắc đã đổi được hơi có vẻ ngưng trọng. Diệp Thần ở dưới tình huống này, như cũ có thể trốn bay lên trời, chắc hẳn bị thương không nhẹ. Đợi Diệp Thần đi tới động phủ trước lúc đó, Nhâm Phi Phàm đã kết thúc tu luyện. Nhâm tiền bối, người xuất quan. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, cả người quần áo trắng, đứng ở động cửa phủ đợi chờ mình, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn là còn muốn ở chỗ này cùng Nhâm Phi Phàm mấy ngày, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần. Một bên Già Thiên Ma Đế vậy chắp tay thi lễ. Dẫu sao Nhâm Phi Phàm nhưng mà trong trời đất này cường giả đỉnh phong một trong, tương lai vô cùng có thể nắm giữ chư thiên, hơn nữa còn là Diệp Thần hộ đạo giả. Người gần đây khắp nơi qua cửa phá trận, thực lực cũng có không nhỏ đột phá, rất tốt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, cười nói. Đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần trải qua nguy hiểm trùng trùng, nhưng mỗi một lần hắn cũng có thể thành công chạy khỏi, hơn nữa tăng cường thực lực. Hôm nay Diệp Thần đã vũ rực tràn vào phong, lại nữa khắp nơi đều cần hắn che chở. Lần này biến hóa, để cho Nhâm Phi Phàm khá là vui vẻ yên tâm. Trong thiên địa bất kỳ cường giả đứng đầu, đều là từ nguy nan bên trong từng bước một đi tới.
Thiên phú cùng thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính cũng là thiếu một thứ cũng không được. Bất kỳ tu luyện tới đỉnh cấp võ giả, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đều là tâm tính dửng dưng, chắc như bàn thạch, ngoại vật không thể tùy tiện dao động. Trước núi lớn sụp đổ mà không biến sắc, thiên địa diệt tại khi thì không kinh hoàng. Cường giả đỉnh phong cùng võ giả tầm thường tới giữa, chênh lệch liền ở chỗ này. Theo Nhâm Phi Phàm tới xem, Diệp Thần trước mắt tâm tính càng ngày càng lớn mạnh, gặp chuyện không hoảng hốt, cho dù là đối mặt tuyệt cảnh, cũng có liều chết đánh một trận, quyết đánh đến cùng dũng khí. Một người nội tâm mạnh mẽ, thường thường biểu dương bên ngoài, cùng tự thân thực lực hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Thần nghe lời nói này, đành phải cười khổ một tiếng. Từ vực sâu thế giới đến luân hồi biển, rồi đến cận thái chi thành, một đường tới nay, hắn quả thật trải qua chứ gặp nhiều trắc trở, chém chém giết giết, chưa từng ngừng nghỉ. Mỗi một lần chiến đấu, hắn cũng đem hết toàn lực, sử dụng mạnh mẽ nhất chiêu thức. Mà ở nơi này sau đó, hắn đối với chiêu pháp cảm ngộ cũng chỉ có tăng lên. Chỉ không hề ngừng chui luyện, không ngừng đối chiến, mới có thể nâng cao thực lực, hơn nữa cảm ngộ chư thiên vạn đạo. Thánh thiên thần hỏa tận lực ít vận dụng, coi như muốn vận dụng, cũng phải cùng Nhan Tuyền Nhi hoàn toàn luyện hóa. Đúng rồi, luân hồi thiên kiếm, nhưng có tới tay. Nhâm Phi Phàm mở miệng hỏi nói. Ở chỗ này, Diệp Thần lấy ra vậy cầm dấu phong kiếm, toàn thân có ám kim vẻ, bề ngoài rộng rãi, mơ hồ tản ra vô thượng uy thế. Nhưng lúc này lại thuộc về trạng thái ngủ say, tùy ý Diệp Thần đi cái này bên trong dưới vào luân hồi huyết mạch, cũng không cách nào đem thức tỉnh. Tiền bối, ta tuy nói vào tay luân hồi kiếm, nhưng là như vậy quy tắc trong đó, tựa hồ có chút không lành lặn. Diệp Thần nói ra mình phán đoán. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Trong tin đồn luân hồi thiên kiếm, tồn tại ở cực hạn chi địa, chỉ có mỗi vừa đảm nhiệm luân hồi chi chủ trước đi tìm, mới có thể tìm được, người còn lại, căn bản không cách nào theo dõi thiên cơ. Nhâm Phi Phàm chậm rãi nói. Diệp Thần lấy được rồi luân hồi thiên kiếm, nhưng không cách nào thi triển hắn một phần vạn uy lực, cứu kỳ căn bản, chỉ sợ là bởi vì đạo uẩn quy tắc thiếu sót. Diệp Thần đối với lần này vậy tràn đầy cảm giác. Hắn ở rất lâu trước liền đã phát hiện có liên quan luân hồi bí mật, tra tìm được luân hồi thánh hồn thiên tồn tại. Như vậy, vậy đưa tới đứng một mình tại 30 ngày thái thượng thần khí ra đệ nhất thần khí, ẩn chứa uy lực thập phần cường đại. Trọng yếu nhất chính là, cái này luân hồi thánh hồn trời chính là luân hồi chi chủ đo thân chế tạo, có thể nói là luân hồi chi chủ tương lai xưng bá chư thiên trọng yếu đổ sắc bén một trong. Già thiên ma đế đứng ở một bên, yên lặng nghe. Trong lòng cũng không khỏi được xúc động, luân hồi chi chủ khí vận, thật sự là nghịch thiên. Nhâm Phi Phàm nói, người luân hồi thánh hồn trời, có trên đời nhất là hào hùng minh mông pháp lực, nếu như không thể đem bổ toàn, sợ rằng không cách nào phát huy ra luân hồi huyết mạch và thân thể trình độ cao nhất, tới đối kháng chư thiên cường giả. Diệp Thần vậy biết rõ trong đó mấu chốt, vì vậy hắn hiện tại tới đây, hướng Nhâm Phi Phàm thỉnh giáo một phen. Người tu luyện phương thức tu luyện. Phân là thân xác tu luyện cùng linh hồn tu luyện, nhưng vô luận vậy một loại, cũng trốn không khai thiên địa đại đạo hạn chế. Thân xác tu luyện, lại phân là luyện khí cùng luyện thể, đại khái có thể như xương hô này. Ở giữa thiên địa, nhất là thịnh vượng con đường tu luyện, chính là luyện khí. Đương kim thiên hạ bốn lớn cường giả đỉnh phong, đều là luyện khí mà là. Chỉ có thông qua này cùng phương thức tu luyện, mới có thể du ngoạn chư thiên đỉnh, cùng cái này ngoại giới có chút liên lạc. Mà ngoài ra một loại luyện thể, chính là lấy thể xác làm trụ cột, cần rất nhiều thiên tài bảo phụ trợ, còn được không ngừng mài, thúc đẩy thân xác từng bước một nguyên vẹn. Chư thiên vạn đạo bên trong, đương kim thể tu gian nan nhất. Nhưng nếu là tu luyện thành công, là được du ngoạn chư thiên, là đế hoàng. Viễn cổ thời kỳ hồng hoang có một tên thể tu, dựa vào cường đại kim quang thánh thể, đánh khắp hồng hoang không địch thủ. Ở lúc ấy thậm chí cùng Hồng Quân lão tổ cùng với võ tổ đều có sức đánh một trận. Nhưng cái này vậy ví dụ cực kỳ thưa thớt, giống như lông phượng và sừng lân. Linh hồn người tu luyện đi đường so với là đặc thù, rèn luyện thần hồn thời kỳ, có thể coi thường thực tế cùng tinh thần tới giữa bình phong che chở, tùy ý ra tay, để cho địch nhân không nhìn thấu không sờ được. Mà luân hồi thánh hồn thiên nơi nhằm vào, chính là linh hồn tu luyện. Linh hồn tu luyện chú trọng thiên phú. Nếu như vô duyên người, cho dù cả đời cũng đầu nơi này nói, khổ tâm điều nghiên, cũng sẽ không thành đại khí. Lúc mới bắt đầu nhất,
Diệp Thần cũng không quá nhiều điều nghiên linh hồn con đường tu luyện, dẫu sao hắn chủ tu luyện khí, phụ trợ luyện thể, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể để cho hắn đổi được vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sau đó Luân Hồi Thánh Hồn Thiên xuất hiện, chính là để cho hắn có mới kiến thức. Luân Hồi Thánh Hồn Thiên là cái kíp nổ, có thể mở rộng ra Diệp Thần trong cơ thể ẩn giấu linh hồn tiềm lực. Mà Luân Hồi Huyết Mạch, chính là hắn nhất thiên phú tốt. Hai người như có thể kết hợp, nhất định là hỗ trợ lẫn nhau, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên tướng sẽ trình độ lớn nhất trên kích thích Luân Hồi Huyết Mạch cực hạn, dùng Diệp Thần linh hồn lực lượng đạt tới trạng thái tột cùng. Già Thiên Ma Đế nghe bọn họ giải thích, cũng là lớn bị rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Thần tương lai thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào, hoặc giả nói là không có hạn mức tối đa. Luân Hồi Huyết Mạch đặc điểm chính là không có hạn mức tối đa, bởi vì nó siêu thoát tại lục đạo ra, không chịu thiên địa quản khống, thậm chí liền càn khôn cũng có thể nghịch chuyển. Như vậy huyết mạch lực lượng, đủ để cho bất kỳ đối thủ sợ hãi. Diệp Thần đã góp nhặt bộ phận Luân Hồi Thánh Hồn Trời, hắn nơi sinh ra linh hồn lực lượng phụng dưỡng lại người, đã để cho Diệp Thần cảm ngộ khá nhiều. Thành tựu cực hạn linh hồn lực lượng, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên vị liệt chư thiên đệ nhất thần khí, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Kiếp trước Luân Hồi Chi Chủ, cũng chỉ là đem Luân Hồi Diễn Sanh Vật, bầu trời hoàng tuyền đồ bắt được mà thôi, căn bản không có chạm đến Luân Hồi Thánh Hồn Thiên.